Chỉ chốc lát sau, hơn 20 vị trưởng lão Khương gia đều vội vã chạy tới nơi này, chỉ là sắc mặt không phải trắng bệch mà chính là hiện xanh, chê y chán treo theo mồ hôi lạnh. Duy chỉ không thấy Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Vương gia. Hơn 20 vị trưởng lão cung kính hướng Khương Hồng Võ thi lễ một cái. Xin mời hội tộc lão trình diện, là làm một phán quyết đối với cứ điểm. Xin mời vương gia bảo cho biết. Bọn người Yến Tranh hơi biến sắc mặt, dựa theo quân luật Bạch Hổ Quan, vương gia có thể toàn quyền xử trí phó tướng, nhưng dính đến chủ tướng trấn thủ thì cần một nửa hội tộc lão trở lên duy trì. Đây là muốn xử trí Tiêu Thắng Dũng. Vương gia, xin hỏi ta có tội gì? Tiêu Thắng Dũng không nghĩ tới Khương Hồng Võ còn muốn xử lý hắn. Nhưng hắn không tin Khương Hồng Võ có thể xuất ra chứng cứ gì có thể nói hắn phạm tội. Hắn nhiều nhất là bắt Khương Uyển Nhi, đến bây giờ cũng còn không có làm bị thương nàng, mà Khương Hồng Võ cũng đã phế đi một tay của hắn, xem như triệt tiêu tội phạm thượng. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không có tham dự, chỉ ít là chê y mặt nổi thì không có. Tiêu Thắng Dũng tướng quân vô tội, nhưng dựa theo quân luật Bạch Hổ Quan, nếu như thân có tàn tật, nên thoái ẩn, hoặc xuống chức. Ngươi, chọn cái nào? Khương Hồng Võ nhìn Tiêu Thắng Dũng đe dọa. Tiêu Thắng Dũng khẽ giật mình, kém chút chửi ầm lên, đây là ngươi phế ta. Tiêu Thắng Dũng tướng quân có công trấn thủ cứ điểm, thoái ẩn quá tiếc nuối, xuống chức làm phó tướng. Theo các tộc lão, cái này có hợp quân luật. Thanh âm Khương Hồng Võ uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Một đám tộc lão liền vội vàng gật đầu. Hợp quân luật. Có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Xuống chức, Tiêu Thắng Dũng, lập tức xuống chức cứ phó tướng điểm thứ ba. Khương Hồng Võ cao giọng tuyên án. Khương Hồng Võ, ta không phục. Tiêu Thắng Dũng gầm thét, vội vàng muốn tìm tả hữu phó tướng cùng một chỗ tranh luận, có thể bị uy thế Khương Hồng Võ trần nsio ta vào huyết ngục rằng co, tả hữu phó tướng toàn bộ cúi đầu. Ta vẫn là Khương Vương. Khương Hồng Võ hỏi lại hội tộc lão. Ngài một mực là Khương Vương. Khương Hồng Võ cao giọng tuyên án. Vương gia đối với phó tướng cứ điểm có toàn quyền xử trí. Ta lấy danh tự Vương gia, giao trách nhiệm phó tướng cho Tiêu Thắng Dũng. Lập tức rời khỏi Bạch Hổ Quan, vĩnh viễn không được trở về. Thanh âm cao vút quanh quẩn toàn trường, lại giống như một trận gió lạnh, thổi qua trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả Yến Tranh cũng đều hít vào khí lạnh, Vương gia chính là Vương gia. Xử lý khởi mọi chuyện để bọn hắn đều cảm thấy bội phục. Mà với tính tình Vương gia, Tiêu Thắng Dũng chỉ cần rời khỏi Bạch Hổ Quan, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị huyết ngục tru sát, vĩnh viễn biến mất. Khương Phàm âm thầm cảm khái, Vương gia mặc dù luôn dạy hắn một ít gì đó, nhưng mỗi lần ở chung, hắn luôn có thể cảm giác được chênh lệch cùng đối phương. Khó trách Hoàng thất 20 năm trước nhất định phải xử lý Khương Vương phủ. Đây là e ngại Khương Hồng Võ hoàn toàn khống chế Bắc Cương sao? Hai mắt Tiêu Thắng Dũng sung huyết, hồng hộc thở hổn hển, một lát sau giận dữ gầm thét. Khương Hồng Võ, ngươi cứ việc xử trí ta, chính ngươi cũng sống không được bao lâu. Nếu Hoàng thất đã có bố cục đối với thành Bạch Hổ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi hoặc là chết trong thành Bạch Hổ này, hoặc bị giải vào Hoàng thành giam cầm vĩnh thế. Xin mời Phó tướng Tiêu Thắng Dũng, rời khỏi thành Bạch Hổ. Khương Hồng Võ lạnh nhạt hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tuy nói là xin mời nhưng liêm đao của bốn vị huyết ngục lại không có hữu hảo như vậy, buộc Tiêu Thắng Dũng từng bước một rời khỏi đội ngũ cứ điểm thứ ba của hắn. Trong cứ điểm thứ ba mặc dù có rất nhiều tướng sĩ hiệu chung với Tiêu Thắng Dũng, nhưng giờ này khắc này lại không có người nào dám trực tiếp đứng ra khiêu khích, nếu không liêm đao huyết ngục tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bổ vào chê y người hắn. Ánh mắt một vị trưởng lão lấp lóe, nhắm mắt nói. Vương gia, khoảng cách trời tối còn có hai canh giờ. Lúc này cưỡng ép bỏ cũ thay mới chủ tướng cứ điểm, phòng ngự đêm nay chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ta cả gan đề phàm, để Tiêu Thắng Dũng tướng quân lại thủ vững ngày cuối cùng. Khương Hồng Võ nói, cứ điểm thứ ba đêm nay xác thực rất nguy hiểm. Trưởng lão sắc mặt vui mừng, lập tức nói. Tiêu Thắng Dũng tướng quân mặc dù cảm xúc không quá ổn, nhưng hắn phân rõ nặng nhẹ, đêm nay nhất định có thể bảo vệ tốt cứ điểm thứ ba. Trấn thủ Bạch Hổ Quan. Chống cự đại hoang là chức trách Khương Vương phủ chúng ta. Nếu Tiêu Thắng Dũng tướng quân không ở đây, cứ điểm thứ ba xa sút sĩ khí, nên Khương Vương phủ chúng ta sẽ tự mình tỏa chấn. Đêm nay, ta, huyết ngục, còn có hội tộc lão, toàn thể leo lên cứ điểm thứ ba, dắt tay cự linh vệ huyền giáp vệ chống cự đại hoang.
Khương Hồng Võ nói một câu nhẹ nhàng lại hợp tình hợp lý làm cho sắc mặt toàn thể tộc lão hội đại biến. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Hồng Võ. Đây là muốn thanh toán trưởng lão gia tộc. Bất luận trưởng lão nào ủng hộ qua Khương Hồng Dương, vô cùng có khả năng bị chém giết tại cứ điểm. Nơi đó, đơn giản chính là một sân hành hình tự nhiên. Hay cho Khương Hồng Võ, giết người không lưu dấu vết. Khương Phàm đỡ lấy Uyển Nhi, lần nữa cảm khái thủ đoạn vương gia cao minh. Vị trưởng lão kia giận dữ quát. Xin hỏi vương gia, hội tộc lão chúng ta đã làm sai điều gì? Ngươi không để ý khuyên can, cưỡng ép rời đi, kết quả biến mất không có tin tức gì. Chúng ta vì để ổn định vương phủ, vì an nguy cứ điểm, ủng lập Khương Hồng Dương làm người chủ sự. Khương Hồng Dương mặc dù không có dạng quyết đoán này như ngươi, nhưng cũng tận chức tận trách xử lý tộc vụ, trấn an cứ điểm. Hội tộc lão xử lý thỏa đáng, ta rất vui mừng. Khương Hồng Võ chỉ nhẹ gật đầu, mang theo Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi rời đi. Trời sắp tối rồi, đều trở về chuẩn bị. Đêm nay ta bồi chư vị, nghênh chiến đại hoang. Vương gia, vị trưởng lão kia còn muốn tranh luận, Khương Hồng Võ đột nhiên dừng lại, lạnh lùng một câu. Xin mời hội tộc lão phán quyết, thất trưởng lão đối với gia chủ bất kính, làm như thế nào xử lý? Vả miệng, một đám trưởng lão cúi đầu. Vừa dứt lời, một đội viên huyết ngục hùng tráng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thất trưởng lão, không chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay quất vào trên y mặt hắn. Nhưng một tát này mang theo lực lượng quá kinh khủng, âm thanh giòn vang, đầu ngũ trưởng lão vòng vo ba vòng tại chỗ, cái cổ vỡ vụn, thân thể đều bị xoay chuyển ra ngoài, phù phù một tiếng, nằm dạp trên y mặt đất không có động tĩnh. Đám người cảm thấy lạnh sống lưng, chết rồi. Hành hình quá nặng, chí tử, cấm đoán một năm. Khương Hồng Võ đạm mạc một câu, đem người bị giết biến thành sai lầm hành hình. Lĩnh tội, vị đội viên huyết ngục hùng tráng kia trùng điệp ôm quyền, tự mình lui xuống. Các vị, nên trở về đi làm chuẩn bị. Khương Hồng Võ lạnh nhạt hạ lệnh. Xin mời chư vị, lên cứ điểm thứ ba. Toàn thể đội viên huyết ngục tập thể hướng về phía trước, đứng ở bên cạnh mỗi một vị trưởng lão. Còn có phó tướng cứ điểm thứ ba, thống lĩnh các loại. Cũng riêng phần mình có một vị đội viên huyết ngục đứng kế bên. Bất quá Khương Hồng Võ cũng không có buộc bọn họ thật chặt, cố ý lưu lại một câu. Đêm nay, xem biểu hiện của các ngươi. An bài tất cả xong chưa? Tầng cao nhất trong Thiên Hoa Điện, điện hạ chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn hướng Khương Vương Phủ. Đã sắp xếp xong xuôi, không có bất ngờ gì xảy ra, trước khi trời tối thì bọn người Khương Hồng Dương có thể rời khỏi thành Bạch Hổ. Sắc mặt La Nhất Tiếu nghiêm túc. Còn có chút khẩn trương. Hắn đánh cược hết thảy, là Khương Hồng Dương tiếp quản Khương Vương Phủ, mang Khương Vương Phủ trở lại Thương Châu, hắn sẽ thuận lợi trở thành người tổng phụ trách Thiên Hoa Hội ở toàn bộ Thương Châu. Tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà lại trốn ra được khỏi Bạch Vương Phủ. Không chỉ có hỏng bét thế cục mà sự an toàn của hắn cũng là vấn đề. Sinh tử môn chuẩn bị thế nào? Điện hạ có chút hối hận không trước tiên xử tử Khương Hồng Võ. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu Khương Hồng Võ làm thế nào trốn ra được. Bạch Ngao Thương đưa tới tin tức là Khương Hồng Võ trong lúc bất chợt đã khôi phục đến đỉnh phong. Cái này rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm. Thu thập Hắc Thủy Mã Hoàng không sai biệt lắm, nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, hôm nay là không thể bố trí, sớm nhất phải đợi tới ngày mai. La Nhất Tiếu lắc đầu nói, lúc trước đề phàm siêu tập Hắc Thủy Mã Hoàng, vì dẫn bạo đại hoang, trọng thương cứ điểm. Cung cấp cơ hội cho Khương Hồng Dương khống chế tám đại cứ điểm. Thuận tiện lại điều tam đại vương phủ Thương Châu lấy danh nghĩa hiệp phòng vào ở thành Bạch Hổ, toàn diện chỉnh đốn Bạch Hổ quan. Từng bước một, vòng vòng đan sen, có thể bảo đảm Khương Vương phủ thuận lợi quy thuận, lại có thể dựa theo ý nguyện của Điện Hạ, một lần nữa bố trí thế cục Thương Châu. Nhưng không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà lại tự mình giết trở lại. Sáng sớm ngày mai. Mệnh lệnh cho sinh tử môn đem toàn bộ Hắc Thủy Mã Hoàng vung vào đại hoang. Dựa theo yêu cầu trước đó, vung đến cách Bạch Hổ quan ngoài 50 dặm, chú ý ẩn nấp cho kỹ. Cần phải bảo đảm, vạn vô nhất thất, hết sức cẩn thận, không được sơ hở. Điện hạ lạnh lùng hạ lệnh, hai tay sau lưng chậm rãi nắm chặt. Điện hạ, có cần lại suy nghĩ một chút hay không? La Nhất Tiếu trần chờ, dựa theo an bài trước đó. Trước khi dẫn bạo đại hoang đầu tiên cần bí mật điều động tam đại vương phủ cùng Thiên Châu Võ Viện đến gần thành Bạch Hổ. Một khi Bạch Hổ quan không chống đỡ được, bọn hắn có thể kịp thời tiếp viện.
Dù sao dẫn bạo đại hoang, hậu quả đó ai cũng không đoán trước được, có thể sẽ tạo ra sự hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi, có khả năng không tạo được ảnh hưởng bao lớn, cũng có khả năng hỗn loạn mất khống chế, Bạch Hổ Quan thất thủ. Nếu Khương Hồng Võ trở về lại có huyết ngục hiệp trợ, Bạch Hổ Quan có thể gánh vác được. Điện hạ không thể để cho Khương Hồng Võ thuận lợi khống chế tám đại cứ điểm, chỉ có thể mau chóng xuất thủ. La điện chủ, lại nghĩ biện pháp cứu Tiêu Thắng Dũng, ta giữ lại hắn còn có chỗ hữu dụng. Cái này, có khả năng cứu không được. Huyết ngục nhiều nhất chỉ an bài 3 đến 5 người áp giải, chút chuyện nhỏ này ngươi xử lý không được. Phía dưới mới vừa báo cáo, Tiêu Thắng Dũng đã chết. Huyết ngục không có ý định áp giải hắn ra khỏi thành mới xử lý, tựa như vừa rời khỏi phiến sơn lâm kia liền chém. La Nhất Tiếu lắc đầu nói, lần đầu tiên cảm nhận mãnh liệt được sự đáng sợ của huyết ngục là như thế nào. Sau khi điện hạ trầm mặc một lúc lâu, dứt khoát hạ lệnh. Ngươi lập tức an bài thân tín ra khỏi thành, thông chi Tam Đại Vương Phủ cùng Thiên Châu Võ Viện, ngày mai trước khi trời tối phải trà trộn vào thành Bạch Hổ. Chờ sau khi sinh tử môn dẫn bạo đại hoang. Nếu như hỗn loạn không đủ, bọn hắn ở trong thành làm loạn, nếu như hỗn loạn nghiêm trọng, mãnh thú ác linh đại hoang công phá cứ điểm, bọn hắn xử lý Khương Hồng Võ trước, lại ứng phó hỗn loạn. Đã rõ, ta đi an bài ngay. La Nhất Tiếu cảm giác được điện hạ có thể sẽ không giữ được bình tĩnh, có ý muốn buông tay đánh cược một lần. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hạ ngoan thủ. Chỉ cần cuối cùng thắng lợi, quá trình bọn hắn có thể tùy ý lập. Trong Khương Vương Phủ, Uyển Nhi, kinh mạch của con đã khôi phục rồi sao? Khương Hồng Võ nắm chặt tay Khương Uyển Nhi, tra xét kinh mạch trong thân thể. Không chỉ có một lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, mà còn giống như bao quanh năng lượng thần bí. Phàm ca ca từ bên trong đại hoang tìm được linh bảo, một gốc ngân vũ thảo, một gốc cửu chuyển kim dương sâm. Khương Uyển Nhi nhìn Khương Phàm, trong mắt tất cả đều là cảm ca yêu ta siết. Khương Phàm nói. Những linh vật này đều là gặp không thể cầu, có thể tìm tới là vận khí tốt, cũng là mệnh Uyển Nhi không có tuyệt lộ. Chuyện phát sinh trong thành Bạch Hổ, ta đều biết. Khương Hồng Võ dùng sức vỗ vỗ bả vai Khương Phàm, chê y khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn khó được lộ ra mấy phần ý cười. Phụ thân, là ai đang tính kế Khương Vương Phủ? Thời điểm Khương Phàm biết được Khương Hồng Dương cùng hai vị trưởng lão toàn bộ mất tích liền đoán được Vương gia gặp nạn có quan hệ với bọn hắn. Tam hoàng tử. Ngày Khương Hồng Võ bị vây quanh kỳ thật có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn bị bắt. Mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn làm rõ ràng là ai tính toán bọn hắn. Hoàng thất. Chỉ là tam hoàng tử, hắn hiện tại còn không đại biểu cho hoàng thất được. Khương Hồng Võ ra hiệu hai người Khương Phàm ngồi xuống, trầm giọng nói. Một năm trước, nhân hoàng để lộ tin tức, cố ý chuyển giao quốc vụ, dốc lòng tu võ. Nhưng không có khâm định ai đến giám quốc. Bên trong dòng dõi hoàng thất, người có năng lực cạnh tranh gồm có đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng lục hoàng tử. Bọn hắn cũng đều được rất nhiều thế lực ủng hộ, nhìn thèm thuồng hoàng vị. Trong đó tam hoàng tử có thế lực yếu nhất, muốn cầm bố cục Thương Châu hướng nhân hoàng dâng tặng lễ vật, chứng minh năng lực của mình. Sau đó hắn liền cấu kết nhị thúc, ca ca đều do nhị thúc hại chết. Khương Uyển Nhi dùng sức nắm chặt nắm đấm, khó mà tiếp nhận. Chỉ vì lợi ích, vậy mà lại làm ra loại chuyện hãm hại cả thân nhân của mình. 20 năm trước, ta cự tuyệt không thỏa hiệp khiến cho Khương Vương Phủ suy bại, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng kỳ thật đều hận ta. Lần này, bọn hắn xem như không mưu mà hợp. Trong đôi mắt Khương Hồng Võ lóe ra mấy phần hàn quang. Nếu tam hoàng tử đều đã làm đến trình độ này, chỉ sợ sẽ không có từ bỏ ý đồ. Khương Phàm trước đó suy đoán kết quả xấu nhất chính là hoàng thất. Nhưng không nghĩ tới còn liên lụy đến loại tranh đoạt quyền lực này, kể từ đó, tam hoàng tử tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nơi này là thẻ bạc mà hắn cạnh tranh hoàng quyền lớn nhất, còn có thể là thẻ bạc duy nhất. Trước sau bố cục thời gian dài như vậy, nếu như từ bỏ Thương Châu, chẳng khác nào từ bỏ cạnh tranh. Phụ thân, người nhìn xem đây là cái gì? Khương Phàm từ trong nhẫn không gian lấy ra một con hắc thủy mã hoàng, toàn thân đen kịt, tròn vo chê y ra còn hiện ra huyết quang. Hắc thủy mã hoàng của Nam Cương, một loại yêu trùng hút máu, vô cùng ác độc, một khi tiến vào trong thân thể, sẽ lập tức duỗi ra hơn 10 đầu xúc tu, tiến vào động mạch mạch máu, nuốt máu tươi. Tại sao ngươi lại có thứ này?
Khương Hồng Võ lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra đây là Hắc Thủy Mã Hoàng. Đoạn thời gian trước phục sát một chi đội ngũ của sinh tử môn, từ chỗ bọn hắn lấy được. Hôm nay còn từ trong đại hoang phát hiện một chi đội ngũ sinh tử môn khác, bọn hắn lúc ấy đang vây quét yêu thú, nuôi nấng Hắc Thủy Mã Hoàng. Khương Phàm nói ra mọi chuyện. Sinh tử môn. Khương Hồng Võ đã từng nghe nói đến cái tên như vậy. Một đám người tâm ngoan thủ lạt liều mạng, một năm trước đã đi vào Thương Châu. Trong góc bỗng nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp phiêu hốt. Ai? Khương Phàm ngưng thần nhìn sang, lúc này mới chú ý tới nơi đó có một bóng người. Khương Uyển Nhi cũng thật bất ngờ, hắn đứng ở nơi đó từ lúc nào? Khương Hồng Võ nhấc nhấc tay, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương, để Khương Phàm nói tiếp. Bọn hắn được Tiêu Khuê mời tới giết ta, bất quá lại bị ta giải quyết. Từ những lời Tiêu Khuê nói trước khi chết có thể đoán, rất có thể cùng bọn hắn Khương Hồng Dương có cấu kết. Mà người của sinh tử môn cũng không chỉ là hai chi đội ngũ này. Khương Hồng Võ nhìn sang Hắc Thủy Mã Hoàng, lông mày càng nhăn càng chặt. Ý của ngươi là, người của sinh tử môn từ Nam Cương mang đến đại lượng Hắc Thủy Mã Hoàng, dùng yêu thú bên trong đại hoang nuôi nấng. Sau đó... Nếu như bọn hắn đem mấy ngàn con Hắc Thủy Mã Hoàng đã hút no đủ máu tươi vẩy vào ngoài mặt cứ điểm, một khi hắc ám giáng lâm, mãnh thú ác linh đại hoang tàn phá bừa bãi, hậu quả khó mà lường được. Khương Phàm trước đó còn không xác định được bọn hắn sẽ hung tàn như vậy, nhưng nếu là Tam Hoàng tử đang bài bố cục, chuyện này rất có thể là sát chiêu sau cùng. Một đám hỗn đản, vậy mà dám mang phòng ngự của Bạch Hổ Quan ra làm trò đùa. Khương Uyển Nhi tức giận. Bọn hắn liều chết thủ vệ Bạch Hổ Quan, chính là vì thủ hộ an toàn cho con dân Thương Châu. Tam Hoàng tử vậy mà vì muốn dâng tặng lễ vật cho Hoàng thất lại muốn cãi yêu ta xỉa thích đại hoang nguy hiểm kia. Nếu quả thật giống như Khương Phàm nghĩ, một trận bạo loạn xảy ra, Bạch Hổ Quan sẽ chết thảm mấy vạn tướng sĩ. Vạn nhất bạo tạc quy mô quá lớn, cãi yêu ta xỉa thích mãnh thú quá độ, Bạch Hổ Quan gánh không được, nguy cơ sẽ là toàn bộ Thương Châu. Khương Phàm nói tiếp. Bọn người Tam Hoàng tử dẫn bạo đại hoang mục đích hẳn là trọng thương cứ điểm, cho Khương Hồng Dương cơ hội toàn diện tiếp quản, nhưng cho tới bây giờ, ta phỏng đoán hắn rất có thể sẽ dùng cách dẫn bạo đại hoang đến ứng đối việc phụ thân trở về. Phàm Nhi phân tích rất không tệ, Uyển Nhi, con nên học Phàm ca ca nhiều hơn một chút. Ánh mắt Khương Hồng Võ nhìn thật sâu hài tử gần 13 tuổi trước mặt, trong lòng rất vui mừng. Có dũng càng có mưu, còn trầm ổn tỉnh táo. Nếu như cẩn thận rèn luyện, nhất định có thể sẽ có thành tựu phi phàm. Trời sắp tối rồi, bọn hắn hôm nay chắc sẽ không kịp dẫn bạo đại hoang. Nhanh nhất sẽ là ngày mai. Huyết ngục, mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý sinh tử môn. Một kẻ cũng đều đừng để còn sống. Còn có, ngày mai cửa lớn cứ điểm mở ra như thường. Nhưng qua tới giữa trưa, thành Bạch Hổ toàn thành đóng lại, tránh cho Tam Hoàng tử điều người từ các nơi đến Thương Châu. Khương Hồng Võ phân phó cho bóng người kia. Nếu như Tam Hoàng tử thật muốn dùng cách dẫn bạo đại hoang để ứng phó việc hắn trở về, thì không chỉ là dùng một chiêu sinh tử môn như vậy. Tất cả vương phủ cùng Thiên Châu Võ Viện đều có thể sẽ thừa cơ trà trộn vào tới. Khương Phàm lại lấy chiếc nhẫn kia ra, giao cho Khương Hồng Võ. Người của sinh tử môn hình như đều mang theo một chiếc nhẫn như vậy, các người có thể thông qua chiếc nhẫn này xác định ai là người của sinh tử môn. Phàm Nhi. Ta nghe nói con muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Còn có hơn 20 ngày nữa. Con đã thức tỉnh mấy phẩm linh văn. Lục phẩm linh văn, hỏa diễm linh văn, linh anh cảnh thất trọng thiên. Thất trọng thiên. Khương Uyển Nhi khó có thể tin mà nhìn Khương Phàm, không phải chỉ vừa mới thức tỉnh 2 tháng sao. Khương Hồng Võ cũng thật bất ngờ với cảnh giới của Khương Phàm. Chuyện cho tới bây giờ, con kỳ thật không cần thiết lại khiêu chiến Bạch Hoa. Hắn phế đi Uyển Nhi, há có thể dễ dàng tha hắn như vậy. Phụ thân ngài cứ việc ứng phó đại cục, việc nhỏ này thì giao cho con. Khương Phàm hiện tại càng kiên định muốn tới Thương Châu Võ Viện. Giết Bạch Hoa không chỉ là báo thù, càng muốn hiện ra Thánh Linh Văn, để Thương Châu thậm chí toàn bộ Bắc Cương đều một lần nữa coi trọng Khương Vương Phủ hơn. Đến lúc đó ngay cả trong Khương Vương Phủ đều sẽ càng kiên định ủng hộ Vương gia hơn. Dù sao Thánh Linh Văn đối với Thương Châu mà nói quá đặc thù, nhất là sinh ra tại Khương gia. Khương Hồng Võ không ngăn cản nhiều. Tầng thứ 5 Xâm La Điện có 2 bộ huyền cấp võ pháp, Liệt Hỏa Phần Thiên và Hoàng Cực Bá Thế Quyền, còn chờ một lúc mang theo thủ dụ của ta đi lấy.
Uyển Nhi nháy mắt với Khương Phàm mấy cái, vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia bọn hắn là võ pháp chân quý nhất. Nếu như không được gia chủ đồng ý, ai cũng không thể tu luyện. Tầng thứ 5 còn có rất nhiều đan dược và linh thảo chân quý, còn muốn bao nhiêu thì cứ cầm. Từ linh anh cảnh thất trọng thiên bắt đầu, độ khó đột phá cảnh giới sẽ cực kỳ gia tăng, có đan dược phụ trợ sẽ mau một chút. Nơi đó có thú nguyên không? Khương Phàm hỏi. Có, nhưng không nhiều. Khương Phàm càng có lòng tin, đan dược gì không quan trọng, thú nguyên với hắn mà nói lại là đại bổ. Màn đêm buông xuống, ác linh mãnh thú tàn phá bừa bãi đại hoang, đụng chạm lấy tường cao cứ điểm kéo dài hơn 50 dặm của Bạch Hổ Quan. Mặc dù đám người trong thành Bạch Hổ đều quen thuộc với loại hỗn loạn này, nhưng đêm nay lại không người ngủ. Bọn họ cũng đều biết Khương Vương đã trở về, cùng Khương Vương phủ phát sinh biến cố. Một khi cứ điểm thứ ba nơi đó không chống đỡ được, sẽ liên lụy các cứ điểm khác, dẫn tới đại tai. Bọn hắn cũng không dám ngủ, sợ rằng nếu ngủ, cứ điểm sụp đổ, mãnh thú sẽ xông vào quan. Khương Phàm đến Xâm La Điện lấy ra hai bộ võ pháp, cũng không khách khí mang đi 30 bình đan dược, cùng 18 khỏa thú nguyên. Hắn về tới Sơn Lâm gần cứ điểm thứ 8, nơi này mặc dù bị hủy đi rất nhiều nhưng tận cùng bên trong nhất vẫn còn pháp trận ở đó. Nơi này càng an tĩnh, cũng không có gì cố kỵ. Còn có hơn 20 ngày, nhất định phải tăng lên tới bát trọng thiên. Khương Phàm nghiêm túc lật xem hai bộ huyền cấp võ pháp, Hoàng Cực Bá Thế Quyền nhìn qua uy lực không tầm thường, nhưng có vạn thú thiên hoàng quyền càng mạnh, hắn cũng không cần thiết lại tu luyện cái này. Ngược lại là có thể luyện liệt hỏa phần thiên một chút. Huyền cấp võ pháp, Thánh Linh Văn thúc dục sẽ bộc phát uy lực tuyệt đối mạnh hơn lục phẩm linh văn rất nhiều. Mà hắn quyết chiến cùng Bạch Hoa ở Chê Y Lôi Đài, không có cây rừng che lấp, không có bất kỳ thứ gì phụ trợ, hắn sẽ không có chỗ tránh né, không có chỗ mượn lực, cần đối kháng chính diện. Cứ như vậy, vận dụng võ pháp sẽ càng trọng yếu hơn. Sau khi xác định tu luyện liệt diễm phần thiên, Khương Phàm liền bắt đầu toàn ý bế quan tu luyện. Đại Diệu Thiên Kinh cải thiện thể chất, tẩm bổ kinh mạch, mạch máu. Thạch Quan Cổ đang hấp thu hỏa tinh, thăng hoa linh văn. Bá Đao Thức chấn động huyết nhục, tăng lên lực lượng. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền phối hợp với liệt hỏa phần thiên, tăng cường lấy thực lực. Khương Phàm tâm vô tạp niệm, không biết mệt mỏi, tu luyện một ngày cũng như hai ngày. Có linh dịch, đan dược cùng thú nguyên phụ trợ, hắn rất nhanh đã đắm chìm trong tu luyện. Tuy nhiên, thế cục bên ngoài lại vô cùng khẩn trương và nguy hiểm. Sau một đêm bạo loạn, cứ điểm 80 dặm vững vàng kháng trụ đại hoang xâm lấn, tất cả mọi người trong thành nhẹ nhàng thở ra. Cứ điểm thứ ba lại tổn thất nặng nề, không chỉ có hai vị phó tướng, một nửa thống lĩnh trong đêm đó chiến tử, cũng chỉ có 12 vị vị tộc lão trong 26 người của hội tộc lão may mắn còn sống sót. Sau khi tin tức truyền ra, các cứ điểm khác mặc dù đều hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng tập thể lại đều giữ vững trầm mặc. Lập tức, Khương Hồng Võ đề bạt phó tướng Hùng Chiêm Nguyên dưới trướng võ tướng Yến Tranh cứ điểm thứ 5 tiếp quản cứ điểm thứ 3. Cũng từ cứ điểm thứ 6 điều ra hai vị thống lĩnh kế nhiệm phó tướng cứ điểm thứ 3. Giữa trưa cùng ngày, toàn thành thành Bạch Hổ cũng giới nghiêm đóng lại, bất kỳ người nào cũng không được xuất nhập. 12 vị trưởng lão lập tức tuyên bố gây dựng lại hội tộc lão, hướng Khương Hồng Võ ký huyết thư hiệu chung. Toàn thể chủ tướng 8 đại cứ điểm đi vào Khương Vương Phủ, tuyên bố hiệu chung, cũng cam đoan bí mật xử lý sạch phó tướng cùng các thống lĩnh có dị tâm gần đây. Chỉ một ngày một đêm, nương tựa theo uy thế tích lũy nhiều năm, cùng thủ đoạn thiết huyết, Khương Hồng Võ một lần nữa khống chế Khương Vương Phủ cùng cứ điểm, thậm chí khống chế càng triệt để hơn so với lúc trước. Thiên Hoa Điện cảm thụ được rõ biến hóa của Khương Vương Phủ nhưng lại bất lực. Màn đêm lần nữa giáng lâm, hắc ám giống như biển động cuốn qua đại hoang vô biên, lại một lần đánh tới cứ điểm Bạch Hổ Quan. Trong thành Bạch Hổ, cường quang ngập trời, hiện lên bình chướng trùng điệp, xua tan hắc ám, chống cự lại sự xâm nhập. Kéo dài hơn 80 dặm chê y cứ điểm, tiếng kêu giết, dầm trời, máu nhuộm tường thành. Tam hoàng tử đứng bên cửa sổ tầng cao nhất Thiên Hoa Điện, nhìn qua hướng cứ điểm, lông mày càng nhăn càng chặt. 3.000 hắc thủy mã hoàng hẳn là đều đã được bố trí trong rừng rậm đại hoang thâm sơn, khi vô tận mãnh thú phi nước đại tàn phá bừa bãi, hẳn có thể đạp nát toàn bộ bọn nó, dưới tác dụng của bạo tạc và máu tươi sẽ triệt để ca yêu ta siết thích huyết tính mãnh thú ác linh trong hắc ám. Đêm nay Bạch Hổ Quan nhất định sẽ không bình tĩnh. Nhưng, bạo loạn hắn mong đợi cũng không có phát sinh.
Mặc dù cứ điểm nơi đó sát phạt ngập trời, oanh minh vang động trời, nhưng so với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Không nên như thế. La Nhất Tiếu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cái yêu ta siết thích hắc thủy mã hoàng hẳn là có thể chọc giận mãnh thú đại hoang, dẫn phát bạo động càng kinh khủng, làm sao có thể không có thay đổi gì. Người của sinh tử môn trở về rồi chứ? Tam hoàng tử có dự cảm thật không tốt. Ta đi thăm dò. Nữ tỳ khom người lui ra. Chẳng lẽ Khương Vương Phủ đã phát hiện? Không có khả năng, sinh tử môn làm việc cẩn thận, lại mới tới Thương Châu không bao lâu, tuy có chút hung danh nhưng lại không có người gặp qua. La Nhất Tiếu nhíu mày nói nhỏ, ngay khi giữa trưa thành Bạch Hổ đã phong bế toàn thành, hắn đã dự cảm đến sự không ổn. Nhưng chỉ cho rằng đây chỉ một loại ý thức phòng bị của Khương Hồng Võ mà thôi, hiện tại bỗng nhiên cảm giác sự tình giống như không đơn giản như vậy. Sau một tiếng, nữ tỳ về tới Thiên Hoa Điện. Nơi đặt chân của sinh tử môn bị bí mật giám thị, nô tỳ không dám tới gần. Điểm dừng chân có người ẩn núp, ngươi không có bị theo dõi gió chứ? La Nhất Tiếu biến hóa sắc mặt, nơi đó vô cùng bí mật, là hắn tự mình chọn lựa. Có thể bị giám sát, chỉ có thể nói là người của sinh tử môn đã xong. Có thể xử lý sinh tử môn, hẳn chính là huyết ngục. Với thủ đoạn của huyết ngục, nhất định có thể tra tấn bọn hắn phun ra các loại tin tức. Không có trực tiếp tìm tới Thiên Hoa Điện mà là giám sát ở nơi đặt chân, nói rõ đám tên điên sinh tử môn kia đã cắn tới ranh giới cuối cùng. Huyết ngục giờ phút này giám sát nơi đặt chân, hẳn là đang đợi chủ sử sau màn lộ diện. Không ai có thể theo dõi ta. Ngươi xác định. Ta đã kiểm tra, không có người theo dõi. Nữ tỳ rất bất mãn với sự chất vấn của La Nhất Tiếu. La Nhất Tiếu không tin tỳ nữ này, lập tức khuyên. Điện hạ, không phải ngài nên rời thành Bạch Hổ trước rồi sao? Ta đã coi thường Khương Hồng Võ rồi. Tam hoàng tử lúc trước lựa chọn sinh tử môn. Một là coi trọng bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn cùng kinh nghiệm phong phú, hai là mới tới Thương Châu, không ai nhận ra bọn hắn, ba là cảnh giới không quá cao, sẽ không bị đặc biệt chú ý. Nhưng kết quả vẫn bị tập trung vào. Thần sắc Tam hoàng tử dần dần trở nên ngưng trọng. Trước đó Khương Hồng Võ không có trở về, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đã thấy là phải toàn diện khống chế Khương Vương Phủ cùng tám đại cứ điểm. Kết quả Khương Hồng Võ vừa về đến. Toàn bộ bố cục của hắn đều phế đi. Cứ như vậy mà kết thúc. Đây là thẻ bạc duy nhất hắn có thể cạnh tranh. Điện hạ, ngài hẳn là nên rời khỏi nơi này, trời vừa sáng chúng ta liền đi. Nữ tỳ không tin Khương Hồng Võ dám trực tiếp ra tay đối với Tam hoàng tử, nhưng để phòng vạn nhất, bọn hắn nên rời đi trước cho thỏa đáng. Không, hiện tại liền rời khỏi Thiên Hoa Điện, ta ở trong thành Bạch Hổ còn có một nơi đặt chân bí mật, nơi đó an toàn hơn. La Nhất Tiếu thúc giục, huyết ngục so với những gì bọn hắn suy nghĩ còn nguy hiểm hơn rất nhiều, rất có thể tập trung vào nữ tỳ. Ta muốn gặp mặt Khương Hồng Võ. Tam hoàng tử không cam tâm cứ từ bỏ như vậy, hắn tin tưởng Khương Hồng Võ cũng ý thức được nguy cơ. Nếu như song phương cũng không chịu buông tay, thế tất lưỡng bại câu thương. Nếu như Khương Hồng Võ nguyện ý thỏa hiệp, hắn cũng coi như miễn cưỡng có cái để bàn giao. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Khương Vương Phủ mặc dù xuống dốc chê y tay Khương Hồng Võ, nhưng Khương Hồng Võ người này so với lịch đại Khương Vương càng hung ác cường thế hơn. Thiếu đi mấy phần khéo đưa đẩy, lại nhiều hơn mấy phần huyết tính. Người như vậy tuyệt sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, mà, sự tình 20 năm trước, ngài hẳn là đã hiểu rõ ít nhiều. Hắn hận hoàng thất, càng hận nhân hoàng hơn. Hiện tại chúng ta lại hại chết hai nhi tử của hắn, phế đi nữ nhi của hắn, còn kém chút giết hắn. La Nhất Tiếu đau khổ khuyên nhủ, ngoại nhân không hiểu rõ Khương Hồng Võ, hắn ở chỗ này đã hiểu rõ 20 năm nay. Tam hoàng tử không để ý đến hắn, tiếp tục cân nhắc nặng nhẹ. Bọn hắn còn có một tên Khương Phàm. Tâm tư La Nhất Tiếu nhanh chóng quay ngược trở lại, chú ý đến cái gì đó. Điện hạ, đứa con nuôi kia tuyệt đối là có vấn đề. Tiêu Khuê mang theo sinh tử môn truy sát Khương Phàm, kết quả Tiêu Khuê chết rồi, phân đội thứ 10 cũng biến mất. Triệu Cảnh Thiên hãm hại Khương Phàm, ý đồ cướp đoạt Long Nguyên, kết quả rốt cuộc cũng không có trở về. Ta cho rằng Khương Phàm đã giết bọn hắn nhưng không có chứng cứ, nhưng tuyệt đối là có quan hệ cùng Khương Phàm. Khương Phàm, Tam hoàng tử mặc niệm lấy danh tự này. Giữa Khương Phàm và Bạch Hoa còn có một trận ước chiến. Nếu như hắn không đi, nói rõ là ta đã nghĩ nhiều,
nhưng nếu như hắn thật sẽ đi liền nhất định có vấn đề lớn. Thậm chí, Khương Hồng Võ có thể sẽ lợi dụng Khương Phàm, bố cục Thương Châu Võ Viện. La Nhất Tiếu cố gắng chuyển chủ đề, cũng tìm lấy cớ cho Tam Hoàng tử rời đi. Cái này mặc dù gượng ép, nhưng tạm thời chỉ có thể nghĩ tới cái này. Tam Hoàng tử do dự mãi, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nơi đặt chân của ngươi chắc chắn an toàn chứ? An toàn, vô cùng an toàn. Điện hạ ngài đi qua trước, ta thu thập xong vài thứ, sau đó liền đến. La Nhất Tiếu tranh thủ thời gian ra hiệu nữ tỳ mau dẫn Tam Hoàng tử rời đi. Sau khi La Nhất Tiếu đưa tiễn Tam Hoàng tử liền vội vàng từ trong hộp tối móc ra 10 cái nhẫn không gian, theo thứ tự mang chê y 10 ngón tay, sau đó từ tầng cao nhất bắt đầu dần dần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất cả người trấn thủ tầng lầu đều bị hắn vẫy lui, đến cảnh giới bên ngoài Thiên Hoa Điện. Hắn biết lần này mình rời đi trong thời gian ngắn sẽ không về được. Nếu như huyết ngục tập trung vào nơi này, cũng sẽ cưỡng ép chiếm lấy. Có thể mang đi đều cần phải mang đi, đây chính là 20 năm tâm huyết của hắn, tuyệt không thể tiện nghi cho Khương Vương Phủ. Nhưng mà, thời điểm khi La Nhất Tiếu từ tầng cao nhất một đường càn quét đến lầu 3, trong lòng chợt cuồng loạn một trận. Đến nơi này dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại rải rác vài cây, chập chờn hào quang nhỏ yếu. Trong thính đường rộng rãi, hơn 30 đạo thân ảnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng phân tán ra, hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch, liềm đao trong tay chậm rãi nâng lên. Các vị, đến nhầm nơi rồi. Khóe miệng La Nhất Tiếu co giật mấy lần miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười. Hắn lại vểnh tai nghe ngóng bên ngoài, vô cùng an tĩnh, chẳng lẽ bọn thủ vệ đều bị xử lý? Tam Hoàng tử ở đâu? Một thanh âm đột ngột vang lên phía sau hắn. Tiếp đó là liêm đao băng lãnh treo ở chê y cổ to mỏng của hắn, hàn khí âm u trực thấu ra thịt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. La Nhất Tiếu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn, trốn ở đâu? Liêm đao chậm rãi kéo căng, tùy tiện cắt vỡ ra thịt, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. La Nhất Tiếu hít sâu một hơi, khôi phục vẻ chấn định. Ta là người phụ trách Thiên Hoa Hội tại thành Bạch Hổ. Thiên Hoa Hội có địa vị gì? Các ngươi rất rõ ràng. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Lập tức. Phốc phốc. Liêm đao bỗng nhiên nâng lên, trong sát nát chém xuống. Cái đầu mập mạp của La Nhất Thiếu rơi ầm ầm chê y mặt đất, chê y mặt còn duy trì phần chấn định cùng kiêu ngạo kia, chỉ là con ngươi dần dần không có sắc thái. Ngày thứ hai, Thiên Hoa Điện không tiếp tục chỉnh đốn kinh doanh. Tam Hoàng tử nhận được tin tức, suy nghĩ lập tức muốn gặp Khương Hồng Võ, nhưng cũng không dám tùy tiện lộ diện. Các cường giả Thương Châu Võ Viện và Vương Phủ ẩn núp bên ngoài lo lắng lại bất an, nhưng cũng không dám mạo hiểm xông vào thành Bạch Hổ. Một mực đến 10 ngày sau, phòng ngự trong thành Bạch Hổ thoáng buông lỏng, một lần nữa mở ra, nữ tỳ mới mang theo Tam Hoàng tử ngụy trang tỉ mỉ chạy ra thành Bạch Hổ, cùng cường giả Vương Phủ, Võ Viện chờ đợi bên ngoài hội hợp, tạm thời đến Thương Châu Võ Viện đặt chân, một lần nữa thương lượng đối sách. Khương Phàm không để ý đến chuyện phát sinh bên ngoài. Đắm chìm trong bế quan, không ngừng khổ tu. Tại thời điểm cách luận võ chỉ còn 2 ngày, cuối cùng cũng tăng cảnh giới thất trọng thiên thọt tới bát trọng thiên. Cổ đăng cùng tàn đao làm ra tác dụng phụ trợ rất tốt, nhưng mấu chốt là 18 khỏa thú nguyên kia. Long nguyên của ta đâu? Khương Phàm đang chuẩn bị xuất long nguyên ra hấp thu ca iota siết thích hỏa điểu trong khí hải một chút, nhưng ý thức giả quét thanh đồng tiểu tháp lại không thấy long nguyên. Không có khả năng nha. Ta không có dùng long nguyên, rõ ràng là để ở bên trong mà. Khương Phàm sốt ruột, trước đó vẫn luôn không nỡ dùng, chuẩn bị để đến tương lai trùng ca iota siết linh nguyên cảnh. A, ý thức Khương Phàm đứng trong góc tiểu tháp, một quả trứng rắn đang phát ra hào quang chói sáng, còn bốc hơi lấy yêu khí nồng đậm, xua tan mê vụ trong góc. Đây là trứng rắn lúc trước mang về từ trong động sâu, một mực đang chờ ấp. Sau đó... Long nguyên giống như cũng phóng tới gần quả trứng rắn kia. Long nguyên của ta. Khương Phàm kém chút chửi ầm lên, trứng rắn đang hấp thu long nguyên của hắn. Rắn còn có thể nuốt rồng. Con bà nó không sợ no đến bạo thể sao? Khương Phàm lập tức đem trứng rắn lấy ra, càng tức giận càng đau, hận không thể một bàn tay đập nát nó. Giống. Trong trứng rắn quanh quẩn tiếng gào rít trầm thấp, yêu khí nồng đậm xung quanh ngưng tụ thành một hình dáng khoa trương. Giống như là con rắn, lại triển khai cánh thịt rộng lớn. Khương Phàm từ bên trong cảm nhận được sinh mệnh lực cường đại, cũng
cũng cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Đồ vật trong này lại là bị Thanh Đồng tiểu tháp chiếu rọi, đã hấp thu Ngọc Châu của mẫu thú, hiện tại còn nuốt Long Nguyên, sẽ biến thành một dạng quái vật gì đây? Khương Phàm do dự mãi, nhưng lại thở ra một hơi, lắc đầu đem trứng rắn thả lại Thanh Đồng tiểu tháp. Được rồi, đều đã như vậy, giữ lại ấp thôi, chỉ mong có thể có được niềm vui bất ngờ. Chuẩn bị xong chưa? Khương Hồng Võ và Khương Uyển Nhi đang chờ đợi Khương Phàm. Bát trọng thiên cảnh giới, kinh nghiệm săn giết trong 8 năm qua, ta không thể kém hơn Bạch Hoa. Khương Phàm đối với mình rất có lòng tin, càng tràn đầy chờ mong đối với chuyến đi Thương Châu Võ Viện này. Khương Hồng Võ giao cho Khương Phàm một cái hộp gấm. Đây là một viên huyết phách đan, hảo hảo thu về. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, viên đan dược kia có thể bảo vệ tính mệnh của con. Ta rất nguyện ý nhìn thấy con báo thù cho Uyển Nhi, nhưng tuyệt không thể cho phép con lại có bất luận chuyện ngoài ý muốn gì. Phụ thân, chờ tin tức tốt của chúng ta đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Khương Phàm nhận lấy hộp gấm, mang theo Khương Uyển Nhi đã cải trang ăn mặc tốt rời khỏi Khương Vương Phủ. Thương Minh, mặc kệ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, bảo đảm huynh muội bọn chúng an toàn trở về. Cục diện trong thành coi như đã ổn định, mang theo toàn bộ huyết ngục lên đường. Ai dám ra tay ám hại huynh muội bọn chúng, cứ chặt cho ta. Khương Hồng Võ phân phó với bóng đen trong phòng. Phàm Nhi tuổi còn nhỏ đã hiện ra dũng khí đảm phách, như thế rất đáng cổ vũ, nhưng cũng phải làm tốt bảo hộ. Nếu như bọn người Khương Hồng Dương nhìn không được muốn bắt Khương Phàm, vừa vặn, huyết ngục có thể trực tiếp xử lý sạch. Vương gia yên tâm, không sợ bọn họ xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn không xuất thủ. Bất quá vương gia, quân doanh Bắc Cương nơi đó còn không có đáp lại, chúng ta nên cân nhắc đường lui. Trong bóng tối đi ra một vị nam tử gầy gò, hất lên huyết y, mang theo mặt nạ, từ trong ra ngoài tản ra hơi lạnh. Một người đều không có. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày. 20 ngày, bọn hắn không có trả lời, sau này hẳn là cũng không có đáp lại. Sớm trong 20 ngày trước, bọn hắn đã nhận lệnh của vương gia bí mật liên hệ 36 chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương đã từng thuộc về Khương Vương Phủ. Hy vọng bọn họ có thể liên danh dâng tấu chương với Hoàng Thất, lấy bách tính Thương Châu làm trọng, không nên nhúng tay vào Bạch Hổ Quan, dùng cái này ngăn Tam Hoàng Tử. Kết quả 20 ngày đi qua, 36 chỗ quân doanh quan ải vậy mà tập thể trầm mặc. Không phải bọn hắn từ bỏ Khương Vương Phủ, chính là đã được Hoàng Thất mật lệnh. Mặc kệ cái trước hay là cái sau, đều mang ý nghĩa nguy hiểm với Khương Vương Phủ. Khương Hồng Võ ta trấn thủ Bạch Hổ Quan 20 năm, không thẹn với Thương Châu, cũng không phụ lời dạy bảo của tiên tổ. Nếu như Hoàng Thất khăng khăng muốn giết Khương Hồng Võ ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thần sắc Khương Hồng Võ dần dần ngưng trọng lên. Thương Minh có chút cúi đầu. Huyết ngục thề chết đi theo gia chủ. Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi không có thông chi bất kỳ kẻ nào. Chỉ muốn bí mật rời đi, nhưng vừa đi ra khỏi thành lại đụng phải người quen. Yến cô nương, đã lâu không gặp, đây là muốn đi đâu? Khương Phàm đi qua bên cạnh Yến Khinh Vũ, tùy tiện lên tiếng chào. Ngươi đã tới cảnh giới gì? Yến Khinh Vũ tức giận một trận, nàng trước sau đã biến mất hơn 40 ngày, tên gia hỏa này vậy mà không có hỏi một câu nàng đã đi đâu. Vẫn chưa tới cửu trọng thiên. Ta vẫn là câu nói kia. Khiêu chiến chê y lôi đài không thể so với rừng rậm, người không có chỗ mượn lực, phải thực sự liều mạng. Nếu cảnh giới người không đủ, ta thay người xuất chiến. Ta đã nắm chắc, ta không nói đùa với ngươi, ta chết đi, không đáng tiếc, ngươi chết, Khương Vương Phủ không chịu đựng nổi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Yến Khinh Vũ nghiêm túc nhắc nhở lấy Khương Phàm. Ta không dễ dàng chết như vậy. Khinh Vũ tỷ đang quan tâm Phàm ca ca sao? Khương Uyển Nhi bỗng nhiên cười nói, nàng có thể chết, nhưng ca ca không thể chết. Tình cảm đều sâu như vậy à? Ai quan tâm hắn, ta chỉ quan tâm Khương Vương Phủ. Yến Khinh Vũ hử nhẹ, người khác không biết Linh Văn Khương Phàm, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Nếu như chết chê y lôi đài, đối với Khương Vương Phủ thậm chí Bạch Hổ Quan mà nói đều là tổn thất thật lớn. Khương Phàm, Uyển Nhi, ta còn có việc muốn nói với các ngươi. Đừng nghiêm túc như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập Kim Dương Cung. Vì cái gì? Các ngươi nếu như có thể trở thành đệ tử Thượng Cung, Kim Dương Cung sẽ dốc sức bảo hộ các ngươi. Với địa vị Kim Dương Cung tại Bắc Cương, coi như là Hoàng Thất cũng đều phải cho mấy phần mặt mũi.
Yến Khinh Vũ rất rõ ràng thế cục trong thành Bạch Hổ, hiện tại chỉ là yên ổn tạm thời mà thôi, lúc nào cũng có thể sẽ có phong bạo càng lớn. Nếu như Khương Vương Phủ thật gặp phải kịch biến, nàng hy vọng có thể tìm cho Khương Phàm cùng Uyển Nhi một con đường lui. Nếu như Kim Dương Cung có thể vì Khương Phàm cùng Uyển Nhi mà kết thành liên minh với Khương Vương Phủ, vậy thì càng tốt hơn. Khương Uyển Nhi lắc đầu nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, với thế cục Khương Vương Phủ bây giờ, Kim Dương Cung sẽ không tiếp nhận chúng ta. Sư tôn ta đã đang chê y đường tới, có chấp nhận hay không do chính nàng quyết định. Yến Khinh Vũ không trực tiếp nói đến Thánh Linh Văn, chỉ là cam đoan sư tôn sẽ không thất vọng. Nàng tin tưởng sư tôn khi nhìn thấy Thánh Linh Văn của Khương Phàm, một khắc này chắc chắn sẽ tận hết sức lực đem hắn mang về Kim Dương Cung. Khương Phàm suy nghĩ, không có tiếp nhận nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Khinh Vũ cô nương có lòng. Cô cũng vẫn muốn đi Thương Châu Võ Viện sao? Đương nhiên muốn cùng đi. Bất quá có một điều kiện, từ nơi này đến Thương Châu Võ Viện cần một ngày một đêm, chê y đường rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, tới đó cũng sẽ có người khiêu khích, đáp ứng ta, từ giờ trở đi, mọi chuyện đều để ta đến ứng phó, ngươi không cần bại lộ thực lực. Khương Phàm cười nói. Tâm địa Yến cô nương rất hiền lành, nếu không phải mỗi ngày mặt lạnh thì càng tốt hơn. Khương Uyển Nhi dùng sức gật đầu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua Yến Khinh Vũ. Thương Châu Võ Viện cách thành Bạch Hổ hơn 500 dặm, tọa lạc chỗ sâu nhất trong Tùng Lâm Trầm Tinh. Mây mù bao phủ, kỳ phong vần quanh, diện tích chiếm hơn 10 dặm. Thương Châu Võ Viện bây giờ đã hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất Võ Viện Thương Châu, danh chấn Bắc Cương, là thánh địa võ đạo mà vô số hàn môn tử đệ tha thiết ước mơ. Chiêu sinh hàng năm đều sẽ hấp dẫn vạn người Thương Châu thậm chí địa khu khác của Bắc Cương tụ tập, cũng sẽ có số lớn tông môn, võ viện đến đây dò xét, có thể gọi là một trận thịnh hội. Chiêu sinh năm nay sẽ phải bắt đầu vào ngày mai, tiểu trấn Thạch Nguyên tọa lạc trong trầm tinh Tùng Lâm đã kín người hết chỗ. Vô luận là tử đệ hàn môn hay là tử đệ thế gia vọng tộc đều chạy tới nơi này thấp thỏm chờ đợi khảo hạch sắp đến. Rất nhiều năm trước kia, tiêu chuẩn Thương Châu võ viện tuyển nhận là linh văn cấp 2. Sau khi địa vị tăng lên, hiện tại đã tăng lên tới cấp 3 linh văn, mà muốn trực tiếp tiến vào nội viện thì cần phải có tứ phẩm linh văn. Mặc kệ là đối với đệ tử hàn môn không có ai chống lưng hoặc là từ con em thế gia nhận bồi dưỡng từ nhỏ, đây đều là tiêu chuẩn cực cao. Người người trong tiểu trấn nhốn nháo, ồn ào, có người kêu gọi nói chuyện với nhau, có người đi bốn chỗ tìm hiểu lấy tin tức. Còn có các học viên sớm đã tiến vào võ viện nhiều năm, cũng đang bận bịu mời chào lấy tiểu đệ có tiềm lực. Tại thời điểm trước khi bọn hắn tiến vào võ viện liền chiêu mộ. Ta là thiếu chủ Cẩm Thành, Chu Thanh Thỏ, có nghe nói qua chưa? Chu Thanh Thỏ cưỡi một đầu lân mã thần tuấn, ngăn cản một thiếu niên có khí chất điêu luyện đầy người. Chu Thanh Thỏ công tử, một trong lục đại công tử võ viện, biết biết. Hai mắt thiếu niên kia lập tức tỏa sáng, cả yêu ta xiết động nắm chặt nắm đấm. Hắn vừa mới nghe ngóng xong tin tức trong võ viện, không nghĩ tới được một trong lục công tử. Chu Thanh Thọ chiêu mộ. Nơi này có một viên đan dược, có thể sinh động kinh mạch, cả yêu ta siết phát tiềm lực. Trước khi kiểm tra đo lường linh văn thì ăn vào, có thể giúp ngươi tăng lên tỷ lệ thức tỉnh linh văn. Có muốn không? Đa tạ Chu Thanh Thọ công tử hậu ái. Thiếu niên dùng sức gật đầu, loại con em bình thường giống bọn hắn chưa từng điều trị qua kinh mạch, thời điểm kiểm tra đo lường rất dễ dàng thất bại, cũng có thể là bởi vì kinh mạch hoạt tính quá thấp. Kiểm tra đo lường không ra đẳng cấp linh văn chân chính. Nếu như có thể phục dụng một viên đan dược chân quý liền có một phần bảo hộ. Đương nhiên, một khi tiếp nhận viên đan dược kia chẳng khác nào tiếp nhận ân huệ của Chu Thanh Thọ. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào Thương Châu Võ Viện, hắn sẽ quy thuận vào làm người bên cạnh của đối phương, để đối phương điều động. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Chu Thanh Thọ ném đan dược đến cho thiếu niên. Thiếu niên liên tiếp nói lời cảm tạ, như nhặt được chí bảo bưng lấy đan dược rời đi. Tiểu thú thú nhà chúng ta hôm nay thu hoạch không nhỏ, tên này đã là người thứ 7 rồi. Một thiếu niên cường tráng thân hình thẳng tắp từ bên cạnh đi tới, nhìn tuổi không lớn lắm nhưng bộ ngực lại rộng rãi, khí thế bất phàm, y phục đơn giản lại không che giấu được một thân dũng lực. Phía sau hắn còn đi theo một đám học viên võ viện ăn mặc phổ thông nhưng khí thế buông thả. Đều nhíu mày nhìn Chu Thanh Thọ bên chê y lân mã, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Thanh Thọ nhắm mắt lại, khống chế lại cảm xúc. Tiêu Phượng Ngô, ta lại cảnh cáo ngươi một lần nữa, gọi bản danh của ta. Tốt tốt tốt,
gọi bản danh, Cầm Thú công tử. Là Chu Thanh Thỏ. Là Chu Cầm Thú. Ngươi. Ngươi nhìn một chút, luôn luôn ca yêu ta xiết động như vậy, vấn đề của ta là khẩu âm, còn không quen à. Thiếu niên kia tâu tuét miệng rộng, cười hắc hắc, thần thái kia thấy thế nào cũng giống như đang cố ý. Chu Thanh Thọ mặc dù tức giận, nhưng cũng chết lặng. Ta đã chọn tốt 7 tên, ngươi tìm mấy tên. Tạm thời còn không có phát hiện được một người nào. Phải cố gắng, loại ngươi muốn kia, người khác cũng muốn. Nếu như sớm rơi xuống trong tay người khác, lại muốn thu người ta trở về thì khó khăn. Ha ha, loại ta muốn này, người khác không phát hiện được. Tiêu Phượng Ngô Dương lấy khóe miệng cười cười, nhìn bốn chỗ vài lần, đang chuẩn bị dẫn người rời đi, bỗng nhiên ổ lên một tiếng, tập trung vào lối vào ở cửa thành. Chu Thanh Thọ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, biểu lộ từ từ đặc sắc. Nơi đó giống như có người không tệ. Chớ đoạt với ta, hắn là của ta. Tiêu Phượng Ngô mang theo học viên sau lưng nghênh đón. Nhiều người như vậy. Khương Phàm nhìn lít nha lít nhít biển người trong tiểu trấn, tiếng người huyên náo, so với khu ngã tư náo nhiệt nhất thành Bạch Hổ thì còn muốn náo nhiệt hơn. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, đa số đều là hài tử khoảng 10 tuổi, hòa với một chút 13, 15 tuổi. Khương Uyển Nhi nhìn tràng cảnh náo nhiệt lại quen thuộc, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thương Châu Võ Viện mỗi lần chiêu sinh đều sẽ hấp dẫn chê y vạn người, rất nhiều nơi xa xôi đã đến sớm 10 ngày. Ngày mai lại bắt đầu chiêu sinh khảo hạch, nên tới cũng đều tới không kém. Một ít học viên võ viện cũng sẽ tới, chọn lựa một vài hài tử có tư chất. Mỗi năm đó cũng thường đến chọn lựa. Lần nào đến cũng đều thế. Muội ở võ viện chiêu mộ được bao nhiêu người? Khương Phàm biết mục đích Huyền Nhi tiến vào võ viện. Nàng hy vọng có thể thay Khương Vương Phủ mời chào một nhóm học viên tư chất phẩm hạnh đều tốt, tương lai đến Bạch Hổ Quan cùng một chỗ chống cự lại Đại Hoang. Có 37 người, 6 vị ngũ phẩm linh văn, còn lại đều là tứ phẩm linh văn. Thần sắc Khương Uyển Nhi ảm đạm lắc đầu. Khương Vương Phủ đang rơi vào thế yếu ở Thương Châu, lại ở vào cứ điểm nguy hiểm như Bạch Hổ Quan, có rất ít người cảm thấy hứng thú đối với lời mời chào của nàng. Có thể tụ tập đến 37 người thực sự không dễ. Nhất là 6 vị ngũ phẩm linh văn kia. Nàng vô cùng trân quý những người này, cũng một mực dụng tâm bồi dưỡng, đan dược, võ pháp, các loại vũ khí chưa từng thiếu. Nhưng hết thảy đều theo mình bị phế mà tan thành mây khói. 37 người bọn hắn dù sao cũng là phụ thuộc vào nàng, có nàng ở đó mới có thể cam đoan bọn hắn thuận lợi tiến vào Khương Vương Phủ, cũng đạt được trọng dụng. Nhưng khi nàng vỡ vụn kinh mạch, biến thành phế nhân, bọn hắn liền phải suy tính một lần nữa. Từ khi nàng bị phế đến bây giờ, đã qua hơn mấy tháng, không ai vấn an mình, ý tứ không cần nói cũng biết. Khương Uyển Nhi mặc dù biết bọn hắn lo lắng, nhưng nhớ tới mình những năm này bỏ ra bao nhiêu công sức thì vẫn có chút chua xót trong lòng. Yến Khinh Vũ trấn an nàng. Chờ tin tức ngươi khôi phục tản ra khắp Thương Châu Võ Viện, bọn hắn sẽ còn một lần nữa gom lại bên cạnh ngươi. Chỉ mong là như vậy. Khương Uyển Nhi cố gắng tươi cười. Muội không có hoài nghi bọn hắn sao? Khương Phàm đột nhiên hỏi câu. Hoài nghi gì? Hạ độc. Cái gì? Khương Uyển Nhi dương lông mày xinh đẹp. Muội chưa phát giác mình bị phế rất cổ quái sao? Khương Phàm thường xuyên bồi tiếp Uyển Nhi lịch luyện trong đại hoang, hắn rõ ràng nhất thực lực muội muội này của mình. Làm sao có thể bị người cùng cảnh giới đồng phẩm cấp linh văn phế bỏ? Huống chi, Uyển Nhi bị phế, hẳn là có liên quan tới Tam Hoàng tử. Là có gì đó quái lạ, nhưng... Cái gì cổ quái? Yến Khinh Vũ lập tức truy vấn. Khương Uyển Nhi do dự lắc đầu. Ta cũng nói không ra. Có cái gì thì nói cái đó. Ta lúc đương thời trong nháy mắt chỉ có hoảng hốt, linh lực trong kinh mạch tán loạn mất khống chế. Nhưng khi đó đúng lúc Bạch Hoa thả ra lôi bạo, chấn thương ý thức của ta, ta cũng không nghĩ đến là bị hạ độc, chỉ cho là tình huống bình thường. Trước khi muội tranh tài, có nếm qua cái gì hay không? Không có, trước khi khiêu chiến thi đấu trong 5 ngày ta vẫn luôn đang bế quan, chỉ có người ta tín nhiệm nhất trông coi ta. Là ai trông coi muội? Nghị ca ca, huynh đừng quá đa nghi. Là ai? Khương Uyển Nhi do dự một chút, vẫn lắc đầu. Bọn hắn sẽ không hại ta. Khương Phàm còn muốn hỏi lại, đám người chen chúc phía trước bị thô lỗ đẩy ra, một tên thiếu niên to con đi tới chỗ Khương Phàm. Tiêu Phượng Ngô.
Khương Uyển Nhi thoáng hướng bên cạnh nghiêng nghiêng đầu, giống như không nguyện ý nhìn thấy đối phương. Tiêu Phượng Ngô đi đến trước mặt Khương Phàm, chê y dưới đánh giá một lần, lại đi vòng qua một vòng, còn tiến đến bên cạnh hắn ngửi ngửi. Hai ngày không có tắm rửa, hương vị vẫn được. Khương Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phượng Ngô nhướng nhướng lông mi, cười ha ha. Tiểu huynh đệ từ chỗ nào tới? Chê y núi. Đúng dịp, ta cũng từ chê y núi tới. Tại sao lại muốn tới Thương Châu Võ Viện? Tìm người. Có biết người đó không? Tiêu Phượng Ngô nhìn hắn một cái, lại tới gần ngửi ngửi. Nếu không, bộ y phục này đưa cho ngươi. Khương Phàm bất đắc dĩ, rất không quen bị một tên nam tử ngửi vị chê y thân. Ngươi đã có người quen biết, hẳn nghe nói qua Lục Công Tử Võ Viện. Nghe nói qua. Ta chính là một trong số đó, Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô kiêu ngạo dương đầu lên. Chờ thưởng thức lấy vẻ mặt kinh, ta là tới tìm Bạch Hoa. Bạch Hoa, không không không, ngươi không thích hợp với Bạch Hoa. Linh văn của ngươi, càng thích hợp với ta. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là một loại người. Một loại nào? Tiêu Phượng Ngô, ngươi nhìn lầm rồi, chê y người hắn có mùi máu tươi, không có nghĩa là hắn có thú linh văn. Khương Uyển Nhi cũng chịu không được ca ca của mình bị tên nam tử này đụng gần như vậy, rất nhanh đích thân lên. Có phải hay không, ta rõ ràng nhất. Tiêu Phượng Ngô tùy ý hướng bên cạnh liếc qua, kết quả khẽ giật mình. Khương Uyển Nhi, ha ha, chết cười ta. Chu Thanh Thọ ở phía sau cười ha ha, chỉ vào Tiêu Phượng Ngô nói. Phượng nữ nữ nhà chúng ta cũng có thời điểm nhìn nhầm. Ha ha, người biết hắn là ai sao? Khương Phàm. Tiêu Phượng Ngô nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, liền hiểu được. Tìm Bạch Hoa. Đây là con nuôi Khương gia tới phó ước hẹn sinh tử, Khương Phàm. Nghị công tử, tại hạ Chu Thanh Thọ, chúng ta ở đại hội giám bảo thành Bạch Hổ đã thấy qua. Chu Thanh Thọ cưỡi lân mã đi tới, không nghĩ tới vị con nuôi Khương vương này vậy mà lại tới thật. Chu công tử cũng đang tuyển người. Chọn mấy hàn môn tử đệ có tiềm lực, bọn hắn thành tựu, ta cũng thành tựu. Ha ha, nơi này tựa như đại hội giám bảo thành Bạch Hổ các ngươi, đông đảo tử đệ đều là bảo vật. Mà ta là người bỏ giá cao mà mua được. Chu Thanh Thọ cởi mở mà cười cười, đưa tay một chỉ về Khương Uyển Nhi. Trước kia Uyển Nhi cô nương cũng thường xuyên đến nơi này, ta còn cùng với nàng đoạt lấy mấy tên. Cầu chúc Chu công tử có thể tìm được mấy kẻ tốt. Nghị công tử, tha thứ ta mạo muội, khiêu chiến thi đấu ngày mai là nghị công tử tự mình lên đài, hay là... Chu Thanh Thọ nhìn về Yến Khinh Vũ bên cạnh Khương Phàm, nữ nhân này khá quen. Tựa như là nữ nhi võ tướng cứ điểm, Yến Tranh, thiên phú so với Khương Uyển Nhi không kém bao nhiêu, là đệ tử thượng cung Kim Dương Cung. Nếu ta đã tới, đương nhiên là ta lên đài. Sinh tử chiến. Có vấn đề. Chu Thanh Thọ cười lắc đầu. Nghị công tử ra mặt thay muội muội thật có dũng khí, Chu Thanh Thọ ta bội phục. Chỉ là Bạch Hoa cũng không phải người lương thiện, người quyết định sinh tử chiến, hắn thực sẽ muốn mạng của ngươi. Lại ở trước mặt toàn võ viện. Người chết chính là chết, Khương Vương phủ không có lý do trả thù. Chu công tử muốn nói cái gì? Nghĩ lại, chúng ta còn trẻ, nhất thời không phải báo thù. Tạ ơn hảo ý của Chu công tử, kẻ chết chưa chắc là ta. Ánh mắt Khương Phàm nhìn Tiêu Phượng Ngô còn theo dõi trước mặt, hắn nhắc nhở. Có thể tránh ra hay không? Ngươi đã thức tỉnh linh văn. Tiêu Phượng Ngô hỏi. Hỏa văn. Khương Phàm mang theo Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đi vào tiểu trấn. Chu Thanh Thọ nhìn bóng lưng Khương Phàm bọn hắn rời đi, nhếch miệng lên một vòng tươi cười nghiền ngẫm. Xem bộ dáng là muốn tới thật, có ý tứ. Công tử, hắn sẽ không mang theo thứ gì, muốn cùng Bạch Hoa đồng quy vu tận sao? Hay là, Khương Phàm chỉ là mồi nhử, Khương Hồng Võ bắt hắn hấp dẫn lực chú ý, kỳ thật có kế hoạch lớn gì sao? Các học viên bên cạnh Chu Thanh Thọ cũng nhìn qua bóng lưng Khương Phàm, không nghĩ ra đứa con nuôi này tại sao lại muốn tới, lại lấy cái gì để khiêu chiến Bạch Hoa. Nếu như hắn ôm hẳn tâm phải chết tới liền sẽ không mang Khương Uyển Nhi theo. Mấy người các ngươi, đem tin tức tràn ra đi, liền nói, Khương Phàm thật tới, Khương Uyển Nhi đã trở về. Vì cái gì? Náo nhiệt. Chu Thanh Thọ nhẹ giọng cười, lại cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Giống như bị một đầu dã thú nguy hiểm tập trung vào. Cầm thú, người vừa mới gọi ta là cái gì? Tiêu Phượng Ngô ở phía sau nắm chặt nắm đấm, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm sau ót Chu Thanh Thọ.
Tên Tiêu Phượng Ngô kia là công tử nhà ai? Khương Phàm đi chê y đường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được công tử ca ăn mặc lộng lẫy mời chào các hàn môn tử đệ lui tới. Đối với rất nhiều người xuất thân bần hàn mà nói, có thể được đến những đại gia đại tông mời chào này không chỉ có tiến vào võ viện sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, càng đạt được nhiều tài nguyên, tương lai cũng có cam đoan, cho nên có chút sẽ còn chủ động đề cử chính mình. Hắn không có bối cảnh, cũng không thuộc về bất kỳ một nhà nào. Cái gọi là lục công tử võ viện đều là các học viên trong võ viện tự mình sắp xếp, để hiển lộ rõ ràng địa vị cùng thực lực của Bạch Hoa mấy người kia. Vừa mới bắt đầu chỉ có 5 vị, sau này là Tiêu Phượng Ngô đem chính mình thêm vào. Khương Uyển Nhi nhắc đến Tiêu Phượng Ngô liền nhíu chặt mày. Tên này còn có thể tự mình thêm vào. Hắn ra mặt dày thôi. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ đều kinh ngạc nhìn Uyển Nhi, giọng điệu này có vẻ giống như có chút không tầm thường. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người không phục, cuối cùng đều bị hắn thu phục, bên cạnh tăng thêm hắn đều là một đám dã thú, ngay cả mấy tên Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Dần ra, Ngũ công tử liền biến thành Lục công tử. Hắn rất mạnh, mặc dù đầu không dùng được, nhưng xác thực rất mạnh. Hắn là Thú Linh Văn hiếm thấy. Thú Linh Văn. Khương Phàm lần đầu tiên nghe nói đến thứ này. Thú Linh Văn là một linh văn ngàn dặm mới tìm được, có thể chủ động cải thiện thể chất của chủ nhân, tiềm lực, lực bộc phát, sức chịu đựng, cảnh giới chờ một chút đều sẽ viễn siêu người thường. Người có được Thú Linh Văn, còn có được khí hải cùng kinh mạch vượt qua nhân loại bình thường. Nếu như tương lai có thể thuận lợi trưởng thành đến linh hồn cảnh, còn có khả năng biến thành yêu thú. Tuy nhiên sinh ra Thú Linh Văn quá khó khăn, không chỉ có trong 10.000 giác tỉnh giả không ra được một người, mà đẳng cấp linh văn còn phổ biến tại 3-4 phẩm, ngẫu nhiên ra ngũ phẩm đều tính là dị loại. Tiêu Phượng Ngô lại là lục phẩm Thú Linh Văn, Thương Châu Võ Viện coi hắn là bảo bối, dụng tâm bồi dưỡng. Có võ viện làm chỗ dựa, hắn làm việc càng hoành hành không sợ ai, ngay cả đám người Bạch Hoa kia đều không để vào mắt. Hắn còn đem tất cả Thú Linh Văn trong võ viện đều tụ tập chung một chỗ. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến hỏa điểu trong khí hải của mình, chẳng lẽ là nó đưa tới hứng thú cho Tiêu Phượng Ngô? Thương Châu Võ Viện có bao nhiêu Thú Linh Văn? Tính cả tất cả người trẻ tuổi đều cũng chỉ có 7 người. Chỉ có 2 người là tứ phẩm Linh Văn, còn lại tất cả đều là cấp 3 Linh Văn. Bất quá bọn hắn đều bị Tiêu Phượng Ngô thuần phục, mỗi ngày đi theo hắn, như hình với bóng. Hình như người đối với hắn có chút thành kiến. Yến Khinh Vũ hỏi dò. Không thành kiến, chính là không quen nhìn. Thật, Uyển Nhi sư muội, bội phục, người vậy mà trắng trợn trở về như thế. Một thiếu niên thần sắc kiêu căng ngăn ở phía trước, mười mấy người phía sau theo thứ tự gạt ra. Tuổi bọn họ phổ biến tại 15 tương đương 16 tuổi, khí tức đều rất mạnh. Ta không thể tới sao? Khương Uyển Nhi không nghĩ tới vừa về Thanh Thạch tiểu trấn đã đụng phải nhiều đối thủ một mất một còn như vậy. Ha ha, nếu đổi lại là ta, kinh mạch vỡ vụn đã sớm tự sát, ngươi. Thiếu niên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thật bất ngờ mà nói. Vậy mà sống rất tốt, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Đó là ngươi, hèn nhát. Nhân tộc chúng ta đây là kiêu ngạo, phế vật không xứng còn sống. Thiếu niên dùng sức cắn hai chữ phế vật, còn đặc biệt liếc mắt nhìn Khương Phàm. Yến Khinh Vũ lập tức bắt lấy tay Khương Phàm, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta đã nói xong. Trước khi bắt đầu tranh tài không cần bại lộ thực lực, có thể nhịn được thì nhịn. Khương Uyển Nhi vậy mà lại trở về. Bên cạnh nàng chính là Khương Phàm rồi. Đây chính là con nuôi Khương Vương sao, nhìn qua rất bình thường. Hắn thật đúng là dám tới. Mọi người xung quanh lần lượt kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Phàm, nghị luận ầm ĩ. Hắn là ai? Khương Phàm cũng không có xúc động. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ nhận lấy các loại khiêu khích ở trước trận tranh tài. Nhi tử Lý Vương Lý Thanh Dương, Lý Chính Dương, 17 tuổi, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Uyển Nhi cố ý cao giọng giới thiệu. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên kia có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo cười cười. Lý Thanh Dương sinh ra một nhi tử ngốc, hắn giống như cho rằng chúng ta đang khen hắn. 17 tuổi mới linh nguyên cảnh. So với Bạch Hoa cùng Triệu Cảnh Thiên kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong 6 vị công tử võ viện mặc dù có một kẻ như hắn đây, nhưng thiên phú của hắn thực sự kém cỏi, tứ phẩm linh văn, còn không muốn phát triển thực lực, không đùa giỡn nữ học viên thì sẽ ức hát yêu ta học viên mới.
Nửa năm trước mới miễn cưỡng tiến vào linh nguyên cảnh, là dựa vào đan dược chất đống. Bọn người Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ đều cùng lấy tên đồng liệt công tử với hắn mà cảm thấy làm hổ thẹn. Khương Phàm không khách khí hỏi, Khương Uyển Nhi càng không khách khí đáp. Tiếng nói của huynh muội hai người một người này lại cao so với một người kia, rõ ràng quanh quẩn náo nhiệt chê y phố dài. Sắc mặt Lý Chính Dương dần dần âm trầm xuống, các học viên phía sau hắn cũng đều trợn mắt nhìn. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt bén nhọn của Lý Chính Dương. Vừa nói người khi dễ người, bên này đã muốn bắt đầu. Nơi này vừa vặn nhiều người, hảo hảo phơi bày một ít phong thái anh dũng của ngươi xem. Lý Chính Dương nhìn Khương Phàm thật sâu, bỗng nhiên cười. Mệnh của ngươi, giao cho Bạch Hoa đi. Dù nói thế nào cũng là con nuôi Khương Vương, chết trong một cái trấn nhỏ thì thật là đáng tiếc, hẳn là nở mày nở mặt chết chê y lôi đài vạn người vây xem, như thế mới nổi thân phận của ngươi. Ta nhất định sẽ tự mình trình diện, tiễn đưa ngươi. Yến Khinh Vũ dùng sức nắm chặt tay Khương Phàm, sợ hắn nhịn không được. Ôi! Lý Chính Dương chú ý tới tay của hai người, xấu xa cười cười. Nhỏ như vậy đã chơi gái rồi, ngươi phát sớm thế. Ha ha! Các học viên phía sau hắn làm càn cười to, cố ý nhìn Yến Khinh Vũ thổi vài tiếng huýt sáo. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lùng, kém chút đã muốn rút kiếm. Khương Phàm cầm ngược tay của nàng, nhắc nhở nàng nhịn xuống. Chúng ta đi. Lý Chính Dương hừ một tiếng, quay người mang theo các học viên rời đi. Là trước nghi thức chiêu sinh ngày mai liền tranh tài sao? Ta cũng chờ không kịp. Nhường một chút. Khương Phàm nhìn đám người chen chúc trước mặt. Đám người cấp tốc tránh ra một con đường, nhưng lại đều không có tản ra, tiếp tục đánh giá cái con nuôi Khương Vương phủ này. Mặc dù trận tranh tài ngày mai làm cho xôn xao nhưng cũng không có bao nhiêu người cho rằng Khương Phàm sẽ đến, nhất là thế cục thành Bạch Hổ bây giờ có chút vi diệu. Nhưng Khương Phàm không chỉ là tới, mà còn sớm hơn một ngày tới. Khương Phàm còn chưa đi mấy bước, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn. Đường đi bỗng nhiên yên tĩnh. Không ít người đều ngước đầu nhìn lên, một con cự điểu nhìn như tiên hạc màu sắc rực rỡ nhanh chóng lao xuống, thẳng đến Khương Phàm. Nhìn xuống, Yến Khinh Vũ ngăn Khương Phàm lại, đưa tay đấu kiếm, một đạo kiếm mang giống như mũi tên nhọn nổ bắn lên trời cao, cuốn lên cuồng phong lăng liệt. Cự điểu màu sắc rực rỡ nhanh chóng tránh ra một bên, rơi vào cách đó không xa, mọi người xung quanh cả kinh nhao nhao tránh lui. Ai là Khương Phàm, quay lại đây cho bản tiểu thư. Một thiếu nữ áo xanh từ bên chê y cự điểu màu sắc rực rỡ nhảy xuống, căm tức nhìn bọn người Khương Phàm, dáng người nàng mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong linh lung, dáng dấp rất ngọt ngào, chỉ là quá ngạo khí, trong đôi mắt thật to tràn đầy lửa giận. À, nàng vậy mà tới. Bọn người Lý Chính Dương còn chưa đi xa dừng lại nhìn quanh, đều lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ý cười. Nàng là ai? Khương Phàm nhíu mày, đây là nha đầu nhà ai mà lại điêu ngoa? Thiếu quản giáo như thế. Muội muội Triệu Cảnh Thiên, Triệu Thiên Nguyệt. Khương Uyển Nhi giới thiệu. Triệu Thiên Nguyệt. Yến Khinh Vũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo xanh. Năm đó thời điểm Triệu gia rời khỏi Bạch Hổ Quan, Triệu Thiên Nguyệt còn vừa 2-3 tuổi, trong trí nhớ của nàng đã mơ hồ, không nghĩ tới bây giờ lại lớn như vậy. Ngươi, tránh ra, để Khương Phàm lại đây. Triệu Thiên Êm Nguyệt chỉ vào Yến Khinh Vũ. Thiên Nguyệt muội muội, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Cút ngay, ta tìm Khương Phàm. Ta là Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ. Triệu Thiên Nguyệt nghĩ một hồi mới nhớ lại, nhưng từ lúc nàng hiểu chuyện Triệu gia đã rời khỏi Bạch Hổ Quan, cho nên đối với Yến Khinh Vũ không có ấn tượng gì chớ đừng nói gì tình cảm. Khương Phàm, ngươi chỉ biết trốn ở phía sau nữ nhân sao? Cút ra đây cho ta. Hắn làm sao lại chọc tới vị tiểu tổ tông Triệu gia này hỏa khí lớn như vậy chứ? Học viên trong võ viện không có ai không biết vị tiểu tổ tông này, chỉ là rất ít khi thấy được nàng nổi giận lớn như vậy. Khương Phàm thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chú ý cấp bậc lễ nghĩa một chút. Triệu Thiên Nguyệt chỉ vào Khương Phàm. Ta hỏi ngươi, ca ca ta có phải là do ngươi giết hay không? Sao, ca ca ngươi chết rồi? Tốt, trời xanh có mắt, con của phản nghịch, chết chưa hết tội. Tiểu phế vật. Ngươi chán sống sao? Triệu Thiên Nguyệt giống như con mèo bị đạp đuôi, thét chói tai nhảy dựng lên. Ca ca ngươi đều không có giết được ta, ngươi là cái thá gì? Tiểu thư,
đám người bị đẩy ra, hơn 10 vị học viên võ viện thở hồng hộc lao đến. Các ngươi đều đang làm cái gì đó? Giết hắn cho ta. Triệu Thiên Nguyệt tức giận quát tháo. Giết ai? Còn có thể là ai? Tên phế vật Khương gia. Những học viên này đều là người đầu phục Triệu Vương Phủ, hết thảy lấy ý nguyện Triệu Vương Phủ làm việc, thế nhưng bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến mức sẽ ra tay đánh giết người Khương Vương Phủ. Ôn Luân. Khương Uyển Nhi bỗng nhiên kia chú ý đến một thiếu niên khí tức thành thục đầy người từ trong đám người. Thiếu niên rõ ràng chú ý tới nàng nhưng lại cố ý núp ở phía sau, tránh đi ánh mắt của nàng. Đúng rồi, ngươi qua đây. Triệu Thiên Nguyệt nhớ ra cái gì đó, một phát bắt được cổ áo thiếu niên kia, thô lỗ giật tới, chỉ vào Khương Phàm nói. Ngươi, giết hắn cho ta. Tiểu thư, nơi này là Thanh Thạch tiểu trấn. Thiếu niên cố gắng đưa lên nét mặt tươi cười muốn giải thích. Ta bảo ngươi giết hắn, ngươi ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Cảnh Thiên công tử chết còn không có điều tra rõ, không nhất định là người Khương Vương Phủ làm. Đùng. Triệu Thiên Nguyệt nâng một bàn tay quất vào chê y mặt của hắn, lưu lại ấn năm ngón tay rõ ràng. Ta bảo ngươi giết hắn. Thiếu niên giống như đã thành thói quen, mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nại giải thích. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu như tùy ý giết người, chỉ sợ Khương Vương Phủ sẽ thừa cơ gây sự, đến lúc đó Vương gia có thể sẽ trách phạt ngươi. Ta nói một lần cuối cùng, giết hắn. Triệu Thiên Nguyệt ngửa đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt thiếu niên. Ta, không thể. Triệu Thiên Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên lại vung bàn tay nhỏ trắng noãn lên, đùng đùng quất 10 bàn tay chê y mặt thiếu niên, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn chê y đường đi. Những học viên khác nhìn không được, nhưng cũng không ai xuất thủ ngăn lại. Dừng tay. Khương Uyển Nhi nhìn không được hướng về phía trước quát bảo ngưng lại. Thế nào, đau lòng, hắn đã sớm không phải người của ngươi, hiện tại là chó của ta. Triệu Thiên Nguyệt dắt cổ áo thiếu niên, dùng sức kéo thấp đầu, vênh váo tự đắc rằng co với Khương Uyển Nhi. Ôn Luân, người qua đây. Ánh mắt Khương Uyển Nhi lắc lư, bịt kín một tầng hơi nước y gờ lung. Hắn gọi Ôn Luân sao? Ha ha, ta cũng không biết hắn tên là gì. Triệu Thiên Nguyệt liền đẩy thiếu niên ra, chỉ vào Khương Phàm quát hỏi. Ta hỏi lần nữa, ca ca ta có phải do ngươi giết hay không? Ta cũng lặp lại lần nữa, chết tốt lắm. Tiểu phế vật, ngươi có dám thừa nhận hay không? Hoan nghênh Triệu tiểu thư đến thành Bạch Hổ làm khách, chúng ta hảo kiếm hảo đao hầu hạ, cam đoan để thời điểm cho ngươi chết thì da là da, thịt là thịt, xương là xương, phân rõ rõ ràng ràng. Miệng Khương Phàm đầy khí tức sát phạt, để tất cả mọi người chê y đường phố hơi biến sắc, lời này nghe đến cũng làm người ta toàn thân rét run. Tên phế vật miệng lưỡi bén nhọn. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Thiên Nguyệt tức giận đến xanh một trận. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Triệu Thiên Nguyệt nói với các học viên hai bên. Ai giết hắn cho ta, ta lập tức tiến cử kẻ đó đến Triệu Vương Phủ. Các học viên đều âm thầm động tâm, thế nhưng ai cũng không ngu đến mức sẽ ở bên đường giết con nuôi Khương Vương. Mặc dù Khương Phàm ngày mai sẽ phải chết rồi, nhưng đó là võ viện chứng kiến ước hẹn sinh tử, với tình thế bây giờ lại rất khác biệt. Thiên Nguyệt muội muội, sinh tử chiến ngay vào ngày mai. Sao nhất định phải vội vã ngay bây giờ? Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến, đám người nhao nhao tránh ra. Chu Thanh Thọ, người có chuyện gì ở nơi này? Chu Thanh Thọ cười khẽ. Ta quan tâm Thiên Nguyệt muội muội thôi. Hắn dù sao cũng là con nuôi Khương Vương, nếu như vô cớ bị giết, Khương Vương phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu như chết chê y lôi đài thì không giống với lúc trước, có huyết thư, toàn viện làm chứng, cho dù hắn chết có thảm. Khương Vương Phủ chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phượng Ngô cũng đi tới, chỉ là ngữ khí cũng không khách khí. Triệu Cảnh Thiên chết trong đại hoang, cùng Khương Phàm có quan hệ gì? Nếu thật muốn tính toán ra, là Triệu Cảnh Thiên muốn tính kế Khương Phàm. Ngươi thật muốn tìm người báo thù, dứt khoát phải giết sạch tất cả tán tu trong thành Bạch Hổ, bên trong cam đoan có cửu nhân của ngươi. Có ý tứ gì, hai người các ngươi muốn bảo đảm cho hắn? Triệu Thiên Nguyệt nhăn lông mày lại. Lý Chính Dương lẫn trong đám người cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô vậy mà đều ra mặt. Thiên Nguyệt muội muội hiểu lầm. Chu Thanh Thọ mỉm cười, vừa muốn giải thích, Tiêu Phượng Ngô bên kia bỗng nhiên tới câu. Lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn cần bận tâm ngươi.
Tiêu Phượng Ngô, ngươi thật xem mình là đại nhân vật rồi. Vậy thì không, lão tử hiện tại là nhân vật, tương lai càng là một nhân vật. Đừng tưởng rằng võ viện cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian ngăn Tiêu Phượng Ngô lại, miễn cho xảy ra xung đột gì. Thiên Nguyệt muội muội, chúng ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng vì Triệu Cảnh Thiên chết mà tiếc hận. Ngươi tiếc hận, sau khi ngươi nghe được tin tức thì cười không nhịn nổi hay sao? Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh không chút khách khí nào mà thọt một câu. Chu Thanh Thọ đang cười tươi như hoa bỗng cứng đờ, đến nửa ngày không có xuất thêm một câu. Triệu Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn hắn một hồi, lại chỉ Khương Phàm phía xa. Ta chờ trận tranh tài ngày mai, ngươi tốt nhất có thể kiên trì thêm mấy hiệp, để cho ta hảo hảo thưởng thức dáng vẻ thảm hại của ngươi. Chúng ta đi. Các học viên sau lưng nàng đều thở phào, tranh thủ thời gian vây quanh nàng rời đi. Ôn Luân. Khương Uyển Nhi hô to. Đi, ngươi bây giờ là chó của ta. Triệu Thiên Nguyệt dùng sức đẩy thiếu niên kia một cái. Thiếu niên cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn Khương Uyển Nhi một chút nào. Hắn là muội mời chào vào học viên. Yến Khinh Vũ đại khái hiểu. Hắn gọi là Ôn Luân, là một trong những học viên ta mời chào trước nhất mấy, cũng là một người mà ta coi trọng nhất. Trong lòng Khương Uyển Nhi khó chịu, nàng có thể tiếp nhận những học viên kia đầu nhập vào thế lực khác, nhưng người được nàng coi trọng nhất vậy mà lại đầu nhập vào đến Triệu Vương Phủ, còn luân lạc tới tình trạng này. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói. Uyển Nhi cô nương tuyển nhận nhóm người kia, kết cục hiện tại đều không kẻ nào tốt. Bọn hắn đều thế nào? Đều bị người các phương phủ chia cắt, những gia hỏa hỗn chứng kia rất hưởng thụ loại cảm giác này. Điều đó không có khả năng. Không có gì không thể, nhất là sau khi mấy người công nhiên đối kháng chết thảm, những tên còn lại này đều ngoan ngoãn nhận mệnh. Chu Thanh Thọ nói phong khinh vân đạm, nhưng bên trong ý tứ lại là một mảnh mưa sa gió rét. Người nói bậy, võ viện không có khả năng cho phép bọn hắn làm ẩu như thế. Bọn hắn đều chết ở bên ngoài khi đang chê y đường lịch luyện, võ viện cho dù có hoài nghi cũng không có chứng cứ. Ha ha, công tử tiểu thư các phương phủ này, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng khi đã làm ra chuyện gì thì tất cả đều là kẻ hung ác. Lê Hồng Y đâu? Khương Uyển Nhi không che giấu được vẻ sốt ruột. Nàng à, sau khi cô bị phế ngày thứ hai thì đã quy thuận Bạch Hoa. Không thể nào. Khương Uyển Nhi ca yêu ta siết động. Đây là học viên đầu tiên nàng mời chào, cùng với nàng thân như tỉ muội, mà lại. Trước đó mấy ngày khiêu chiến với Bạch Hoa, là một mực do Lê Hồng Y bảo vệ nàng. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng xác thực như vậy. Khương Phàm đều đã nghe Uyển Nhi nhắc qua cái tên này, đã chuẩn bị mang về Bạch Hổ Quan. Nàng còn ở trong võ viện, hay là tiến vào Bạch Vương Phủ. Ngày thứ hai nàng đầu phục Bạch Hoa, ngày thứ ba liền chết. Chết, có chút thảm. Thời điểm phát hiện, Chu Thanh Thọ do dự một chút, lắc đầu than nhẹ. Chê y thân cũng không có một bộ y phục. Ánh mắt Khương Uyển Nhi lắc lư. Chết rồi. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ cũng hơi nhíu mày, không hẹn mà cùng nghĩ đến bốn chữ, giết người diệt khẩu. Khá là đáng tiếc, cũng có chút kỳ quái. Chu Thanh Thọ từ chê y lân mã xuống dưới đất, thấp giọng Nora. Nàng còn có một muội muội, Lê Hồng Thường. Năm ngoái vừa mới tiến vào võ viện, Uyển Nhi cô nương hẳn phải biết. Bất quá, theo tin tức ta biết được, nàng đã mất tích trước khi ngươi và Bạch Hoa luận võ, sau đó. Bị phát hiện trong hoang dã, đã chết, mà tử trạng còn rất thảm. Đừng nói nữa. Khương Uyển Nhi đột nhiên thét lên, dùng sức nhào vào trong ngực Khương Phàm, nước mắt tràn mi mà ra. Tại sao ngươi muốn điều tra những chuyện này? Khương Phàm nhìn Chu Thanh Thọ. Ta và Uyển Nhi cô nương có luận bàn qua, đại khái hiểu thực lực của nàng. Cho nên trận luận võ kia, có kỳ quặc. Chu Thanh Thọ cười nhạt, cũng không nhiều lời. Tiêu Phượng Ngô lại không chút khách khí nói ra một câu. Khương Uyển Nhi, người bị Bạch Hoa tính kế. Khương Phàm mang theo Uyển Nhi tiến vào lữ điếm. Là Lê Hồng Y hạ độc Uyển Nhi. Yến Khinh Vũ nhìn Uyển Nhi ngồi ngẩn người bên cạnh cửa sổ, than khẽ. Có thể là vậy. Khương Phàm đại khái đoán được một khả năng. Bạch Hoa bắt muội muội Lê Hồng Y uy hát yêu ta để Lê Hồng Y vụng trộm hạ độc Uyển Nhi, chờ sau khi Uyển Nhi bị phế, Bạch Hoa lập tức giết người diệt khẩu, để tránh bị võ viện cùng Khương Vương phủ tra được chân tướng. Chỉ là khả năng này đối với Khương Uyển Nhi mà nói là quá tàn nhẫn.
tỷ muội tín nhiệm nhất ngược lại lợi dụng sự tín nhiệm của nàng hại nàng trở thành phế nhân. Nếu như chỉ là như vậy, Khương Uyển Nhi hận một trận cũng liền đi qua. Nhưng Lê Hồng Y và Lê Hồng Thường hết lần này tới lần khác đều đã chết thảm. Suy nghĩ lại một chút những người Uyển Nhi mời chào kia, kẻ muốn bảo trì kiêu ngạo đều đã chết rất thảm, muốn thỏa hiệp thì sống như một con chó. Thương Châu Võ Viện, nào có tư cách tự xưng là thánh địa của võ đạo. Yến Khinh Vũ vẫn cho rằng mãnh thú đại hoang tàn nhẫn, lại không nghĩ tới thánh địa hòa bình như Thương Châu Võ Viện này lại có thứ còn tàn nhẫn hơn, lòng người. Thương Châu Võ Viện, Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ, còn có các nơi ở Thương Châu cổ thành khác, chẳng qua đều là được Khương Vương Phủ vào thành Bạch Hổ trong 20 năm cất nhắc mà phát triển. Đột nhiên thu hoạch được cao vị như thế, lại có hoàng thất phía sau dung túng, tự nhiên vì vậy mà trở nên cao ngạo bá đạo. Nhất là khi sinh ra ở thời kỳ đời thứ hai, bọn họ này càng là trương dương ương ngạnh, không coi ai ra gì, bọn họ đều cho rằng mình là chủ nhân tương lai của mảnh đất này. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng một câu. Triệu Cảnh Thiên, là ngươi giết sao? Chết chưa hết tội. Yến Khinh Vũ hơi rung nhẹ ánh mắt, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi đưa lưng về phía Khương Phàm, khẽ nói. Đáp ứng ta, nhất định phải giết Bạch Hoa. Ta không chỉ có muốn giết Bạch Hoa, còn muốn mắng chết đám lão già Thương Châu Võ Viện kia. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa trùng điệp. Ai? Ta, Tiêu Phượng Ngô. Chúng ta hôm nay không tiếp khách. Xem như ta đã hỗ trợ giải vây phần trước đó, ngươi để ta gặp một lần thôi. Khương Phàm kỳ quái kéo cửa phòng ra, đối diện chính là một cái mặt to chất đầy nụ cười. Tìm ta có chuyện gì? Ngươi thức tỉnh linh văn rồi. Tiêu Phượng Ngô ở cách gần đánh giá Khương Phàm. Đã thức tỉnh, không phải vậy làm sao khiêu chiến Bạch Hoa? Hỏa văn. Tiêu Phượng Ngô kỳ quái, thú linh văn ngàn dặm mới tìm được một người, tự nhiên có chỗ khác biệt, hắn là lục phẩm linh văn, tựa như bách thú chi vương, vương của trăm thú có thể bắt được khí tức thú linh văn khác, cho dù là còn không có thức tỉnh. Giống với các học viên thú linh văn trong võ viện, trước đó đều còn chưa chính thức tiến vào võ viện liền bị hắn phát hiện ra trong thanh thạch tiểu trấn, không có một ai ngoại lệ. Năm nay cho đến bây giờ, còn không có phát hiện một người, cho đến khi hắn thấy được Khương Phàm. Ta không phải là hỏa văn. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, đuổi theo vì cái này. Tiêu Phượng Ngô lại hướng phía trước mà ngửi ngửi, bị Khương Phàm ngăn ở ngoài cửa. Không được vào. Đáng tiếc. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Ta cảm giác trong thân thể ngươi còn có những vật khác, nếu như tìm phương pháp Kaiotasiết phát một chút, nói không chừng có kỳ tích. Đáng tiếc, ngươi ngày mai sẽ phải chết chê y lôi đài. Tiêu Phượng Ngô tiếc nuối lắc đầu, mặc dù vì kỳ quái Khương Phàm vậy mà tới đây thật, nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của Bạch Hoa, chỉ cần Khương Phàm leo lên lôi đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Phàm yên lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Ngươi khi dễ qua muội muội ta. Ai, Khương Uyển Nhi hả? Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười. Ta nào khi dễ nàng, ta chỉ muốn làm giao dịch cùng với nàng. Giao dịch gì? Ta nghe nói trong Khương Vương Phủ có một bộ thánh cấp võ pháp, vạn thú thiên hoàng quyền, muốn mượn xem. Ngươi một tên lục phẩm linh văn, còn muốn nghiên cứu thánh cấp võ pháp. Năng lực chịu đựng của thú linh văn vượt qua các linh văn khác, từ thể chất đến kinh mạch đều rất đặc thù, tam phẩm thú linh văn có thể đối kháng với tứ phẩm linh văn bình thường, ngũ phẩm càng có thể đối kháng lục phẩm. Ta lục phẩm thánh linh văn mặc dù không đến mức khiêu chiến thánh linh văn trong truyền thuyết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, ta muốn thử một chút, bất quá ta cũng không thử không công, chỉ cần Khương Vương Phủ nguyện ý, ta có thể hiến thân. Hiến thân? Khương Vương Phủ cho ta vạn thú thiên hoàng quyền nghiên cứu 2 năm, mặc kệ có thể thành công hay không, ta sẽ đến Khương Vương Phủ, làm con rể tới nhà. Khương Phàm hơi híp mắt lại. Ngươi vẫn rất biết làm mua bán, muốn võ pháp còn muốn người. Nếu như ta thật có thể luyện thành vạn thú thiên hoàng quyền, Khương Vương Phủ coi như kiếm lời, coi như không luyện được, ta là lục phẩm thú linh văn, cũng là con rể làm nổi danh Khương Vương Phủ. Dù sao, đều là các ngươi kiếm lời. Hiện tại Uyển Nhi đã bị phế đi, ngươi còn muốn làm con rể tới nhà này. Nàng phế đi, thì các ngươi càng cần ta. Nếu như ta cầu hôn, Khương Vương hẳn là sẽ rất cao hứng. Khương Phàm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, về tới trong phòng.
Tiêu Phượng Ngô nhìn bả vai chính mình, lại nhìn cửa phòng đóng chặt. Có ý tứ gì? Thương Châu võ viện. Bạch Hoa đi tới trong tiểu viện võ viện vắng vẻ, đối với nam tử mặc hoa phục bên trong cung kính hành lễ. Gặp qua điện hạ. Hắn tới. Nam tử này là Tam Hoàng tử chạy trốn tới Thương Châu võ viện, cục diện thành bạch hổ hỏng bét để hắn vô cùng tức giận, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp giải quyết thích hợp. Ai tới, Khương Phàm sao? Phụ tử Khương Hồng Dương, Khương Nhân, còn có Khương gia hai vị trưởng lão đều ở nơi này. Vừa mới vào Thanh Thạch tiểu trấn, nghe nói còn mang theo Khương Uyển Nhi. Đầu hắn bị lừa đá. Khương Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Khương Vương Phủ còn kém một tầng giấy mỏng để vạch mặt cùng với các vương phủ khác, lại còn đưa huynh muội Khương Phàm tới đây. Không sợ bọn họ hạ độc thủ giết chết sao? Hay là Khương Hồng Võ cố ý bắt bọn hắn làm mồi nhử? Không sai, khẳng định là như thế. Điện hạ yên tâm, mặc kệ Khương Phàm có mục đích gì, ta cũng sẽ không để hắn còn sống mà đi xuống lôi đài. Bạch Hoa mặc dù cũng rất kỳ quái, nhưng hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên, còn mượn nhờ đại hội giám bảo lấy được miếng sắt ngưng tụ ra linh nguyên, khoảng cách linh nguyên cảnh chỉ còn một bước nhỏ. Khương Phàm bất quá là vừa mới thức tỉnh linh văn mà thôi. Chênh lệch cực lớn đã để hắn đứng ở thế bất bại. Tam Hoàng tử nhớ tới ngày Khương Phàm giao thủ cùng nữ tỳ của mình trong giám bảo đường, còn có La Nhất Tiếu nhắc nhở, hắn chần chờ một lát, ra hiệu với nữ tỳ bên cạnh. Cho hắn một viên Hạo Nguyên đan. Điện hạ, ta không cần loại đan dược này. Bạch Hoa khẽ nhíu mày. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Hạo Nguyên đan là đan dược cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được, tác dụng là trong thời gian ngắn cải iota siết phát tiềm lực, thậm chí có thể bổ sung huyết khí cùng linh khí. Nghe nói ngay cả người sắp chết đều có thể hồi quang phản chiếu giống như sống thêm một hồi. Nhưng hiện tại Tam Hoàng tử cho hắn Hạo Nguyên đan, rõ ràng không tin thực lực của hắn. Thu cất đi, tốt nhất là không cần đến. Vạn nhất dùng đến, người còn có thể có sức đánh một trận. Tam Hoàng tử cũng cảm giác mình có chút quá độ bận tâm, nhưng nếu Khương Phàm dám đến, hẳn là không phải chịu chết đơn giản như vậy. Bạch Hoa không tình nguyện tiếp nhận đan dược từ trong tay nữ tỳ, nói một tiếng cảm ơn. Nhớ kỹ, ngày mai không nên khinh thường. Vô luận như thế nào đều phải giết hắn cho ta. Điện hạ yên tâm, hắn không chỉ sẽ chết, còn sẽ chết rất thảm. Chờ Bạch Hoa đi ra, Khương Hồng Dương lập tức nói. Điện hạ, chúng ta còn có thể trực tiếp bắt sống huynh muội bọn họ, áp chế Khương Hồng Võ. Tam Hoàng tử khẽ nhíu mày, trong lòng bực bội một trận. Ý của ngươi là bắt lấy hai tên tiểu hài liền có thể để Khương Hồng Võ cùng ba vạn thiết quân Bạch Hổ Quan 10 cúi đầu xưng thần, đầu ngươi bị rót nước tiểu vào sao? Biểu lộ chê y mặt bọn người Khương Hồng Dương cứng đờ, lúng túng cúi đầu xuống. Nữ tỳ cũng hơi kinh ngạc, còn lần đầu tiên nghe được điện hạ nói dạng lời thô lỗ kiểu này. Xem ra điện hạ đang rất tức giận. Nữ tỳ hơi chần chờ, lên tiếng nói. Nhờ có chúng ta sớm kinh doanh nửa năm. Toàn bộ các quân doanh quan ải Bắc Cương đã cự tuyệt thỉnh cầu của Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ mặc dù còn sống trở về, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ tình cảnh của mình. Thành Bạch Hổ tựa như một tòa lao tù, khốn trụ con mãnh hổ này. Hắn hoặc là trực tiếp phản loạn, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn 20 ngày qua, nữ tỳ cảm giác đây là thời điểm Tam Hoàng tử khôi phục tỉnh táo sau khi biết tin Khương Hồng Võ trở về. Bát Hoàng tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn người Khương Hồng Dương. Ánh mắt này rõ ràng có ý các ngươi còn không bằng một nữ nô của ta. Nữ tỳ lại nói. Ngài có thể an bài Khương Nhân trở về, cùng Khương Hồng Võ tiếp xúc. Nếu như cảm giác hắn không đủ tư cách, có thể an bài bọn người đại trưởng lão trở về. Sắc mặt mấy người Khương Hồng Dương hơi biến, lập tức căm tức nhìn nữ tỳ. Đây là ý gì? Coi bọn họ là cái gì? Lấy tính nết Khương Hồng Võ, bọn hắn trở về khẳng định sống không bằng chết. Tam Hoàng tử lại ý hiểu nữ tỳ nói bóng gió, đưa mấy người đại trưởng trở về, nếu như Khương Hồng Võ giết, chẳng khác nào tuyệt đối không hòa, nếu như lưu lại không giết, liền mang theo ý nghĩa yếu thế. Điện hạ, xin nghĩ lại. Mấy người Khương Hồng Dương kém chút quỳ xuống. Đại trưởng lão hốt hoảng nói. Chúng ta trước xem trận luận võ ngày mai, tiểu phế vật Khương Phàm kia khẳng định có vấn đề, đúng, khẳng định có vấn đề. Ngày thứ hai. Mặt trời mọc tại phương đông, chim tước hót vang thanh thúy. Trong núi rừng trước Thương Châu võ viện, người người nhốn nháo,
vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn thiếu nam thiếu nữ tụ ở các nơi, vừa ca Iota CS động lại thấp thỏm chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Có rất nhiều đệ tử Thương Châu Võ Viện cũng đều từ trong võ viện đi ra, bọn hắn không phải đến chú ý khảo hạch, mà là chờ đợi Khương Phàm cùng Bạch Hoa chiến đấu. Thương Châu 20 năm qua biến hóa như thế nào, mọi người đều biết. Thành Bạch Hổ gần đây hỗn loạn, bọn hắn cũng đều có chỗ nghe qua. Trước đó đều cho rằng Khương Phàm sẽ không tới, không nghĩ rằng hắn chẳng những tới, mà còn mang theo Khương Uyển Nhi tới. Nhưng Khương Phàm vừa mới thức tỉnh Linh Văn, Khương Uyển Nhi lại bị phế, bọn hắn tới làm gì, chịu chết sao? Ngay cả những người tự xưng là trí tuệ kia đều không hiểu nổi. Phía trước Thương Châu Võ Viện sớm đã dựng lên bệ đá, 20 vị trưởng lão nội viện phụ trách thu nhận học sinh, 50 vị đạo sư ngoại viện, toàn bộ chờ ở chỗ này. Sắc mặt của bọn hắn cũng không quá đẹp mắt, lại đang âm thầm cảnh giác. Theo lý thuyết, Khương Hồng Võ vừa trốn về thành Bạch Hổ, không nên đáp ứng Khương Phàm đến phó ước. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi chỉ là ngụy trang làm người khác chú ý. Phụ tử Khương Hồng Dương còn có hai vị trưởng lão Khương gia yên lặng hầu ở bên cạnh Tam Hoàng tử, sắc mặt âm trầm, vừa bực bội lại khẩn trương. Bọn hắn rất chờ mong Khương Phàm khiêu chiến sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng cũng lại sợ sệt sẽ nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn thậm chí hối hận lúc trước làm sao lại chạy trốn, nếu như lưu lại ngạnh kháng cùng Khương Hồng Võ, nói không chừng có thể trực tiếp làm thành Bạch Hổ đại loạn, Tam Hoàng tử lại thừa cơ dẫn dắt Tam Vương Thương Châu vào quan. Hết thảy cũng đều chưa nhất định. Dù sao cũng tốt hơn cục diện lúng túng như hiện tại. Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô đứng ở một chỗ, nhìn biển người náo nhiệt, nhẹ giọng cười nói. 3 tháng trước, không có người xem trọng trận đấu này, coi như là chuyện Thiếu Lâm tùy tiện nghe một chút, không nghĩ tới vậy mà lại tới nhiều người như vậy. Hiếu Kỳ Khương Phàm tại sao tới, Hiếu Kỳ Khương Phàm sẽ chết như thế nào à? Tiêu Phượng Ngô đụng đụng Chu Thanh Thọ. Muốn đánh cược một lần hay không? Cược Khương Phàm có thể kiên trì mấy hiệp? Chu Thanh Thọ ôn tồn lễ độ. Ta không cầm nhân mạng ra nói đùa. Ngươi làm sao lại hèn như vậy? Tối hôm qua là ai phái người đặt cược, đặt Khương Phàm 3 hiệp hẳn phải chết, còn đặt 100.000 tinh tệ. Khóe mắt Chu Thanh Thọ giật một cái, cứng họng. Trong võ viện bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Dạ An Nhiên, nàng vậy mà đi ra. Nàng chính là Dạ An Nhiên. Thiên tài thần bí nhất võ viện chúng ta, ngay cả rất nhiều đệ tử nội viện đều không có gặp qua mặt nàng. Sao nàng lại ra làm gì, là đến xem so tài sao? Kỳ quái, trận đấu này có cái gì đáng để mong chờ? Các học viên bạo động cũng gây nên sự chú ý của rất nhiều trưởng lão, liên tiếp nhìn về hướng cửa chính võ viện. Một người thiếu nữ mặc váy dài màu tím đi tới, thướt tha tú lệ, khí chất xuất trần, mặc dù mang theo mạng che mặt. Nhưng lại không giấu được khí chất hoàn mỹ, ánh nắng ban mai sáng rỡ vẩy vào trên y người nàng giống như là tiên tử từ trong họa đi ra, quả thật không giống bình thường. Thiếu nữ cũng không hề để ý ánh mắt của người khác, thẳng đi tới một chỗ trên y dãy núi, nhìn về phía lôi đài, chờ đợi trận luận võ sắp bắt đầu. Nàng lại còn không rời khỏi Thương Châu Võ Viện. Tam Hoàng tử cũng chú ý tới Dạ An Nhiên. Thân phận nàng hình như rất thần bí. Khương Nhân chỉ nghe nói qua Dạ An Nhiên, cũng chưa từng thấy qua nàng. Bạch Hoa, đừng để ta thất vọng. Xiết Khương Phàm, người muốn cái gì ta cho cái đó. Triệu Thiên Nguyệt hướng về phía lôi đài hô to, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy chàng diện Bạch Hoa ngược sát Khương Phàm. Lý Chính Dương cũng ở phía xa cởi mở cười nói. Bạch Hoa, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu cho ngươi, đêm nay ăn mừng. Khương Phàm đến rồi. Lúc khi Khương Phàm mang theo Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đến nơi này, không biết là nơi nào đột nhiên la lên một tiếng, biển người chen chúc xem náo nhiệt bỗng dưng an tĩnh, hơn vạn ánh mắt từ 4 phương 8 hướng hướng đến cùng một nơi. Đám người chủ động tránh ra một con đường, một mực kéo dài đến chê y lôi đài cao ngất phía trước võ viện. Khương Phàm, ngươi muốn sinh tử chiến, mau tới nhận lấy cái chết, không cần chậm trễ tới kỳ thi chiêu sinh mùa thu năm nay. Bạch Hoa khoác nhuyễn giáp. Trong tay cầm lôi thương, lôi văn chê y chán chấp lóe, khí thế phi phàm. Nhất thiết phải cẩn thận, thử trước thực lực Bạch Hoa một chút, trong lòng sẽ có cái đo đếm. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù hiểu rõ thực lực của hắn, nhưng lôi đài khiêu chiến và chém giết trong rừng xác thực không phải một chuyện. Ca ca, chủ yếu cẩn thận lôi bạo của hắn, có thể chấn thương ý thức.
Khương Uyển Nhi nhắc nhở lần nữa, lời này cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, thật là đến giờ phút này, vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn rất mạnh, ta cũng không yếu. Khương Phàm cõng Ô Cương Cung, cầm tàn đao trong tay, thong dong đi đến lôi đài. Hắn chính là Khương Phàm. Hắn thật chỉ có 13 tuổi, làm sao nhìn lại như 15 tương đương 16 tuổi vậy? Ha ha, không biết từ đâu lại xuất hiện, trời mới biết có giấu giếm tuổi tác hay không. Đó là Ô Cương Cung của Bạch Hổ Quan à, nghe nói cần lực lượng vạn cân mới kéo được đó. Hắn chẳng lẽ muốn dùng cung và đao khiêu chiến Bạch Hoa? Quá ngây thơ rồi. Chê y chán hắn quấn thắt lưng gấm, chẳng lẽ đã thức tỉnh linh văn rồi? 13 tuổi mới thức tỉnh, không phải phế văn chính là 2-3 phẩm. Khương Phàm không để ý đến lời nghị luận của mọi người, đi qua biển người, leo lên lôi đài. Đem Ô Cương Cung cùng bao đựng tên phóng tới góc lôi đài, mang theo tàn đao đi đến giữa võ đài. Huyết thư ngươi viết đâu? Bạch Hoa liếc mắt nhìn đao trong tay Khương Phàm, còn là một thanh tàn đao. Ký tên. Khương Phàm từ trong ngực xuất ra huyết thư đã ký trước đó, quăng về phía Bạch Hoa. Bạch Hoa tiếp nhận huyết thư nhìn một chút, cắn nát ngón tay, cũng viết xuống tên của mình. Một vị trưởng lão võ viện tiếp nhận huyết thư, sau khi cẩn thận kiểm tra, truyền đến các phương, sau đó rời khỏi lôi đài. Bởi vì là sinh tử chi chiến, hôm nay không có trọng tài. Khương Phàm nắm chặt tàn đao. Còn cần cho ngươi thời gian làm nóng người không? Làm nóng người, ha ha, ngươi xứng sao? Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cuồng ngạo. Bạch Hoa chấn động trường thương, lôi điện chói mắt phá thể mà ra, bao quanh trường thương, thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm hét lớn một tiếng, vung lên tàn đao, liệt diễm mãnh liệt từ hai tay dâng trào, vần quanh tàn đao, phách chạm trường thương. Keng. Ầm ầm. Tàn đao đối với trường thương, liệt diễm chấn lôi chiều, mãnh liệt bạo tạc oanh mở ở giữa sân. Đó là cái gì? Ngọn lửa màu vàng. Mọi người dưới lôi đài còn chưa làm tốt chuẩn bị khai chiến có chút biến sắc, bây giờ liền bắt đầu rồi. Bọn người Chu Thanh Thọ có chút ngưng mi, cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa diễm mãnh liệt chê y tay Khương Phàm, thế nào lại là màu vàng? A, à, Bạch Hoa kinh ngạc nhìn liệt diễm mãnh liệt trong tay Khương Phàm, đây là vừa mới thức tỉnh hỏa diễm linh văn. Khí thế có phải là quá mạnh rồi hay không? Trận chiến hôm nay, bất luận thắng bại, chỉ định sinh tử. Bạch Hoa, người thật đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm vặn vẹo bả vai, hai tay nắm chắc tàn đao, ngang nhiên nhìn thửng đến Bạch Hoa. Chỉ bằng thanh tàn đao này cũng muốn giết ta. Bạch Hoa nâng thương nghênh chiến, thương thức tấn mãnh, nhanh như mưa to. Thương thương thương. Kịch liệt va chạm nổ lên chê y lôi đài, Bạch Hoa quanh năm khiêu chiến lôi đài. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Khương Phàm huyết luyện đại hoang, đao thế càng thêm hung mãnh. Thời điểm va chạm như là liệp ưng với mãnh hổ, chê y lôi đài bộc phát ra quyết đấu đặc sắc. Cái này khiến tất cả đám người chuẩn bị nhìn Bạch Hoa một ca iota siết oanh sát Khương Phàm đều cảm thấy khó có thể tin, cũng làm cho mọi người suy đoán Khương Phàm đến cùng muốn lên đài làm cái gì đều trợn mắt hốc mồm, hắn vậy mà thật là tới khiêu chiến. Oanh lôi thương. Bạch Hoa đột nhiên gào rít. Trong lúc kịch chiến, cường quang lôi văn chê y chán bùng lên, mình y gờ lôi chiều mãnh liệt hội tụ, so trước đó càng cường thịnh hơn mấy lần. Lôi chiều ngưng tụ vào mũi thương, trong chớp mắt đã nổ tung. Tiếng vang ầm ầm như thiên lôi rơi xuống đất, rung động sơn lâm, lay động cả lôi đài, lôi chiều kinh khủng nháy mắt nổ tung. Vẻn vẹn bắn nổ tạo ra thanh chiều kia cũng đủ để cho bất kỳ đối thủ nào cũng đều sẽ oanh động màng nhĩ, thế công hỗn loạn. Ngay sau đó lôi chiều càng như rắn độc đoạt mệnh. Bạch Hoa thường xuyên dùng loại chiêu thức này một chiêu nhất thắng. Nhưng mà, thời điểm trường thương bạo ca iota siết, lôi chiều nổ tung, Khương Phàm không tránh không lùi, ngược lại đứng ở đối diện bùng phát đại chiêu. Bá đao thức. Hai mắt Khương Phàm trừng trừng, gân xanh nổi cao, mạch máu các nơi tại lúc này kịch liệt phồng lên, huyết khí mênh y gờ sôi trào quét sạch toàn thân. Ầm ầm. Keng. Lôi đình nổ tung, tàn đao mang theo bá thế vô địch chấn vỡ nát mũi thương, đao thế lại không giảm, trùng điệp đánh vào chê y lôi đài. Lôi đài cứng rắn lại mãnh liệt lay động, sụp ra vết nứt to lớn, đá vụn tán loạn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng, đánh tới trước mặt Bạch Hoa. Bạch Hoa biến sắc, trường thương bị đè xuống, thân thể đều mất khống chế, đá vụn đối diện đập vào mặt, đánh hắn máu me đầm đìa.
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng lôi đài, mấy vạn người quan chiến cùng nhau thốt lên tiếng kinh hô. Khương Phàm đắc thế không tha người, hất ra tàn đao vọt mạnh lên đối diện, chạy sượt qua người Bạch Hoa đang bụng mặt, gắt gao nắm chặt nắm đấm đánh vào bụng của hắn, âm thanh trầm đục, thân thể Bạch Hoa bỗng nhiên cong lên, nằm ngang bay ra ngoài. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà ném đao đi. Bạch Hoa rơi thương, hắn cũng ném đao, đây là không muốn khi dễ người. Đây càng khi dễ người. Vạn người chú mục xung quanh lôi đài cũng không thấy cụ thể vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạch Hoa làm sao lại đột nhiên bại? Đao thức thật bá đạo. Đạo sư và các trưởng lão đều cảm nhận được uy lực một đao vừa rồi, vậy mà có thể chống lại lôi bạo cửu trọng thiên. Là thanh tàn đao kia. Tam hoàng tử nhận ra đao trong tay Khương Phàm, chính là thanh đao gãy đã tranh đoạt với hắn trong giám bảo đường, xem ra đã bị Khương Phàm Kaiota CS phát ra thứ gì. Hắn quả nhiên có gì đó quái lạ. Nữ tỳ cẩn thận cảm thụ được Khương Phàm giờ phút này đang phun trào năng lượng, vậy mà mạnh hơn mấy lần so với thời điểm giao thủ lúc trước. Bọn người Khương Hồng Dương nhìn mà sửng sốt, đây là Khương Phàm sao? Tên này thật là Khương Phàm. Đồ hỗn trướng, người dám hủy mặt của ta. Bạch Hoa hét to, căm tức nhìn Khương Phàm. Hình như người còn không có tiến vào trạng thái tốt nhất nhỉ, trận chiến này hôm nay là sinh tử chiến. Nào chỉ là muốn mặt, còn muốn mệnh. Khương Phàm không có vội vã tiến công, điều trị lấy khí huyết bị bá đao thức chấn thương. Chỉ bằng ngươi. Bạch Hoa tức giận, vốn định cấp tốc giải quyết Khương Phàm, không nghĩ lại liên tiếp chịu nhục. Lôi văn chê y chán hắn càng ngày càng hừng hực, lôi điện bắt đầu quấn quanh toàn thân, hắn quát lên một tiếng chói tai, chủ động lao thẳng đến Khương Phàm. Năm ngón tay tay phải Khương Phàm mở rộng, ngọn lửa màu vàng óng kịch liệt bốc lên. Thời điểm khi cách Bạch Hoa không đến 10 mét, hai tay bỗng nhiên nắm lại, một tiếng bạo hống, một quyền đánh vào lôi đài, một cỗ khí lãng mãnh liệt quét sạch bát phương, xông ra mấy chục mét. Liệt diễm kim liên, mở. Âm âm, liệt diễm lao nhanh, trùng thiên bạo phát, giống như đóa hỏa liên màu vàng sán lạn, nương theo lấy nhiệt độ cao kinh người, bay lên không nở rộ, đem Bạch Hoa vừa mới muốn giết tới ầm vang bao phủ vào bên trong. Liệt diễm kim liên. Đây là thức đầu tiên của A Huyền cấp võ pháp liệt hỏa phần thiên. Hắn vậy mà có thể tu luyện liệt hỏa phần thiên. Đây là huyền cấp võ pháp, hắn là mấy phẩm linh văn. Toàn trường oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người từng ở chung võ viện với Khương Uyển Nhi, đều rõ ràng bộ võ pháp này, rõ ràng uy lực của bộ võ pháp này. Thanh thế không sai, đáng tiếc uy lực không đủ. Lôi chiều quấn quanh toàn thân Bạch Hoa. Trọi cứng ở liệt diễm oanh Kaiota CS, đối diện thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm đã vươn người đứng dậy, hai tay liên tiếp đập mạnh, liệt diễm mãnh liệt mà ra, giống như ba cỗ thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Liệt hỏa phần thiên thức thứ hai, liệt diễm tam trọng Kaiota CS. Ầm ầm, liên tiếp tam trọng va chạm, quả thực đã đẩy lui Bạch Hoa. Nhưng Bạch Hoa lại bị khơi dậy chiến ý, sau khi ị đẩy lui thuận thế nhúng người. Tiếp đó bay lên chê y không, một tiếng gào rít vang vọng, lôi chiều mãnh liệt hóa thành bảy đạo lôi cầu phảng phất như thất tinh liên châu, giao thoa oanh Kaiota CS thẳng xuống Khương Phàm phía dưới. Thân hình Khương Phàm nhanh chóng di chuyển, liên tiếp né tránh. Oanh, oanh, lôi cầu liên tiếp va chạm vào lôi đài, tạo ra lôi quang chói mắt, hơn phân nửa võ đài giống như đều bị lôi chiều bao phủ, cường quang chói mắt, lôi uy chấn động. Một màn này khiến cho các thiếu nam thiếu nữ còn không có thức tỉnh linh văn nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Lôi xà cuồng vũ. Hai tay Bạch Hoa đánh ra lôi đài, lôi điện vẫn chưa hoàn toàn tản ra được toàn diện điều động, khống chế linh văn phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lôi xà, nhanh chóng xẹt qua lôi trận, thẳng đến vừa Khương Phàm vừa mới ổn định. Khương Phàm đứng vững, không lùi không tránh, cường quang chê y chán càng phát ra hừng hực, phảng phất như muốn đốt tan thắt lưng gấm. Hắn mở miệng giống to, liệt diễm ầm vang nổ tung, mãnh liệt hơn mấy chục mét, tiếp đó bỗng nhiên tụ tập lại bị hắn nắm vào trong tay, đánh về phía trước một Kaiota CS. Liệt diễm, kim quang cuồn cuộn, hóa thành một thanh hỏa thương, ngang nhiên đánh về phía lôi xà. Ầm ầm, mãnh liệt bạo tạc, oanh minh điếc tai, lôi hỏa xen lẫn, rung động toàn trường. Hoa, toàn trường oanh động, đám người cảm giác được ngoài ý muốn sâu sắc. Tất cả cơ hồ như sôi trào. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trận không chút bất ngờ này sẽ có dạng đối kháng kịch liệt như thế,
càng không nghĩ tới Khương Phàm vậy mà có thể thật trực diện đối kháng với Bạch Hoa. Đó là liệt hỏa phần thiên đệ tam trọng, liệt diễm thương. Hắn vậy mà có thể thi triển đến thức thứ ba. Cái này cần thành thục linh văn cùng đầy đủ linh lực làm phụ trợ. Thời điểm Khương Uyển Nhi tu luyện ra liệt diễm thương đã là linh anh cảnh bát trọng thiên, Khương Phàm làm sao có thể. Đối kháng lôi chiều chính diện, uy lực hoàn toàn không kém. Hắn đến cùng là mấy phẩm linh văn, lại là cảnh giới gì? Ai nói hắn 3 tháng trước còn chưa có thức tỉnh linh văn? Khương gia ẩn giấu tiểu quái vật gì đây? Trưởng lão cùng đám đạo sư đều chấn động, bọn hắn đoán được các loại cục diện, duy chỉ không có nghĩ đến trận đối kháng sẽ kịch liệt như hiện tại. Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi ca yêu ta siết động gieo hò, nàng nhớ không lầm, Khương Phàm đạt được liệt diễm phần thiên không đến 1 tháng, vậy mà đã lĩnh hội đến thức thứ 3. Quá rung động. Cái này cần thiên phú như thế nào? Tỷ tỷ, người đã sớm biết. Thiếu nữ bên cạnh Dạ An Nhiên dương lông mày xinh đẹp, trước đó còn một mực kỳ quái tại sao tỷ tỷ phải lưu lại xem trận luận võ này, không nghĩ tới vậy mà lại phấn khích ngoài ý muốn như thế. Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu, tiếp tục xem giao phong chê y đài. Lôi hỏa va chạm, quét sạch lôi trận, cường quang chói mắt, kịch liệt oanh minh, nhấc lên từng cơn sóng khi sóng sau cao hơn sóng trước. Cứ nghĩ trận chiến sẽ kết thúc trong mấy hiệp chiến đấu vậy mà kéo dài mười mấy hiệp. Khương Phàm rốt cục cũng lao đến gần sát người Bạch Hoa, không có chút do dự, lập tức nhấc hai tay lên liên tiếp giống như mưa to gió lớn mà oanh ca Iota CS, ngạnh sinh sinh đánh loạn bộ pháp của Bạch Hoa. Bạch Hoa mặc dù có kinh nghiệm luận võ phong phú, nhưng lại kém xa Khương Phàm 1/10. M thanh giòn vang, Khương Phàm bắt lấy cổ tay Bạch Hoa, thân eo thay đổi, toàn thân phát lực. Không đợi Bạch Hoa kịp phản ứng, vậy mà dữ dội quăng mạnh xuống dưới, giống như vung lên một đầu roi sắt, trùng điệp đánh vào mặt đất. Tiếng va đập trầm muộn để mọi người vây xem hít vào một hơi khí lạnh. Khương Phàm cũng không có buông tay, lực lượng vạn cân phát huy, liên tục một lần lại một lần đánh Bạch Hoa chê y mặt đất. Tiểu gia hỏa, đủ dữ dội. Hai mắt Tiêu Phượng Mô tỏa ánh sáng, hắn ưa thích loại đấu pháp này. Quá nóng nảy, quá dã man. Chu Thanh Thọ cảm khái lắc đầu, ánh mắt một khắc cũng không có rời khỏi trận chiến đấu chê y lôi đài. Bạch Hoa, người đang làm gì? Đừng cho Bạch Vương phủ các ngươi mất mặt xấu hổ. Triệu Thiên Nguyệt nhìn không được, vọt tới phía trước lo lắng hô to. Bạch Hoa khuất nhục phẫn nộ, bạo hống một tiếng, toàn thân sôi trào lôi chiều mãnh liệt đến kinh người, thanh thế kia phảng phất như tiêu hao linh lực toàn thân, kinh lôi cuồng vũ trong nháy mắt nuốt sống Khương Phàm. Mấy chục đạo điện mang rắn chắc đánh vào chê y thân Khương Phàm, xé mở vạt áo, xé rách da thịt, máu tươi tung bay. Khương Phàm chật vật tháo chạy, sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy một hồi, toàn thân đã chảy máu tươi ướt nhẹp, vô cùng thê thảm. Tốt, chính là như vậy, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Triệu Thiên Nguyệt rốt cục cũng thả ra ngụm ác khí, vỗ mặt bàn trợ uy. Bạch Hoa, xuất ra thực lực công tử võ viện của ngươi, đừng để người khác coi thường. Lý Chính Dương cũng ở phía xa hô to. Đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà. Bạch Hoa giãy giụa lấy đứng lên, nhưng liên tiếp va chạm để ý thức hắn có chút hôn mê. Coi chừng. Lôi trận xung quanh đột nhiên vang lên từng trận kinh hô. Sau khi Khương Phàm bị đánh lui cũng không có đình chỉ, mà chịu đựng đau nhức kịch liệt, không nhìn vết thương toàn thân, giết trở về, liệt diễm mãnh liệt hội tụ vào song trường, liên tiếp đánh ra, như thủy triều lao nhanh, quét sạch tới Bạch Hoa. Liệt diễm cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, đánh tới Bạch Hoa còn chưa kịp phản ứng. Ầm ầm, Bạch Hoa ở đối diện bị đánh lui lại, tiếng nổ mang theo uy thế mãnh liệt khiến nhuyễn giáp chê y hắn đều nát hơn phân nửa. Liệt hỏa phần thiên, đệ tam trọng. Khương Phàm lần nữa bạo ca Iota CS, ngưng tụ ra lực lượng minh IG, hội tụ nơi tay phải, hóa thành một đạo hỏa thương, đánh vào lồng ngực Bạch Hoa đối diện. Một tiếng nổ vang. Hỏa thương bạo ca Iota CS, trong nháy mắt nổ tung. Bạch Hoa kêu thảm, máu phun phè phè, bay ngược hơn 10 mét, chật vật nằm chê y đất, hắn theo bản năng muốn đứng lên, lại trùng điệp quỳ chê y mặt đất, nhuyễn giáp chỗ ngực đã hòa tan, máu thịt be bét, cơ hồ có thể nhìn thấy trái tim bành bành nhảy loạn ở bên trong. Sơn Lâm an tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lôi trận rốt cục cũng đã dừng lại. Sau một lát ngắn ngủi, vạn người các rừng rậm oanh động. Kết thúc. Bạch Hoa vậy mà bại. Khương Phàm không phải phế vật sao?
ai nói hắn là phế vật? Hắn đến cùng có cảnh giới gì, thế nào có thể đánh bại Bạch Hoa? Các đệ tử võ viện chấn động nhất, bọn hắn quá rõ ràng thực lực của Bạch Hoa, vị trí đứng hàng lục đại công tử không chỉ là hiển hách gia thất, càng quan trọng hơn là thực lực đủ mạnh. Những năm gần đây, Bạch Hoa chê y lôi đài khiêu chiến cơ hồ chưa từng bại một lần, hôm nay vậy mà bại bởi một đứa con nuôi của Khương Vương Phủ. Tam hoàng tử có chút nhíu mi, hai tay trong tay áo dùng sức nắm chặt, đây cũng không phải là tình cảnh hắn muốn xem, cũng là kết cục hoàn toàn không tưởng tượng được. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, chỉ Bạch Hoa phía xa. Quỳ tốt, tiểu phế vật. Bạch Hoa chậm rãi ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, căm tức nhìn Khương Phàm trước mặt. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hướng muội muội ta xin lỗi. Nói xin lỗi cái rắm. Xin lỗi. Mơ tưởng. Phụ thân người Bạch Ngao Thương được Khương Vương bồi dưỡng, từ thị vệ đến chủ tướng cứ điểm thứ hai Bạch Hổ Quan. Không nghĩ báo ân, lại phản bội chạy trốn Khương Vương phủ, đối nghịch trong bóng tối. Bạch Hoa ngươi, lấy danh nghĩa khiêu chiến, ý đồ muốn giết hại con gái của Khương Vương. Các ngươi là xúc sinh bất trung bất nghĩa. Tiếng nói gạt ra từ trong hàm răng của Khương Phàm cũng không cao, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp sơn lâm. Sắc mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi, Bạch Ngao Thương dù sao cũng là một trong Tam Vương Thương Châu, mặc dù xuất thân có chút ám muội, nhưng cho tới nay không người nào dám ở trước mặt mọi người nói ra. Đó là quyết đấu công bằng. Bạch Hoa hư nhược giải thích. Ngươi nói công bằng, lấy Lê Hồng Thường uy hát yêu ta, khiến cho Lê Hồng Y hạ độc Uyển Nhi, sau đó liên sát tỉ muội Lê Hồng Y, Lê Hồng Thường để diệt khẩu, cẩu vật ngươi cũng xứng đàm luận công bằng. Khương Phàm không quản sự thực như thế nào, trực tiếp lôi một chàng hô lên ở bên chê y. Tên tiểu tử này. Chu Thanh Thọ cười cười xấu hổ, hắn chỉ cố ý ca yêu ta siết thích Khương Phàm một chút, cũng không phải là chứng cứ trực tiếp. Lời nói này nghe vào lỗ tai võ viện trưởng lão cùng đám đạo sư trong lại vô cùng chói tai. Bọn hắn ho nhẹ vài tiếng, đang muốn ra mặt, thanh âm Khương Phàm lại lần nữa cao vút. Khi uy danh Khương Vương phủ lần nữa vang vọng đại địa Thương Châu, Bạch gia, Triệu gia, Lý gia, đều sẽ lấy tên phản đồ, đính bên chê y sỉ nhục trụ của lịch sử để tiếng xấu muôn đời. Buồn cười, ngày đó sẽ không tới, Thương Châu này vĩnh viễn không có khả năng lại là của họ Khương, các người vĩnh viễn không có khả năng lại đứng lên. Bạch Hoa miệng đầy máu tươi đáp lễ. Tương lai ngày đó sẽ không lâu, người thông minh sẽ ngước đầu nhìn lên, một ít mắt chó lại lựa chọn làm như không thấy. Hoàng thất muốn mai táng Khương Vương phủ ở trong Bạch Hổ Quan, thật tình không biết, Khương Vương phủ sẽ trùng sinh bên trong máu và lửa. Khương Phàm chỉ Thương Châu võ viện phía xa, thanh âm cao vút vang dội. Khương Phàm, chú ý lời lẽ của ngươi. Lượng lớn cường giả hô to cảnh cáo. Tiểu gia hỏa này là đến tỉ võ hay là đến cố ý nhục nhã? Hắn muốn làm gì? Chu Thanh Thọ mơ hồ cảm giác không đúng. Khương Phàm lựa chọn nghênh chiến Bạch Hoa tại thời điểm chiêu sinh của võ viện, sẽ không phải chỉ vì nói những lời này đó chứ. Lời này là chính hắn nghĩ, hay là do Khương Hồng võ chỉ điểm? Khương Phàm, tứ đại cương vực lang gia quốc, tất cả vương phủ cổ thành cứ điểm, toàn bộ họ Tần, cũng vĩnh viễn sẽ họ Tần. Một trưởng lão Thương Châu võ viện trực tiếp đi đến lôi đài, tiểu tử này khiêu chiến Bạch Hoa rất có thể chỉ là lấy cớ, giận dữ mắng mỏ Thương Châu mới là bản ý thật sự. Hơn 200 năm trước, tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt, vì tiên hoàng xuất sinh nhập tử, huyết chiến thiên hạ, nhiều lần cứu vớt tính mệnh của tiên hoàng. Thời khắc lang gia quốc khai quốc, tiên hoàng mời tiên tổ Khương Nguyên Liệt cùng hưởng thiên hạ, nhưng tiên tổ cự tuyệt, nguyện mang Khương gia đời đời trấn thủ Thương Châu, thống ngự quân doanh Bắc Cương chống cự vạn dặm đại hoang, đời đời vĩnh viễn thủ lang gia quốc. Các ngươi, đều đã quên rồi. Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt trưởng lão võ viện càng ngày càng lạnh, lại đột nhiên quay người, chỉ tất cả mọi người toàn trường ở phía xa. Khuyên tất cả các ngươi, làm người phải có lương tâm, nhìn mọi chuyện phải cảnh giác cao độ. Những năm nay là ai đang bảo vệ Thương Châu? Hoàng thất, hay là thành Bạch Hổ? Triệu gia, Lý gia, Bạch gia, hay là Khương Vương phủ chúng ta? Một khi 13 vạn tướng sĩ Khương Vương phủ rút khỏi Bạch Hổ Quan, 100.000 ác linh trăm vạn thú triều đại hoang sẽ tàn phá bừa bãi Thương Châu, thôn vệ Bắc Cương, độc hại thương sinh. Đến lúc đó, ai đến bảo hộ các ngươi? Ai đến bảo hộ người nhà các ngươi? Khương Vương phủ còn một ngày trấn thủ Bạch Hổ Quan liền vĩnh viễn là thủ hộ giả của các ngươi, là người các ngươi cần tôn kính.
thanh âm Khương Phàm càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng thịnh. Luận võ kết thúc, chạy trở về Bạch Hổ Quan đi. Trưởng lão Chê Y Lôi Đài thực sự nghe không nổi nữa. Khương Phàm. Bạch Hoa đột nhiên đứng dậy, vết thương toàn thân dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huyết khí tràn đầy, linh lực khôi phục. Hắn như vậy là thế nào? Hắn giống như vừa ăn một khỏa đan dược gì đó. Toàn trường kinh hô, ánh mắt một lần nữa hướng về tới chỗ Bạch Hoa nơi đó. Chúng ta luận võ còn chưa có kết thúc. Bạch Hoa ăn Hạo Nguyên đan, kinh mạch và mạch máu toàn thân đều phồng lên, mình y gờ linh lực ở giữa khí hải lao nhanh không dứt. Nhất là linh văn chê y chán, ánh sáng đâm thủng thắt lưng gấm, cùng linh nguyên trong khí hải chiếu rọi lẫn nhau. Lội uy mình y gờ phun trào toàn thân, hơi nước cuồn cuộn chê y võ đài như có xu thế hình thành lôi vân. Hắn ngưng tụ ra linh nguyên rồi. Ngưng tụ ra linh nguyên là dấu hiệu sắp đột phá đến linh nguyên cảnh. Trong lục đại công tử võ viện, hắn là người nhanh nhất. À, Bạch Hoa điên cuồng nộ hống, lôi chiều toàn thân sôi trào, mây mù giữa không trung đều đang kịch liệt cuồn cuộn, hắc ám lôi tràng. Hai cánh tay hắn nâng lên, toàn thân căng cứng. Sau một lát, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ lôi chiều kinh khủng từ toàn thân nổ tung, quét sạch hơn phân nửa lôi tràng, ngay sau đó lôi chiều nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đầu lôi xà tráng kiện, chừng nửa mét, nhanh chóng bạo tẩu đánh về phía Khương Phàm. Uy lực đạt tới gấp mấy lần trước đó. Nghị ca ca, tránh đi. Khương Uyển Nhi quá sợ hãi. Uy thế thật mạnh. Ngay cả rất nhiều cường giả mới vào linh nguyên cảnh đều cảm nhận được uy lực một ca iota CS này. Ánh mắt Khương Phàm sáng như đuốc, dùng sức nắm chặt song quyền, linh văn chê y chán câu thông mê vụ khí hải. Sau một lát, linh lực toàn thân đều trùng ca iota CS, lướt qua kinh mạch, hội tụ nơi cánh tay phải. Ầm ầm tiếng vang, liệt diễm lao nhanh trùng thiên mấy chục mét. Vạn thú, thiên hoàng quyền. Khương Phàm há miệng gầm thét, như hổ gầm sơn lâm, cường quang chê y chán trực tiếp thiêu hủy thắt lưng gấm, lộ ra một hỏa văn giống như hỏa liên, đem chính mình chiếu rọi đều như là thần tử. Hỏa thế mãnh liệt ầm vang hội tụ, hóa thành một cự hình mãnh hổ hoàn chỉnh, đạp phát cáo chiều, khiếu động sơn lâm, đón nhận đầu lôi xà kia. Đó là linh văn gì? Hắn vừa mới kêu cái gì? Vạn người kinh động, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được linh văn chính mình rung động, càng cảm nhận được kinh mạch cổ quái thiết chặt. Những thiếu niên thiếu nữ còn không có hoàn toàn thức tỉnh linh văn kia thậm chí có cảm giác lạnh cả người. Tam hoàng tử dùng sức nắm tay, gắt gao nhìn đầu mãnh hổ màu vàng phi nước đại kia. Vạn thú thiên hoàng quyền. Hắn vừa mới kêu là vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Uyển Nhi dùng sức nắm chặt miệng nhỏ, khinh vũ tỷ tỷ rõ ràng nói hắn chính là lục phẩm linh văn, có thể có uy thế này. Bộ võ pháp này. Ầm ầm. Mãnh hổ hoành hành, đạp tan lôi xà, ngọn lửa màu vàng óng đốt cháy lôi tràng, vặn vẹo không gian, nướng lấy sương mù khắp thiên vân. Không. Bạch Hoa ngưng tụ con ngươi, mãnh hổ trong tầm mắt tật tốc phóng đại, trong chốc lát đâm vào chê y người hắn, cũng ầm vang bạo tạc. Bởi vì phục dụng Hạo Nguyên đan mà mạch máu kinh mạch phồng lên liên miên vỡ nát. Hắn kêu thảm tung bay, trùng điệp nằm nhoài nơi đó. Linh khí toàn thân Khương Phàm bị rút khô, một thân trời đất quay cuồng cảm giác suy yếu, kém chút quỳ chê y mặt đất. Mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng linh văn chê y chán vẫn lóe ra hào quang chói mắt, cả iota CS thích ánh mắt mọi người. Toàn trường lần nữa an tĩnh, khẩn trương nhìn chán của hắn. Thánh linh văn. Bên phía võ viện, một vị trưởng lão phát ra tiếng nghi vấn rất nhỏ. Cái đó là, thánh pháp chấn tộc Khương gia, vạn thú thiên hoàng quyền. Chỉ có thánh linh văn mới có thể tu luyện. Khương Hồng Dương nỉ non giống như nói nhỏ, biểu lộ ngưng trọng dần dần biến thành rung động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thánh pháp tiên tổ Khương gia vậy mà lại tái hiện chê y người Khương Phàm. Thánh linh văn, hắn có thánh linh văn. Thánh cấp võ pháp Khương gia. Vạn thú thiên hoàng quyền. Toàn trường tiếp tục oanh động, so với trước đó càng mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người không cách nào giữ vững bình tĩnh, từ đại biểu cường tộc các nơi Thương Châu thậm chí Bắc Cương đều từ trong chỗ tối đi ra, ánh mắt sáng rực nhìn thân thể chậm rãi đứng thẳng ngay chê y lôi đài. Thánh linh văn, mảnh đất Thương Châu qua đi 200 năm lại tái hiện thánh linh văn. Khương Vương phủ tuyệt sử phùng sinh xuống dốc vậy mà bồi dưỡng được thánh linh văn mới.
trách không được Khương Phàm vừa mới hô to Khương Vương Phủ sẽ từ trong máu và lửa trùng sinh. Có Thánh Linh Văn, uy thế Khương Vương Phủ chắc chắn sẽ lần nữa bao phủ mảnh đất Thương Châu này. Nghị ca ca. Hai tay Khương Uyển Nhi bịt chặt miệng, khó có thể tin được, trong ánh mắt nổi lên hơi nước y gờ lung. Tỷ tỷ. Thiếu nữ bên cạnh Dạ An Nhiên giật mình nhìn về phía nàng. Ta chỉ biết là cái này. Dạ An Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, kiều nhan sau mạng che mặt mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, ngươi là... Xung quanh lôi đài hô to như núi kêu biển gầm đánh thức Bạch Hoa kém chút đã hôn mê, hắn run rẩy chống thân thể lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Khương Phàm trước mặt. Thánh Linh Văn. Hắn làm sao có thể là Thánh Linh Văn? Hắn làm sao xứng với Thánh Linh Văn? Ngươi làm chó săn cho Tam Hoàng Tử. Khương Phàm đi tới bên lôi đài, hướng Khương Uyển Nhi phía dưới ra hiệu. Bạch Hoa, nhìn cho kỹ. Khương Uyển Nhi thả xuống thắt lưng gấm, lộ ra hỏa văn sáng tỏ. Một tiếng quát, nắm tay trùng thiên, ngọn lửa nóng bỏng kịch liệt xoay tròn, đánh về phía không trung. Nàng còn có linh văn, nàng còn có thể phóng thích võ pháp. Khương Uyển Nhi không bị phế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có các đệ tử võ viện kinh ngạc, đám đạo sư và trưởng lão võ viện càng kinh ngạc hơn. Bọn hắn rõ ràng đã kiểm tra qua Khương Uyển Nhi, xác thực kinh mạch vỡ vụn không thể nghi ngờ. Thần sắc Chu Thanh Thọ và Tiêu Phượng Ngô đều ngưng trọng lên, ngoài ý muốn tiếp lấy chuyện ngoài ý muốn, đây chính là Khương Vương Phủ đang phản ca Iota CS sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bạch Hoa giống to, hắn rõ ràng đã phế đi Khương Uyển Nhi, làm sao còn có thể ngưng tụ linh lực? Khương Phàm đột nhiên nắm ô cương cung cùng ô cương tiễn chê y mặt đất lên. Quay người hướng Bạch Hoa, cung tiễn thuận thế dựng lên, tại thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, ô cương cung bị kéo đến đầy tròn, âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung ca Iota CS xạ bay thẳng đến Bạch Hoa. Vị trưởng lão chê y lôi đài kia sắc mặt cũng đại biến, lại không kịp ngăn lại. Bạch Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị cung tiễn xuyên thủng lồng ngực. Tiễn thế xoay tròn còn mang theo lực lượng mạnh mẽ đem trái tim hắn xoắn nát. Công tử! Các đệ tử võ viện Quy Thuận Bạch Hoa quá sợ hãi. Bọn hắn vừa mới chỉ lo giật mình, không nghĩ tới Khương Phàm vậy mà lại đánh lén. Trận chiến này hôm nay đã quyết thắng thua, cũng định sinh tử. Ngươi còn đứng chê y đài, tranh tài sẽ không có kết thúc. Ta xuất tiễn, ngươi không tránh, muốn chết. Khương Phàm hạ cung tiễn xuống, thanh âm rét căm căm giống như một cỗ gió lạnh thổi khắp sơn lâm. Bạch Hoa trùng điệp quỳ chê y mặt đất. Cúi đầu nhìn lỗ máu chê y ngực mình, lung lay mấy cái, vô lực ngồi phịch ở chê y lôi đài. Lần này, hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Công tử! Lượng lớn tử đệ võ viện xông lên lôi đài, luống cuống tay chân đưa ô vào trong miệng hắn các loại đan dược. Mạch máu kinh mạch Bạch Hoa bạo liệt, lồng ngực bị xỏ xuyên, đã chết không thể chết hơn. Tiểu hỗn đản, ta phải giết ngươi! Một vị học viên gầm thét, rút kiếm muốn phóng tới Khương Phàm. Toàn thân hắn gào thét cuồng phong, lôi chàng cuồn cuộn hóa thành lít nha lít nhít lợi kiếm, toàn bộ cuốn về phía Khương Phàm. Linh nguyên cảnh. Vô số người có chút biến sắc. Khương Phàm, nghị ca ca, lui ra. Yến Khinh Vũ cùng Khương Uyển Nhi vội lao lên chê y lôi đài, đón lấy người giết tới kia. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người như thiểm điện xông lên lôi đài, sượt qua người người kia. Liêm đao phách chảm, chặn ngang hai đoạn. Vị học viên kia trùng điệp nhào vào chê y lôi đài, máu tươi chảy ngang. Ai muốn giết người của Khương gia ta? Lần lượt từng bóng người lướt qua đám người, xuất hiện ở chê y lôi đài. Bọn hắn toàn bộ hất lên mũ che màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ bạch ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn trường xung quanh. Đây là những người nào? Sát khí thật mạnh. Đám người xung quanh lôi đài nhao nhao lui sau vài chục bước, lộ ra khoảng trống rất lớn. Huyết ngục. Đám đạo sư và trưởng lão võ viện có chút biến sắc, thời điểm trước đó không ai biết tình huống cụ thể của huyết ngục, nhưng sau khi Bạch Vương Phủ gặp biến cố lại đều rất rõ ràng. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đều thở phào, tranh thủ thời gian đưa mấy khỏa đan dược cho Khương Phàm. Khương Phàm, hôm nay là thời gian võ viện chúng ta thu nhận học sinh, ngươi mang nhiều thị vệ tới như vậy có ý tứ gì? Chê y lôi đài, trưởng lão nhíu mày đi đến phía trước, rằng co với huyết ngục. Ngươi nói ý tứ gì? Muội muội ta là học viên chính thức của các ngươi đều không gánh nổi, huống chi là ta.
các ngươi đã vô năng, ta đương nhiên muốn tự mình bảo vệ. Khương Phàm biết Vương gia khẳng định sẽ điều huyết ngục tới. Đám người võ viện trao mày, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình cảnh như thế, không chỉ có ca Iota siết thích ra một tên thánh linh văn, lại còn hại chết Bạch Hoa. Mấy vị trưởng lão nhìn về hướng Tam Hoàng tử nơi đó, nhưng Tam Hoàng tử ngoại trừ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lôi đài thì cũng không có chút ý tứ nhúng tay nào. Khương Phàm, xin tản huyết ngục ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Trưởng lão võ viện hít sâu một hơi đè lại bực tức trong người, thái độ cường ngạnh. Ta chỉ tới tham gia sinh tử chiến, nếu như đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. Vị trưởng lão kia chậm chạp đợi không được Tam Hoàng tử lộ diện, chỉ có thể tiếp tục xử lý. Khương Phàm, người thế này để cho Thương Châu võ viện chúng ta rất khó xử. Người khó xử cũng không chỉ có chuyện này. Chuyện muội muội ta bị phế kinh mạch, ta còn chưa có tìm võ viện các ngươi tính sổ đây. Chuyện này không quan hệ với chúng ta. Ta có chứng cứ. Lấy ra. Chu Thanh Thọ công tử, lấy chứng cứ ra. Khương Phàm đột nhiên gọi thẳng tên Chu Thanh Thọ. Sắc mặt Chu Thanh Thọ lập tức trở nên tái nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lúc này vậy mà lại cho hắn một đao. Các trưởng lão võ viện đều nhíu mày nhìn về hướng Chu Thanh Thọ. Khóe miệng Chu Thanh Thọ giật một cái, lúng túng cười nói. Nghị công tử nói đùa, chúng ta cũng không nhận biết. Thanh Thọ công tử hôm qua rõ ràng nói rất kỹ càng, hôm nay làm sao không thừa nhận. Bạch Hoa bắt muội muội Lê Hồng Y uy hát yêu ta để nàng hạ độc Uyển Nhi, sau đó còn giết người diệt khẩu. Ngay cả những người đã từng theo Khương Uyển Nhi đều sau khi nàng rời đi đã bị tử đệ các phương phủ hãm hại. Chết thì chết, phế thì phế, còn sống thì sống không bằng chết. Khương Phàm cố ý hô to, không chỉ nói cho người Thương Châu võ viện nghe, mà còn nói cho hơn vạn thiếu nam thiếu nữ sắp tham gia thu nhận học sinh kia nghe. Khương Phàm, nói chuyện phải để ý chứng cứ, không nên nói xấu võ viện. Các trưởng lão võ viện nhao nhao giận dữ mắng mỏ, hôm nay là thời gian trọng yếu bọn hắn thu nhận học sinh, không chỉ có tụ tập sinh ưu tú ở các nơi, còn có đại tông cường tộc các nơi ở Thương Châu, Bắc Cương. Thương Châu võ viện muốn trở thành võ đạo thánh địa không chỉ cần phải có thực lực, còn cần nội tình và tư thái. Các ngươi, kém xa. Võ viện còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Là ta nhớ lầm, là các ngươi quên. Lúc trước người kiến tạo Thương Châu võ viện là tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt chúng ta. Đồ vong ân phụ nghĩa, nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Chúng ta đi. Rút lui. Đội viên huyết ngục che chở Khương Phàm từ từ lui về sau. Đám người chen chúc cấp tốc tách ra một con đường rộng rãi, không có người nào dám ngăn trở bọn hắn. Sắc mặt trưởng lão võ viện vô cùng khó coi, muốn ngăn cản nhưng không có lý do. Thế nhưng Khương Phàm đưa một trận giày vò như thế, đả ca Iota siết đối với danh dự võ viện bọn hắn quá lớn, mấy vạn người thảo luận không chừng sẽ có một nửa cân nhắc rời khỏi, quay đầu đến các võ viện hoặc tông môn khác. Khương Vương phủ nuôi một tiểu quái vật. Hắn thật sự là con nuôi của Khương Vương. Tại sao ta cảm giác Khương Hồng Võ cố ý lấy tên con nuôi này giấu hắn đi chứ? Thánh Linh Văn, thời gian đã qua đi 200 năm, Khương Vương phủ lại tái hiện Thánh Linh Văn. Cái này không thể coi thường, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến các đại quân doanh ở Bắc Cương. Các đại biểu cường tộc đến từ Thương Châu và Bắc Cương đều âm thầm than thở, bản ý là đến quan sát tình huống Thương Châu võ viện chiêu sinh, lại không nghĩ rằng lại có thể chính mắt thấy một trận chiến đấu kịch liệt đặc sắc như vậy. Tam Hoàng tử yên lặng nhìn Khương Phàm rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Điện hạ, Thương Châu sắp có biến. Sắc mặt Khương Hồng Dương cực kỳ khó coi. Thánh Linh Văn đối với Bạch Hổ Quan, thậm chí Bắc Cương đều có ý nghĩa trọng đại. Khương Phàm mang cho Khương Vương Phủ không chỉ là tiềm lực, càng là lực ngưng tụ. Hắn có thể tưởng tượng đến tám đại cứ điểm Bạch Hổ Quan sẽ vứt bỏ dị tâm, toàn lực ủng hộ Khương Vương Phủ. Ngay cả 36 chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương đều có thể một lần nữa thành lập liên hệ cùng Khương Vương Phủ. Nếu như Khương Vương Phủ thậm chí toàn bộ Bắc Cương toàn lực bồi dưỡng Khương Phàm, không đến bao nhiêu năm, Khương Phàm sẽ đạt tới phương diện như Khương Nguyên Liệt kia, tái hiện thời huy hoàng của Khương Vương Phủ, trở thành chủ của Bắc Cương. Khương Nhân thì hốt hoảng, Thánh Linh Văn, vì cái gì Thánh Linh Văn sẽ xuất hiện trên y thân loại phế vật Khương Phàm này, mà không phải ta? Thương Châu xác thực sắp có biến, nhưng Khương Hồng Võ sắp xong rồi. Tam Hoàng tử chỉ muốn khống chế Khương Vương Phủ, để bọn hắn hoàn toàn thần phục,
không nghĩ tới vậy mà lại ca yêu ta sẽ thích ra một thánh linh văn. Điện hạ, có ý tứ gì? Hai vị trưởng lão Khương gia cẩn thận hỏi. Phụ hoàng và Khương Hồng Võ có ân oán cá nhân, hắn có thể tiếp nhận Khương gia quỳ xuống thỏa hiệp, nhưng sẽ không cho phép Khương gia ra lại có thánh linh văn. Khương Hồng Dương, người liên hệ Tam Vương Thương Châu, phối hợp Thương Châu Võ Viện bằng tốc độ nhanh nhất trà trộn vào thành Bạch Hổ, mặc kệ dùng phương pháp gì, kéo chân Khương Hồng Võ ở trong thành Bạch Hổ. Tam Hoàng tử không nghĩ tới tiếp tục đợi chờ lại còn thật chờ đến cơ hội như hiện tại. Lần này, hắn muốn giải quyết triệt để Khương Vương Phủ. Điện hạ, Khương Hồng Võ nương tựa theo thánh linh văn của Khương Phàm sẽ một mực khống chế lại tám đại cứ điểm, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ. Các ngươi một mực ngăn chặn, ta sẽ kịp thời đuổi tới. Nhớ kỹ, lần này lại để cho Khương Hồng Võ chạy, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Khinh Vũ tỷ tỷ, tỷ đã sớm biết, Nghị ca ca, huynh vì cái gì lại giấu giếm ta? Khương Uyển Nhi quá ca yêu ta si ết động. Thánh linh văn, Khương Phàm lại là thánh linh văn, trách không được cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thời gian qua đi 200 năm, Khương Vương Phủ vậy mà lần nữa xuất hiện thánh linh văn, cũng đã luyện thành vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ phù hộ. Nàng hiện tại cũng hận không thể bay trở về Khương Vương Phủ, chia sẻ với phụ thân tin tức phấn chấn này. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải chạy về tới Bạch Hổ Quan vào buổi sáng ngày mai. Khương Uyển Nhi hưng phấn thúc giục. 33 vị huyết ngục vần quanh xung quanh, 55 vị huyết ngục phân tán ở phía xa, thủ hộ bọn hắn lấy tốc độ cao nhất phi nước đại. Không có người nào chúc mừng, không có người nào ca yêu ta siết động. Sắc mặt sau mặt nạ ngược lại dần dần ngưng trọng. Hơn 500 dặm vào trong hoang dã, bọn hắn không ngừng không nghỉ chạy hết tốc lực một ngày một đêm, rốt cục tại sáng ngày thứ hai thì thuận lợi trở về thành Bạch Hổ. Thánh Linh Văn. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, chăm chú nhìn Khương Phàm trước mặt. Mãnh liệt thở dốc biểu hiện ra thời khắc này hắn vô cùng ca yêu ta si ết động. Phụ thân, đúng là Thánh Linh Văn, Nghị ca ca còn thi triển vạn thú thiên hoàng quyền. Một quyền đánh phế đi Bạch Hoa. Ô Khương tiễn oanh sát Bạch Hoa, một tiễn xuyên tim, vô cùng đặc sắc. Đúng rồi, Nghị ca ca còn giận dữ mắng mỏ tất cả mọi người ở đấy, mắng rất sảng o à yêu ta. Mặc dù đã qua một ngày nhưng Khương Uyển Nhi vẫn không kềm chế được cỗ ca yêu ta siết động kia. Khương Hồng Võ đi đến trước mặt Khương Phàm. Nhanh cho ta xem một chút. Khương Phàm tháo thắt lưng gấm xuống. Lộ ra kim viêm thánh văn bao trùm hơn phân nửa chê y chán. Ca yêu ta siết cỡ linh văn của những người khác đều tương đương như ngón tay cái, nhưng Khương Phàm lại giống như là hỏa liên nở rộ, kiểu dáng phức tạp, còn hiện ra ánh vàng thần bí. Khương Phàm mở hai tay ra, dâng lên một ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao bóp méo không gian, tản ra sóng nhiệt nóng rực. Tốt, tốt quá! Cảm xúc Khương Hồng Võ chập trùng, hơn 200 năm, Khương gia lần nữa đã sinh ra thánh văn. Mặc dù không phải hài tử thân sinh của hắn, nhưng cũng là kiêu ngạo của Khương Vương Phủ. Phụ thân, xin hãy tha thứ vì ta đã giấu giếm đến bây giờ. Bất quá từ giờ trở đi, tình cảnh của chúng ta có thể cải thiện. Khương Vương Phủ và tám đại cứ điểm đều sẽ chăm chú chen chúc bên cạnh chúng ta, ngay cả quân doanh Bắc Cương đều sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Mặc dù có thể sẽ gây nên việc Hoàng thất cùng Tam Vương Thương Châu liên thủ áp chế, nhưng chỉ cần chúng ta lợi dụng thỏa đáng. Hoàn toàn có thể chịu nổi. Khương Phàm một bên nói, Khương Uyển Nhi ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Cái này không chỉ là một linh văn đơn giản như vậy, mà nó đại biểu cho tương lai trưởng thành của Khương Phàm, và Khương Vương Phủ có thể có tiềm lực to lớn. Khương Hồng Võ lại chỉ cười cười, lôi kéo Khương Phàm rời khỏi phòng. Cho ta xem vạn thú thiên hoàng quyền một chút. Chúng ta cũng muốn nhìn. Khương Uyển Nhi ca yêu ta siết động. Không có chú ý tới sự dị thường của phụ thân. Tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền có độ khó rất lớn, ta vừa mới luyện thành thức đầu tiên. Khương Phàm ca yêu ta siết hoạt linh văn, triển khai tư thế. Mặc dù thân thể gầy gò nhưng lại cho người ta cảm giác có khí phách không thể phá vỡ, kim văn chê y chán lóe ra cường quang, tràn ngập uy thế chèn ép. Khương Uyển Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm, mặc dù trước đó đã thấy một lần, nhưng lúc đó không có chút chuẩn bị. Chỉ lo sợ hãi. Hiện tại có thể hào hào thưởng thức uy lực của thánh cấp võ pháp đã từng đi theo tiên tổ chinh chiến thiên hạ. Đánh đến ta. Khương Hồng Võ nắm chặt tay phải, liệt diễm minh y gờ dần dần biến thành hỏa tinh, ngưng tụ thành tinh thuẫn cứng cỏi.
Đây là liệt hỏa phần thiên thức thứ 5, cũng là thức khó tu luyện nhất. Khương Hồng Võ lại đưa tay liền tụ thành, dễ như trở bàn tay. Phụ thân, tiếp đón. Khương Phàm nắm chặt tay phải, liệt diễm minh y gờ cùng với hào quang màu vàng hừng hực sôi trào tạo ra hỏa thế mãnh liệt. Một tiếng quát lớn, hữu quyền oanh ca iota siết, liệt diễm oanh minh hóa thành một đầu mãnh hổ hùng tráng, sinh động như thật, lại uy mãnh bá liệt, đạp chê y cuồn cuộn hỏa diễm, mang theo khí thế phá vỡ sông núi đánh về phía Khương Hồng Võ. Ầm ầm, chấn động mãnh liệt tạo ra hỏa thế kịch liệt, còn mãnh hổ kia vậy đã kiên trì dòng dã 3 giây đồng hồ mới ầm vang sụp đổ, khí tức đánh tới tạo ra bạo tạc kinh người, ép tới thân thể hùng tráng của Khương Hồng Võ đều lung lay mấy cái. Khương Hồng Võ âm thầm đề khí, rõ ràng cảm nhận được uy thế của vạn thú thiên hoàng quyền. Một ca iota siết của cảnh giới bát trọng thiên mà có uy lực của cửu trọng thiên đỉnh phong. Không chỉ có khí thế uy mãnh, sau khi băng diệt còn hình thành năng lượng bạo tạc. Không hổ là thánh cấp võ pháp, trách không được nghị ca ca trước đó một mực không muốn đến võ pháp. Hai mắt Khương Uyển Nhi tỏa sáng, đây là linh anh cảnh bát trọng thiên, nếu như tương lai đạt tới linh nguyên cảnh, linh hồn cảnh, và cảnh giới càng mạnh, vậy sẽ có uy lực gì đây? Trách không được tiên tổ có thể bồi tiếp tiên hoàng chinh chiến thiên hạ, khai cương thác thổ. Khương Hồng Võ tản tinh thuẫn, con mắt lại có chút ấm áp. 200 năm, Khương Vương Phủ rốt cục cũng đã nghênh đón Thánh Linh Văn. Chỉ tiếc, tới chậm. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt bả vai Khương Phàm, mỉm cười nói. Nghỉ ngơi thật tốt, trưa mai lại tới tìm ta có việc đàm luận cùng con. Thánh Linh Văn. Khương Hồng Võ nhìn Khương Phàm rời khỏi, ánh mắt thật lâu không thể chuyển rời. Tiểu công tử là hảo tâm, cố ý chấn hưng Khương Vương Phủ. Nhưng tuổi hắn vẫn còn trẻ, suy nghĩ sự tình quá đơn giản. Thống lĩnh huyết ngục, Thương Minh xuất hiện phía sau Khương Hồng Võ. Như vậy cũng tốt, chỉ ít rời khỏi nơi này, Khương gia cũng sẽ không xuống dốc. Khương Hồng Võ mặc dù thật cao hứng, nhưng Thánh Linh Văn sẽ ca iota siết thích Bạch Hổ Quan, ca iota siết thích Thương Châu, ca iota siết thích Bắc Cương, cũng sẽ ca iota siết thích đến Hoàng Thất. Thương Châu còn có thể tiếp nhận Khương Vương Phủ sao? Không thể. Hoàng thất có thể khoan nhượng Khương Vương Phủ ra lại Thánh Văn sao? Càng không thể. Hắn có thể tưởng tượng được Tam Hoàng tử ngay bây giờ đang làm cái gì, cũng có thể tưởng tượng được Khương Vương Phủ sắp gặp phải phong bạo gì. Trước đó hắn còn đang do dự đến cùng có đi hay không, dù sao cơ nghiệp tổ tông đều ở nơi này. Hiện tại là không đi không được. Các ngươi đêm nay tiến vào Đại Hoang, thử cụ thể hiệu quả của nó một chút. Khương Hồng Võ mời ra một pho tượng đá từ trong nhẫn không gian. Tượng đá cao cỡ nửa người, toàn thân như ngọc, tản ra huỳnh quang. Nó có chút cúi đầu, hai tay ôm vai, cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh nghiêm túc. Thương Minh nhận tượng đá, nhắc nhở. Tam Hoàng tử bố cục thất bại, ngược lại chờ đến cơ hội này. Hắn hiện tại đã nhanh đến Hoàng Thành, nếu như Hoàng thất phản ca iota siết nhanh, sớm nhất ngày kia thì có thể chạy tới nơi này. Khương Hồng Võ thở phào một hơi, vẫn ngắm nhìn xung quanh. 20 năm qua, ta có lỗi với Khương gia, nhưng xứng đáng với Thương Châu. Nếu như hiệu quả tượng đá giống với dự trù, ngày mai chúng ta liền theo đường vòng vào Đại Hoang rời khỏi. Trước tiên không cần kinh động tộc nhân, chỉ thông chi Xâm La Điện, lấy chỉnh đốn làm danh, lập tức phong bế. Người phái người tiếp quản, đem những thứ có thể mang đi đều mang lên. Thông báo tiếp cho Yến Tranh. Chúng ta ngày mai trước khi trời tối sẽ rút lui từ cứ điểm thứ 5. Khương Phàm về tới sơn cốc của hắn, tiếp tục tu luyện. Hắn biết cao điệu hiện ra Thánh Linh Văn sẽ mang đến cho Khương gia rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự có thể mang đến hy vọng. Dù sao phóng nhãn toàn bộ bảy phương châu địa Bắc Cương, tìm không ra mấy người có Thánh Linh Văn. Một khi ngày nào Đại Hoang đặc biệt xuất hiện hỗn loạn bạo động, thêm một Thánh Linh Văn chẳng khác nào nhiều hơn một phần cường lực trấn NS Iota. Hoàng thất trừ phi ngu ngốc, cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Huống chi, Khương Phàm chuẩn bị tiếp nhận lời mời của Yến Khinh Vũ, đến Kim Dương Cung nhìn xem, thay Khương Vương Phủ tranh thủ sự ủng hộ của Kim Dương Cung. Trước khi Diêm Bá trở lại đón mình, trước đó phải tận khả năng giúp Khương Vương Phủ ổn định cục diện. Nhưng, Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, ở giữa Khương Hồng Võ và Hoàng thất có ân oán cá nhân không thể điều hòa, càng không có nghĩ tới nguy cơ này lại mãnh liệt tàn nhẫn như vậy. Vương gia, Khương Phàm là Thánh Linh Văn, tại sao ngươi không cho chúng ta biết?
trong thành đều truyền ra chúng ta mới biết được. Khương Phàm đâu, nghe nói hôm qua đã trở lại. Mau mời đi ra, để cho chúng ta mở mắt một chút, kiến thức thánh linh văn một chút. Ha ha, ta đã biết đứa nhỏ Khương Phàm này không đơn giản, có phong phạm vương gia năm đó, có thể thành đại khí. Ngày thứ hai, 12 vị trưởng lão Khương Vương phủ vội vã tìm tới Khương Hồng Võ, từng người đều tinh thần sáng láng, khuôn mặt Kaiota Siết động đến đỏ bừng. Bọn hắn quá Kaiota Siết động, Khương gia đau khổ chờ đợi thánh linh văn hơn 200 năm, vậy mà lại xuất hiện ở thế hệ bọn hắn. Bọn hắn hiện tại mặc kệ Khương Phàm có phải con nuôi hay không, nhất định phải đích thân nuôi. Mọi người tới thật đúng lúc, ta vừa định tìm các ngươi. Khương Hồng Võ ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Nghe nói Khương Phàm ở Thương Châu võ viện đại triển uy phong, giết Bạch Hoa, còn giận dữ mắng mỏ Thương Châu. Hận không thể tự mình bồi tiếp Khương Phàm đi qua, chàng diện kia khẳng định vô cùng đặc sắc. Khương Uyển Nhi còn khôi phục kinh mạch. Một thánh linh văn, một lục phẩm linh văn, tiên tổ hàng phúc. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, vô cùng Kaiota Siết động, cũng tưởng tượng lấy thời đại đã từng vinh quang của tiên tổ. Hiện nay, bọn hắn không cần hoàng thất đến đỡ, dựa vào Khương Phàm đã có thể để Khương Vương phủ trở lại đỉnh phong, lại chấp trưởng Thương Châu, cũng ảnh hưởng quân doanh Bắc Cương. Thế giới này, linh văn vi tôn, thực lực là vương. Khương Vương phủ bọn hắn rốt cục cũng có thể đứng thẳng lưng lên. Ta đang muốn thông chi các vị, chúng ta phải rời khỏi Bạch Hổ Quan. Các ngươi về chuẩn bị một chút, trước khi trời tối liền xuất phát. Khương Hồng Võ đã xác nhận công hiệu tượng đá, không chỉ có thể xua tan hắc ám, thánh quang còn có thể chống lên phạm vi 100 mét. Nếu như chen một chút, hẳn có thể dung nạp 300 đến 500 người. Chúng ta phải đi đâu? 12 vị trưởng lão trong lúc nhất thời không hiểu được. Rời khỏi Bạch Hổ Quan, rời xa Lang Gia Quốc. Vì cái gì? Bọn hắn đều chăm chú nhìn Khương Hồng Võ, còn tưởng rằng là đang nói đùa. Hoàng thất không có khả năng cho phép Khương Vương phủ chúng ta lại xuất hiện thánh linh văn. Các ngươi đều hiểu sự tình 20 năm trước, lúc ấy tân hoàng kế vị, dã tâm bừng bừng, muốn trọng chỉnh Lang Gia Quốc. Khương Vương phủ quyền thế ngập trời, khống chế 100 vạn hùng binh biên cảnh Bắc Cương, một mực bị hoàng thất coi là uy hát Iota. Nếu như hắn chỉ cần một sự hiệu chung, chúng ta có thể cho. Nhưng hắn yêu cầu Khương Vương phủ dâng lên muội muội ta. Khương Tuyền ngay chê y đại điện khi tân hoàng kế nhiệm, thánh cấp võ pháp vạn thú thiên hoàng quyền, còn có trưởng tử ta năm đó gần 2 tuổi. Khương Hồng Võ nhắc lại chuyện năm đó, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đều trở nên âm trầm. Trước khi tân hoàng kế vị đã từng tuần sát Thương Châu, đã coi trọng danh xưng thiên nữ Bắc Cương lúc ấy, Khương Tuyền. Sau khi mấy lần truy cầu bị cự tuyệt, thời khắc mượn say rượu lại muốn cưỡng ép chiếm đoạt. Khương Hồng Võ không biết hắn là thật háo sắc như vậy. Hay là giả bộ say rượu làm bộ háo sắc, khiến cho Khương Tuyền khuất phục, sau đó thông gia với Khương Vương Phủ, để hắn sắp đăng cơ được càng nhiều ủng hộ và quang huy. Nhưng tính tình Khương Tuyền cương liệt, cưỡng ép phản kháng, suýt nữa thiến hắn. Khương Hồng Võ lúc ấy còn không phải vương gia, càng trẻ tuổi nóng tính, dưới cơn nóng giận, quạt liên tiếp 10 cái tát, kém chút đánh chết tươi. Ngày thứ hai, hắn chẳng những không nổi giận, ngược lại xin lỗi mình tối hôm qua thất lễ. Nhưng vô luận là Khương Hồng Võ hay là Khương Tuyền đều rõ ràng, Khương Vương phủ bọn hắn đã triệt để đắc tội với vị chữ quân này. Quả nhiên, hắn rời khỏi không bao lâu, phụ thân của Khương Hồng Võ ngoài ý muốn bỏ mình, ngày hắn kế vị lại là ngày trực tiếp cầm Khương Vương phủ khai đao. Hắn đưa ra 3 đại yêu cầu. Vạn thú thiên hoàng quyền là chí bảo trấn tộc Khương gia, cũng là kiêu ngạo của Khương Vương phủ, giao ra, chẳng khác nào giao mệnh, giao mặt. Khương Tuyền gả đi. Chắc chắn sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. Đừng nói năm hài tử mới chỉ gần 1-2 tuổi, còn có thủ giết phụ thân. Cho nên, Khương Hồng Võ quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu, Khương Vương phủ thậm chí không có phân ra người nào tham dự đại điển kế vị. Đến mức thế cục Bắc Cương tại lúc tân hoàng đăng cơ liền lâm vào khẩn trương. Sắc mặt 12 vị trưởng lão dần dần ngưng trọng, đối với bí mật năm đó bọn hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng đã qua 20 năm. Khương gia cũng vì năm đó tùy hứng bỏ ra cái giá rất lớn. Hoàng thất thật sẽ không tha cho bọn hắn sao? Dù sao Khương Phàm cũng là thánh linh văn, đối với phòng ngự Bắc Cương mà nói là cực kỳ trọng yếu. Khương Hồng Võ nói, Hoàng thất không phải không có khả năng tha thứ chúng ta, nhưng cũng có thể tính là vô cùng nhỏ, chúng ta không thể cược.
Vương gia, chúng ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng rời khỏi Bạch Hổ Quan, chúng ta có thể đi đâu? Nếu như Hoàng thất thật muốn giải quyết triệt để chúng ta, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ phong tỏa toàn diện, chúng ta không có đường để trốn. Tam trưởng lão hiện tại là người dẫn đầu hội tộc lão, không thể không đại biểu các trưởng lão đưa ra dị phàm. Đường vòng đại hoang, rời khỏi Lang Gia Quốc. Đường vòng đại hoang, ngài, xác định. 12 vị trưởng lão đều biến sắc, đại hoang vào ban đêm khủng bố đến mức nào, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà đại hoang lại vô biên vô hạn, nghe nói khoảng cách đã có thể đạt tới 8 vạn dặm, cũng không phải 10 ngày nửa tháng thì có thể đi ngang qua. Hắc ám giáng lâm, bọn hắn ẩn núp tại nơi nào? 3 năm trước đây, Khương Tuyền đưa lại một pho tượng đá, có thể xua tan hắc ám, bảo vệ Khương gia chúng ta an toàn xông ra khỏi đại hoang. Khương Tuyền còn sống. 12 vị trưởng lão cảm giác khó có thể tin nổi, năm đó sau khi cự tuyệt Hoàng thất đầu tiên là để bọn hắn trấn thủ Bạch Hổ Quan, sau đó liền lên kế hại chết Khương Thuyền. Nàng còn sống, được ta đưa tiễn. Địa vị nàng bây giờ so với người ca ca như ta còn không có kém hơn. Chúng ta rời khỏi Bạch Hổ Quan, rời khỏi Lang Gia Quốc, rời khỏi vùng đất thị phi này, hảo hảo bồi dưỡng Khương Phàm. Ánh mắt Khương Hồng Võ lăng liệt đảo qua mỗi người bọn họ. Ý ta đã quyết, nhất định phải lập tức hành động, nếu như Hoàng thất phải xử lý chúng ta. Sớm nhất ngày mai liền có thể đuổi tới. Vương gia, chúng ta cứ đi như thế, xứng đáng với tiên tổ sao? Các vị trưởng lão đều rất do dự, Khương gia bọn hắn dù sao cũng sinh tồn ở Lang Gia Quốc hơn 200 năm qua. Nơi này là nhà của bọn hắn, cũng là rễ của bọn hắn. Ta sẽ rời khỏi, nhưng ta cũng không ép buộc các ngươi rời khỏi. Nguyện ý theo ta đi, lập tức trở về thu thập, cũng mang theo gia quyến dòng dõi của mình. Không nguyện ý theo ta đi, nể tình huyết mạch dòng họ về mặt tình cảm, lập tức rời khỏi thành Bạch Hổ, không cần cuốn vào cuộc phân tranh này. Ta cam đoan, lần này hoàn toàn tôn trọng quyết định của các ngươi. Khương Hồng Võ trịnh trọng cam đoan, cũng chờ đợi quyết định của bọn hắn. Sau một trận trầm mặc kiềm chế, tam trưởng lão dứt khoát tỏ thái độ. Ta nguyện ý rời khỏi. Vương gia, sau khi các ngươi rời khỏi. Hoàng thất nếu quả thật muốn xuất thủ liền sẽ triệt để chỉnh đốn Thương Châu, chưa hẳn nguyện ý lại giữ lại Khương Vương Phủ, coi như lưu lại, cũng là khôi lỗi. Các trưởng lão còn lại sau khi nghĩ sâu tính kỹ đều nhao nhao biểu thị đi theo Khương Hồng Võ rời khỏi. Kỳ thật những người bọn hắn đang ngồi ở đây vẫn luôn là người kiên định ủng hộ Khương Hồng Võ. Chẳng qua là lúc đó Khương Hồng Dương chắc chắn Khương Hồng Võ đã chết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khương Hồng Võ hạ lệnh. Trở về thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối từ cứ điểm thứ 5 tiến vào đại hoang. 12 vị trưởng lão vừa rời khỏi không bao lâu, một vị đội viên huyết ngục đi vào đại điện. Vương gia, phát hiện Thương Châu Võ Viện cùng người của Tam Vương Phủ Thương Châu, nhưng trong thời gian ngắn khó xác định vị trí cụ thể. Trước tiên không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ bằng bọn hắn còn không ngăn được chúng ta. Truyền lệnh Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên. Mang toàn thể cự linh vệ huyền giáp vệ tạm thời triệt hạ cứ điểm tường thành. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, không nên khinh cử vọng động, nếu có những biến cố khác, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Truyền lệnh ngũ đại chủ tướng cứ điểm còn lại, tất cả điều 800 cự linh vệ, 2000 huyền giáp vệ, từng nhóm đóng giữ các nơi thành Bạch Hổ, phát hiện bất kỳ người của võ viện hay người của Vương Phủ Thương Châu nào, giết chết bất luận tội. Khương Hồng Võ vững tin hoàng thất đuổi không đến. Nhưng vẫn nhắc nhở bọn người Yến Tranh chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm, vạn vô nhất thất, không có sơ hở. Giữa trưa, Khương Phàm rời khỏi Sơn Lâm, chuẩn bị đến Khương Vương Phủ, nhưng khi vừa mới tiến đến thành khu lại cảm giác được bầu không khí là lạ. Đường đi đã bị thanh lý toàn bộ, tất cả cửa hàng đều bị quan bế. Mọi người đều tụ ở trên y nóc nhà nhìn quanh, cũng không dám đi đến bên ngoài. Khắp nơi có thể thấy được cự linh vệ cùng huyền giáp vệ đang tuần sát. Điều tra đình viện cửa hàng. Khương Phàm lập tức đuổi tới Khương Vương Phủ, bên trong càng là một cảnh tượng bận rộn. Toàn thể thị vệ đều rút lui đến chê y đường dài, khẩn trương đề phòng. Tất cả cung phụng cũng đều phân tán đến chê y tường cao ngoài cửa phủ. Trong Vương Phủ lưu lại tất cả đều là tộc nhân Khương gia. Khương Hồng Võ đứng phía trước viện, người mặc áo giáp, hất lên áo khoác huyết sắc, liệt diễm đao nặng nề trùng điệp ở bên cạnh. Hắn chỉ đứng đấy liền cho người ta uy thế như núi cao, cũng định trụ hoảng loạn trong lòng người của Khương gia. Phụ thân, xảy ra chuyện gì?
Khương Phàm có dự cảm thật không tốt. Chuyển sang nơi khác, thay cách sống. Khương Hồng Võ ra hiệu Khương Phàm tới, bồi tiếp hắn cùng một chỗ đứng đấy. Mọi người Khương gia ngay lúc bận rộn cho đến khi nhìn thấy Khương Phàm đều thoáng thả chậm bước chân, trong ánh mắt đã không còn sự khinh thị cùng lạnh nhạt, mà là kính sợ cùng lửa nóng. Khương Hồng Võ là xương của Khương gia bọn hắn, Khương Phàm chính là hồn của Khương gia. Xương còn hồn còn, bọn hắn không sợ hãi. Bọn hắn nguyện ý bồi tiếp gia chủ rời khỏi, nguyện ý giống như gia chủ nói vậy, thay cách sống. Phụ thân, có phải ta khiến cho Khương gia gặp rắc rối rồi hay không? Lông mày Khương Phàm càng nhăn chặt. Đây rõ ràng chính là muốn đào mệnh. Chẳng lẽ hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản? Hoàng thất sẽ không bởi vì Thánh Linh Văn mà coi trọng Khương Vương Phủ, ngược lại muốn triệt để hủy Khương Vương Phủ. Ta trước đó đã cân nhắc rời khỏi, chỉ là không thể quyết định. Là ngươi cho ta động lực rời khỏi đây. Ta trấn thủ Bạch Hổ Quan 20 năm, xứng đáng với tiên tổ, cũng xứng đáng với Thương Châu. Khương Hồng Võ đã toàn thân nhẹ nhõm, không có gì lưu luyến. Là ta lỗ mãng, nếu như ta sớm thương lượng với người, có khả năng. Khương Phàm còn chưa nói xong, thần tình Khương Hồng Võ đột nhiên nghiêm túc, đưa tay đè chê y bả vai Khương Phàm. Phàm Nhi, con mới 13 tuổi, vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chuyện không có khả năng chu đáo. Con thức tỉnh Thánh Linh Văn lại không tự hỉ, có thể xông sáo đại hoang tìm linh dược, thực lực cùng tâm trí này đã rất siêu việt so với người đồng lứa rồi, ta vì con mà kiêu ngạo. Con có thể vì Khương Vương Phủ ra mặt, đứng chê y lôi đài giận dữ mắng mỏ Thương Châu. Càng là người mà đồng lứa không có huyết tính và đảm phách, ta cũng vì con mà kiêu ngạo. Con nhớ kỹ, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, đều không có người oán con. Con đã vô cùng ưu tú, ta tin tưởng tương lai con sẽ càng ưu tú hơn. Khương Phàm miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Chúng ta muốn đi đâu? Tìm cô của con. Ta còn có cô. Ta cũng là vừa biết cô con còn sống. Khương Uyển Nhi từ đằng xa chạy tới, mặc dù muốn nói gì đó nhưng nàng có thể hiểu được quyết định của phụ thân. Nàng ngược lại có chút chờ mong nhìn thấy cô. Chúng ta đi từ chỗ nào? Đại Hoang, trước khi trời tối liền xuất phát, cô các cóp 3 năm trước đây đã đưa tới một kiện linh vật, có thể bảo đảm chúng ta xua tan hắc ám Đại Hoang. Chúng ta đi đường vòng qua Đại Hoang, tiến vào La Phù Sơn Mạch, cô còn ở trong La Phù. Khương Hồng Võ vừa muốn giới thiệu cho Khương Phàm, nhưng sắc mặt lại hơi đổi. Phương xa, bầu trời truyền đến từng trận tiếng gáy to, cường quang chói mắt lấp lóe chê y trời cao, lấy tốc độ kinh người bay tới nơi này. Khương Hồng Võ ngưng mi nhìn ra xa. Đó là Bôn Lôi Điêu. Các nơi tại Khương Vương Phủ liên tiếp xuất hiện huyết ngục phía trước viện, sắc mặt sau mặt nạ ngưng trọng không gì sánh được. Vương gia, chúng ta có phiền toái. Tốt cho một tam hoàng tử. Lại mời bọn hắn tới. Thần sắc Khương Hồng Võ ngưng trọng, một tay nắm chặt liệt diễm đao, lên tiếng gào thét. Tộc nhân Khương gia, toàn thể tập hợp. Thương Minh lập tức mệnh lệnh mấy vị huyết ngục bên cạnh. Truyền lệnh Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, tiến về Vương Phủ, tiếp dẫn chúng ta tiến vào Đại Hoang. Ba vị thành viên huyết ngục lập tức rời khỏi, xông ra khỏi Khương Vương Phủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tam Đại Cứ Điểm. Phụ thân, đó là người nào? Khương Phàm ngóng nhìn hư không nơi xa, cường quang càng ngày càng thịnh, cứ như vậy một hồi xuất hiện phía chê y thành Bạch Hổ, đang nhanh chóng tới gần Khương Vương Phủ. Cửu Tiêu Cung, một trong tam cung Bắc Cương, cũng là tam cung đứng đầu Bắc Cương. Từ vài thập niên trước đã xuất hiện, hoàng thất chống đỡ Cửu Tiêu Cung, đem bọn hắn trở thành thành đệ nhất cung của Bắc Cương, đến ngăn Khương Vương Phủ chúng ta. Phụ thân ta rất có thể sẽ chết chê y tay bọn họ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt liệt diễm đao, hắn đã chủ quan. Không nghĩ tới tam hoàng tử lại không trở về hoàng thành, càng không có xin chỉ thị với hoàng thất, mà trực tiếp điều Cửu Tiêu Cung từ Bắc Cương tới. Chúng ta còn có thể đi được không? Khương Uyển Nhi biết rõ sự cường đại của Cửu Tiêu Cung. Lúc đầu có thể trực tiếp rời khỏi, hiện tại chẳng lẽ muốn xông vào. 12 vị trưởng lão liên tiếp chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng tử tính sẵn bọn hắn sẽ chạy trốn sao? Vậy mà trực tiếp dứt bỏ hoàng thất, mượn người từ Cửu Tiêu Cung. Trách không được dám bố cục Thương Châu, vị tam hoàng tử này có chút quyết đoán. Cuối cùng ta hỏi các ngươi một lần nữa, cùng ta rời khỏi,
hay là lưu lại? Khương Hồng Võ trầm giọng hỏi. Chúng ta không hối hận. Thái độ bọn người tam trưởng lão kiên định, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông về trước. Truyền lệnh toàn tộc, linh nguyên cảnh trở xuống, bảo hộ bản thân, linh nguyên cảnh trở lên, chuẩn bị huyết chiến. Cụ thể phân phối làm sao, không cần ta an bài. Chỉ cần liên hiệp cùng bọn người Yến Tranh, chúng ta hôm nay có thể tiến vào đại hoang. Khương Hồng Võ trầm ổn an bài, tộc nhân cũng bỏ qua đồ vật không cần thiết, cấp tốc tập hợp phía trước viện. Khương gia mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn vô cùng nhiều người, tính cả lão ấu thì có chừng hơn 500 người. Uyển Nhi, theo sát ta. Hai người Khương Phàm bị tụ bên trong cùng nhất, xung quanh tất cả đều là từng khuôn mặt nhỏ khẩn trương. Hắn hiện tại càng hối hận lúc trước đã tự tiện quyết định, nếu không Khương Vương phủ tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Khương Vương, đây là muốn vội vã đi đâu? Hơn 20 phiến lôi chiều liên tiếp vào tới phía chê y Khương Vương phủ, mỗi phiến lôi chiều đều là một đầu bôn lôi điêu thần tuấn to lớn, bọn chúng dương cánh gáy to, lôi uy cuồn cuộn sôi trào thiên khung, cũng rất nhanh khiến cho thời tiết biến hóa. Mây đen dày đặc tụ tập, bao phủ phía chê y Khương Vương phủ. Hơn phân nửa ánh mắt thành bạch hổ đều nhìn phía nơi này. Tam hoàng tử mang theo hơn 50 vị nam nữ nhảy xuống bôn lôi điêu, rơi xuống phía trước Khương Vương phủ. Từng ánh mắt bén nhọn cách cánh cửa phủ khóa chặt Khương Hồng Võ bên trong. Trong đó có một vị thiếu niên cao gầy tập trung vào Khương Phàm trong đám người, ánh mắt hắn lộ ra hàn quang, tà khí lẫm nhiên. Đến cứ điểm xử lý vài chuyện, sao tam hoàng tử lại rảnh rỗi đến thành bạch hổ? Khương Hồng Võ nắm chặt liệt diễm đao, yên lặng ca yêu ta siết phát huyết văn trong tay. 12 vị trưởng lão và chê y trăm tráng niên Khương gia, còn có huyết ngục đều sẵn sàng đón địch. Song phương vừa mới đối mặt, chiến ý nồng đậm đã tràn ngập trong ngoài tường cao. Ta muốn chúc mừng Khương Vương. Tam hoàng tử cởi mở cười cười. Vui từ đâu đến? Khương Vương phủ qua 200 năm lại tái hiện thánh linh văn, phụ hoàng khẳng định vui mừng. Ta hôm nay tự mình tới, chính là muốn mang Khương Phàm tiến về hoàng thành thấy mặt vua. Không cần làm phiền điện hạ, chờ nhân hoàng ra chiếu, ta tự sẽ mang theo Khương Phàm đi qua. Khương Hồng Võ dò xét khí tức đám người bên ngoài, phán đoán thực lực song phương. Phụ hoàng đang chuẩn bị bế quan, tiềm tu võ đạo, rất ít để ý tới quốc vụ, ta nghĩ chúng ta càng nên chủ động cho người niềm vui bất ngờ. Tính ra, Khương Vương và phụ hoàng cũng đã 20 năm không gặp, không ngại đưa sự vụ Khương gia giao cho Khương Hồng Dương, đi cùng Khương Phàm. Tam hoàng tử cố ý nhắc đến Khương Hồng Dương. Cho đến lúc này, Khương Hồng Dương mới mang theo Khương Nhân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão từ đằng xa chạy tới. Không có tam hoàng tử áp trận, bọn hắn thật không dám trực diện đối mặt với Khương Hồng Võ và huyết ngục. Bất quá Khương Hồng Dương rất cảm khái, hoàng tử chính là hoàng tử, vậy mà lại không về hoàng thành, trực tiếp điều người từ Cửu Tiêu Cung. Thế này cũng thật may mắn, bằng không đợi hoàng thất nơi đó đưa ra quyết định, tam hoàng tử lại dẫn người đến, Khương Hồng Võ đã sớm trốn đi. Đại ca, người những năm nay vất vả. Mặt Khương Hồng Dương tươi cười, đi đến phía trước, chỉ là lời còn chưa nói hết, bên trong đã truyền ra một tiếng quát lớn. Giữ lại cái đầu của ngươi, lần sau gặp lại, ta sẽ tự mình hái. Đại trưởng lão lớn tiếng quát tháo. Khương Hồng Võ, điện hạ ở đây, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa Khương gia chúng ta. Thanh âm quanh quẩn chê y phố dài nhưng không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Không quan tâm ư. Khóe mắt đại trưởng lão rút rút, tức giận đến run rẩy. Khương Vương, Khương Phàm, mau mau chuẩn bị, chúng ta trước khi trời tối sẽ lên đường, mau chóng cho phụ hoàng niềm vui bất ngờ. Tam hoàng tử ra hiệu cường giả Cửu Tiêu Cung sau lưng chuẩn bị bắt người. Khương Vương, 20 năm, nhân hoàng rất nhớ ngươi. Nếu như nhân hoàng cao hứng, nói không chừng có thể lưu lại Khương Phàm, lấy tài nguyên hoàng thất dốc sức bồi dưỡng hắn. Khương Vương phủ trở lại Thương Châu, ngay trong tầm tay. Tam hoàng tử tự mình đến mời, ân sủng khó được, còn không mau một chút. Các cường giả Cửu Tiêu Cung nhao nhao ngõ lời. Bọn hắn đã từng là vì ngăn được Khương Vương phủ mà tồn tại, nhưng từ 20 năm trước, sau khi Khương Hồng Võ tự mình tìm đường chết, bọn hắn đã không còn xem Khương Vương phủ vào trong mắt. Tuy nhiên, nếu như có thể tự mình chôn vùi Khương Vương phủ, bọn hắn rất nguyện ý xuất thủ. Ánh mắt Khương Hồng Võ lạnh xuống, không còn nói nhảm với bọn hắn. Tam hoàng tử, chư vị,
đều không cần che che lấp lấp. Khương gia chúng ta hôm nay lên, chính thức rời khỏi Lang gia quốc, ai dám ngăn trở, đừng trách chúng ta trở mặt. Rời khỏi Lang gia quốc, ta không rõ ý của Khương Vương. Lang gia quốc từ nay sẽ không còn Khương Vương phủ. Ha ha, Khương Vương, ngài vẫn tùy hứng y như năm đó. Ngươi cho rằng Lang gia quốc chúng ta là cái gì, ngươi cao hứng, làm một vương gia, không cao hứng, phủi y gờ một cái liền rời khỏi. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi và Khương Phàm theo ta về Hoàng Thành, hoặc là toàn thể Khương gia bất luận già trẻ, toàn bộ theo ta về Hoàng Thành. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách làm càn ở trong thành Bạch Hổ này. Khương Hồng Võ giật thắt lưng gấm ra, Linh Văn chê y chán giống như kiêu dương nở rộ, địa hỏa mãnh liệt tràn ra. Toàn bộ huyết ngục nắm chặt liêm đao, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Khương Vương, uy phong so với năm đó không giảm. Một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ chê y cao truyền đến, mây đen nồng đậm đều tùy theo tiếng nói mà bốc lên cao như giang hà lao nhanh, bao la hùng vĩ mà kiềm chế. Khương Hồng Võ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ xuyên thấu mây mù, thấy được một đạo thân ảnh hùng tráng nơi đó. Tống Thiên Hùng, đệ nhất phó cung chủ Cửu Tiêu Cung, Tống Thiên Hùng. Các trưởng lão Khương ra hít vào một hơi khí lạnh, Tam Hoàng tử lại mời hắn tới. Tam Hoàng tử nhếch miệng cười, Cửu Tiêu Cung cũng không chịu hắn điều động, huống chi là muốn trực tiếp xử trí địa vị mẫn cảm của Khương Vương Phủ. Cho nên dù cung chủ không tự mình tới, nhưng vẫn phái ra Tống Thiên Hùng dưới sự thỉnh cầu liên tục của hắn đã. Mặt khác, hơn 50 người này đều là cường giả thực lực phi phàm trong Cửu Tiêu Cung. Lúc đang chê y đường tới, hắn đã cam đoan với mỗi người, chỉ cần xử lý tốt Thương Châu, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một người nào trong số họ. Nếu Khương Vương không nguyện ý theo chúng ta chỉ có thể mang các ngươi đi. Tống Thiên Hùng đạp đám mây, một tiếng bạo hống vang lên, âm thanh rung động thiên khung. Tầng mây cuồn cuộn ầm vang nổ tung, vạn đạo lôi đình xé rách thiên địa, phô thiên cái địa rơi xuống Khương Vương Phủ. Trong một chớp mắt, thành Bạch Hổ đều phảng phất như lâm vào hắc ám, chỉ có hướng Khương Vương Phủ tỏa ra quang mang hừng hực. À, diện mục Khương Hồng Võ dữ tợn, liệt diễm sôi trào ngưng tụ phía chê y Khương Vương Phủ thành vô số tia lửa, cũng nhanh chóng xen lẫn tạo thành hỏa thuẫn to lớn hơn 500 mét, oanh ca iota siết lôi chiều mãnh liệt. Liệt hỏa phần thiên không hổ là võ pháp thứ hai của Khương gia. Hôm nay hảo hảo lĩnh giáo Khương Vương một phen. Thanh âm uy nghiêm giống như lôi đình cuồn cuộn vang vọng trời cao, sau một khắc, ngàn vạn lôi chiều lần nữa chút xuống. Phá cho ta! Khương Hồng Võ gầm thét, tay phải thức tỉnh huyết văn, một cỗ uy thế kinh người nổ tung. Hỏa tinh thuẫn dày đặc ầm vang vỡ nát, liệt diễm vô biên cuồn cuộn ngập trời, giống như vạn ngọn núi lớn phun trào, chảy ngược trời cao. Nuốt lấy hết lôi đình đầy trời, bôn lôi điêu bên trong cả kinh chạy trốn tứ phía. Xin mời toàn thể Khương gia, đi đến Hoàng Thành. Tam Hoàng tử phất tay ra lệnh. Hai mắt một vị trưởng giả Cửu Tiêu Cung đỏ chót, áo bào không gió mà bay, toàn thân tràn ngập ra uy thế kinh người. Hai tay của hắn nâng cao, bỗng nhiên đè xuống, khí lãng màu trắng chấn ca iota siết mặt đất. Trong chớp mắt, phạm vi phương viên mấy ngàn thước ầm vang sụp đổ, loạn thạch xuyên không. Khương Vương Phủ lập tức chia năm xẻ bảy, mặt đất sụp đổ, cung điện băng liệt, loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm liên miên. Từng đạo nham thạch ngưng tụ như cự mãng phá tan phế tích, cuồng dã bốc lên đánh về phía tất cả mọi người Khương Vương Phủ. 30 vị huyết ngục như thiểm điện đánh giết ra ngoài, oanh lấy đá tảng to lớn nóng bỏng, lập tức tạo ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bụi mù bay đầy trời. Người quỳ xuống, sống. Người đứng thẳng, chết. Tất cả cường giả Cửu Tiêu Cung bạo khởi, ca iota siết hoạt linh văn, thế như mãnh hổ, giống to thẳng hướng về phía Khương Vương Phủ đang hỗn loạn. Không cần phải để ý đến ta, giết ra ngoài. Khương Hồng Võ gầm thét, mang theo chiến đao trùng thiên bộc phát, huyết văn lan tràn toàn thân, khí thế tiếp tục đề thăng. Một tiếng nổ vang rung trời, lôi hỏa đối kháng như sóng dữ vỗ bờ, cuồn cuộn vạn mét chê y bầu trời. Tống Thiên Hùng bị đánh bay lên không trung. Khương Hồng Võ thì trùng điệp rơi xuống, ngay khi đứng dậy, liệt diễm sôi trào mãnh liệt giống như giang hà lao nhanh cuốn về phía cường giả Cửu Tiêu Cung đang tiến đến. Quần hùng Cửu Tiêu Cung đều biến sắc, hốt hoảng rút khỏi Khương Vương Phủ. Bọn hắn hoảng hốt trong lòng, đây là uy thế gì, cơ hồ muốn bằng với sinh tử cảnh. Toàn thể thị vệ, cung phụng Khương Vương Phủ,
ta thay mặt Khương gia cảm tạ chư vị tận trung thủ hộ, cũng lấy danh gia chủ, phát ra chỉ lệnh cuối cùng. Khương Hồng Võ đứng trong liệt diễm cuồn cuộn, lên tiếng bạo hống. Xin mời vương gia phân phó. Lui. Các cung phụng, thị vệ đang chuẩn bị lĩnh mệnh có chút giật mình, lui. Chúng ta không nghe lầm chứ. Khương Hồng Võ không có ý định mang đi bất kỳ thị vệ, cung phụng gì, không phải không tin bọn hắn, mà bọn hắn trong thành Bạch Hổ đều có gia quyến. Hiện tại hoàn toàn có thể dùng một bầu nhiệt huyết xiết ra ngoài, nhưng vợ con của bọn họ thì sao? Lượng lớn thị vệ, cung phụng hô to. Vương gia, chúng ta nguyện ý theo vương gia, rời khỏi thành Bạch Hổ. Lui, một tên cũng không để lại. Hai mắt hơn ngàn thị vệ, cung phụng Khương Vương phủ y gờ lung, sau một lát, toàn thể quỳ xuống, liên tiếp đứng dậy, từng bước lui lại. Tất cả đứng lại cho ta, hiện tại chính là thời cơ lập công rất tốt, các ngươi còn muốn nghe Khương Hồng Võ điều lệnh. Khương Hồng Dương ở phía trước gọi to gọi nhỏ, cao giọng quát tháo ngay thị vệ cùng các cung phụng đang tản ra. Nhưng mà, ngoại trừ một số người cực ít do dự dừng lại thì đa số người đã đảo mắt leo tường biến mất. Khương Vương, hôm nay đối thủ của ngươi là ta, chỉ giáo. Tống Thiên Hùng từ chê y trời giáng xuống đánh ra một quyền, lôi đình điên cuồng di động, đánh về phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ vung mạnh đao ngạnh kháng, điên cuồng ác chiến, huyết văn nơi tay phải hắn càng ngày càng nóng, cả Iota CS ra tiềm lực toàn thân. Thời điểm Diêm lão khắc xuống huyết văn đã nhắc nhở hắn, năng lượng trong huyết văn có hạn, chỉ có thể bảo mệnh, không thể dùng linh tinh. Trước đó một mực không nỡ dùng, ngay cả chạy trốn ra Bạch Vương phủ cũng chỉ dùng một hồi. Khó có thể tưởng tượng được thân thể linh anh cảnh bát trọng thiên vậy mà sôi trào lên liệt diễm giống như núi lửa bộc phát, cuồn cuộn tán ra bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào huyết ngục xung quanh đang chăm chú bảo hộ hắn và Khương Uyển Nhi. Liệt diễm ngập trời, kim quang hừng hực, một đầu hỏa điểu giống như chu tước dương cánh gáy to ở bên trong liệt hỏa. Hung uy vô tận, lệ khí kinh khủng cuồn cuộn kéo qua thành Bạch Hổ, trùng ca Iota CS đến đại hoang minh IG. Hai mắt Khương Phàm sung huyết, ánh mắt nóng bỏng, hỏa diễm mãnh liệt ở sau lưng ngưng tụ ra hai cánh rộng lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, diện mục dữ tợn đến đáng sợ, nhúng nhảy bay về nơi xa. Tiếng gầm gừ cuồng liệt quanh quẩn trong thiên địa. Ta Khương Phàm ở đây. Đều tới giết ta. Đến đây. Đều tới giết ta đi. Rất nhiều ánh mắt lập tức tề tụ đến bầu trời phảng phất như nhìn thấy một đầu hỏa điểu hung liệt màu vàng lướt qua, xông về hướng cứ điểm. Tiểu công tử. Toàn thể huyết ngục gào thét, làm sao lại tự mình chạy, đây không phải muốn chết sao? Phàm ca ca, trở lại, mau trở lại. Khương Uyển Nhi lập tức đuổi theo. Bắt hắn lại. Khương Nhân lo lắng hô to, kêu gọi rất nhiều người bỏ qua tộc nhân Khương gia, đuổi bắt Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm bị liệt diễm bao phủ lao nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã lao vùn vụt hơn 10 dặm, từ chê y trời giáng xuống, rơi xuống chê y đường, sau đó phi nước đại. Hỏa thế mãnh liệt, sát huy kinh người để đám tán tu vừa mới tụ tập đến chê y đường nhao nhao tháo chạy. Ta ở đây, đến đây a a a. Khương Phàm cuồng hống, âm thanh rung động cả phố dài. Khương Phàm, đền mạng cho ca ca ta. Triệu Thiên Nguyệt cưỡi thải hà cản phía trước, chỉ vào hắn quát. Khương Phàm, người trốn không thoát khỏi thành Bạch Hổ này. Lượng lớn học viên võ viện từ các nơi xông lại, nhìn thấy bộ dáng Khương Phàm thì tất cả giật mình nhưng vẫn cãi Iota CS hoạt linh văn giết tới. Cảnh giới của bọn hắn không cao, đều không dám lao vào chỗ sâu trong thành, chỉ ở lại bên ngoài hấp dẫn sự chú ý của huyền giáp vệ, không nghĩ tới Khương Phàm vậy mà có thể tự mình chạy ra ngoài. Liệt hỏa. Kim Liên. Khương Phàm lên tiếng gào thét, không gian xung quanh vặn vẹo, hỏa thế mãnh liệt nháy mắt cuồn cuộn, trùng ca Iota CS khu ngã tư vài trăm mét, giống như hỏa liên to lớn nở rộ, nuốt hết lấy toàn bộ học viên, ngay sau đó liệt diễm ẩm vang bạo tạc. Rất nhiều học viên kêu thảm bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa. Nhiệt độ ngọn lửa màu vàng kia vượt qua bọn lý giải của hắn, nham tương nóng hổi dội ở trên y thân. Thải hạc dưới thân Triệu Thiên Nguyệt hoảng sợ thét lên. Hướng phía thiên khung bay tán loạn. Chết đi. Hỏa rực sau lưng Khương Phàm chấn mở, xông lên trời, song trưởng đánh ra, liệt diễm như sóng dữ trùng điệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuốn về phía thải hạc. Thải hạc là dị chủng hiếm thấy, tốc độ rất nhanh. Nó rõ ràng có cơ hội tránh đi,
thế nhưng hỏa văn chê y chán Khương Phàm lại mang đến cho nó áp bách khủng bố, giờ khắc này liền hỗn loạn. Cứ như vậy một hồi, liệt diễm nuốt sống nó. A! À, Triệu Thiên Nguyệt mất khống chế, rơi xuống từ chê y thân thải hạc. Khương Phàm lao nhanh xuống, tay phải vồ một cái, liệt diễm ngưng tụ thành hỏa thương, thẳng đến Triệu Thiên Nguyệt. Triệu Thiên Nguyệt muốn phản ca Iota CS nhưng lại bị nhiệt độ mãnh liệt bao phủ, toàn thân đều giống như hòa tan. Phốc phốc! Khương Phàm đâm hỏa thương xuyên qua người Triệu Thiên Nguyệt, trực tiếp lấy đi tính mệnh nàng. Khương Phàm! Một bóng người ở phía trước tường cao quát chói tai, cuồng phong nổ lên, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành phong nhận đầy trời. Chính là con trai Lý Thanh Dương, Lý Chính Dương. Khương Phàm liên tiếp đánh ra liệt diễm, đối cứng phong nhận, hướng phía hắn giết qua. Trúng kế! Xung quanh chê y đường phố liên tiếp truyền ra tiếng cuồng hống, năm vị học viên có được băng văn phóng thích lên luồng không khí lạnh mãnh liệt, hóa thành lít nha lít nhít băng đao, đánh vào bầu trời. Bọn hắn toàn bộ đều có tu vi linh nguyên cảnh, thực lực cường đại, võ pháp càng cường đại. Khương Phàm nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị rất nhiều băng đao bổ vào chê y người, máu me đầm đìa, rét lạnh thấu xương. Cùng ta trở về thỉnh công. Lý Chính Dương rút kiếm giết tới, không nghĩ tới hắn lưu ở bên ngoài lại có thể đụng phải Khương Phàm tự đưa mình tới cửa, thời tới cản không kịp. Nơi này là thành Bạch Hổ, không cho phép các ngươi làm càn. Một đội huyền giáp vệ xuất hiện từ phía trước chê y tường thành, cách rất xa đã cấp tốc bắn ra ô cương tiễn. Sắc mặt Lý Chính Dương hơi biến, vội vàng né tránh qua bên cạnh, năm người còn lại cũng chật vật né tránh. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm cuồng hống, hai mắt trừng trừng, linh văn và khí hải toàn diện quán thông cùng kinh mạch toàn thân, liệt diễm hừng hực, hóa thành một đầu mãnh hổ, giống như mãnh thú đại hoang chân thực, đạp chê y liệt diễm cuồn cuộn đánh tới Lý Chính Dương. Lý Chính Dương vừa mới né tránh ô cương tiễn, vội vàng không kịp chuẩn bị ăn trọn một chiêu. Mãnh hổ bạo ca Iota CS, uy thế tuyệt luân, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Lý Chính Dương kêu thảm bay ra ngoài, toàn thân máu thịt be bét. Khương Phàm đạp chân nhảy lên cao, sau đó trùng điệp rơi xuống, một cước đạp vỡ đầu của hắn. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Một người phía trước giống to, hàn khí lạnh thấu xương mãnh liệt lao tới. Liệt diễm toàn thân Khương Phàm càng ngày càng mạnh, vặn vẹo cả không gian, kháng trụ lại luồng không khí lạnh, lao thẳng tới người kia. Lùi lại cho ta. Người kia gầm thét, mang theo chiến phủ chạm mạnh về phía trước, luồng không khí lạnh mãnh liệt bạo ca Iota CS. Bá đao thức. Khương Phàm cuồng hống, hấp thu huyết khí toàn thân, bổ ra một đao bá liệt không gì sánh được, đánh tan chiến phủ, càng bổ vào chê y thân người kia. Phốc phốc. Nhất đao lưỡng đoạn. Bốn người khác đang muốn tụ tới biến sắc, bị một màn kinh người lại tàn nhẫn trước mặt dọa sợ. Hiện tại, hắn muốn triệt để ca Iota CS phát năng lượng trong huyết văn, giết ra một đường máu. Người Khương gia từ 50 tuổi trở lên, tử chiến. Tam trưởng lão đột nhiên giống to, dẫn đầu thoát ly khỏi huyết ngục, một lần nữa xông vào cường giả cửu tiêu cung. Lão tử đã sớm chịu đủ. Từng vị trưởng lão đều thoát ly khỏi đội ngũ, ca Iota CS hoạt linh văn. Bắt đầu phản ca Iota CS. Các lão giả 50 tuổi trở lên cũng đều nhiệt huyết phun trào, ca Iota CS hoạt linh văn triển khai hỗn chiến. Các tộc nhân Khương gia khác dưới sự thủ hộ của hơn 50 vị huyết ngục đã thừa dịp loạn rời khỏi, lao về phía cứ điểm. Khương Phàm mặc dù nắm tàn đao, nắm cả Uyển Nhi theo sát lấy đội ngũ, nhưng ý thức cũng dần dần hoảng hốt. Vương gia quyết tuyệt, người của Khương gia điên cuồng, giống như từng cây dùi nhọn đâm vào lồng ngực của hắn. Tại sao phải biến thành dạng này? Nếu như mình sớm nói với vương gia, có lẽ Khương Vương Phủ hôm qua đã rút khỏi Bạch Hổ Quan. Nếu như mình không khăng khăng hiện ra Thánh Linh Văn, có lẽ Khương Vương Phủ đã vẫn tiếp tục trấn thủ Bạch Hổ Quan. Phụ thân! Khương Phàm nhìn lại hướng Khương Vương Phủ, đột nhiên quỳ xuống, nước mắt y gờ lung. Nếu như hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, Khương Vương chiến tử, Khương gia trốn không thoát khỏi Khương Vương Phủ, hắn chính là tội nhân. Ca ca, không ai oán huynh, mau dậy đi. Khương Uyển Nhi đỡ Khương Phàm dậy, cứng rắn kéo hắn đi lên phía trước. Tiểu công tử, Bạch Hổ Quan đã sớm dung không được chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi. Tạo thành cục diện hôm nay, không phải bởi vì ngươi, mà là Tam Hoàng tử. Một vị đội viên huyết ngục hùng tráng nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Nhưng mà,
bọn hắn vừa mới xông ra phố dài lại bị ngăn lại. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, cùng Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, mấy người toàn bộ ngăn ở nơi này. Xung quanh chê y tường cao còn phân tán gần trăm vị cường giả võ viện và vương phủ. Nếu như không phải bên trong thành khu khắp nơi đều là huyền giáp vệ và cự linh vệ đang càn quét, số lượng bọn hắn gom lại nơi này chí ít còn có thể nhiều đến gấp 2. Khương Hồng võ ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội, các ngươi không cần thiết phải đi theo chôn cùng. Đi theo Khương Hồng võ, các ngươi chỉ có thể chết, đi theo Khương Hồng Dương ta, chúng ta cùng một chỗ tái hiện thời huy hoàng của Khương Vương Phủ. Khương Hồng Dương cao giọng gào to, muốn khuyên ngăn các tộc nhân Khương gia. Giết ra ngoài. 50 vị đội viên huyết ngục hơn nuốt vào huyết đan, da thịt toàn thân cấp tốc phồng lên, gân xanh nổi cao, bọn hắn giơ đao thẳng lên trời giống lớn, hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như từng đầu mãnh thú phát cuồng giết tới đám người Khương Hồng Dương. Hoàng thất sẽ không lại giữ lại Khương Vương Phủ, coi như giữ lại, cũng là một con chó. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. Các tộc nhân Khương gia linh nguyên cảnh trở lên cũng đều cắn răng triển khai phản ca Iota CS. Không cần biết sống chết, giết cho ta. Mấy người Khương Hồng Dương ca Iota CS hoạt linh văn, bốn phương tám hướng bổ nhào tới, triển khai vây quét điên cuồng. Toàn thân Khương Phàm bị máu tươi ướt nhẹp, nhưng không phải là máu của hắn, mà là huyết thủy của huyết ngục và các tộc nhân chém giết phun tung tóe. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Các nơi nóc nhà tường cao thì tất cả đều là tán tu xem trò vui. Hô hấp của hắn dần dần gấp rút, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Hắn, dù sao cũng chỉ là một hài tử 13 tuổi. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt Khương Phàm bỗng nhiên biến đổi, là đầy dãy sát phạt, là huyết thủy văng khắp nơi, là hỗn loạn lại bi tráng. Xung quanh giống như không còn là thành Bạch Hổ, mà là chiến trường Minh Y Gờ đầy huyết sắc kinh khủng. Thiên địa lờ mờ. Huyết hà ngập trời. Rất nhiều cường giả trải rộng giữa thiên địa, cuồng dã va chạm, kịch liệt chém giết. Càng có đại yêu hét lên giận dữ chấn động trời cao, quần ma gầm loạn hoang dã. Cảnh tượng kinh khủng mãnh liệt ca Iota CS thích linh hồn của Khương Phàm. Hô hấp của Khương Phàm càng ngày càng gấp rút, ý thức phảng phất như hoàn toàn bị bắt vào bên trong chiến trường như mộng cảnh này. Ở chỗ sâu trong chiến trường vô biên, một thân ảnh cao lớn uy mãnh đứng ở nơi đó. Phảng phất như một cây trụ trời, trấn trụ giữa chiến trường kia, càng như thần linh chỉ trăm vạn hùng binh phía xa. Hắn, xa xôi lại như gần ngay trước mắt. Hắn, quen thuộc lại hình như lạ lẫm không gì sánh được. Khương Phàm đang muốn thấy rõ ràng thân ảnh của người nọ, người kia lại đột nhiên quay người, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn thấu chiến trường, trực thấu vào linh hồn Khương Phàm. À! Khương Phàm ôm đầu kêu thảm. Huyết dịch toàn thân giống như đang sôi trào trở nên nóng hổi không gì sánh được, hỏa điểu trong khí hải dương cánh cất tiếng gáy to, quấy linh khí khí hải cuồn cuộn. Toàn thân nóng hổi như lửa, kinh mạch sáng chói sáng lạn như hoàng kim. Kim viêm thánh văn chê y chán bắt đầu cấp tốc biến hóa. Phàm ca ca, người thế nào? Khương Uyển Nhi vừa muốn bắt lấy Khương Phàm, lại bị nóng mà nghẹn ngào gào lên. Toàn thân Khương Phàm bốc lên nhiệt khí nóng hổi. Càng có kim quang chói mắt. Hắn thống khổ gầm nhẹ, dùng sức cuộn mình. Hỏa điều trong khí hải vậy mà xông ra ngoài hóa thành vô số hào quang màu vàng, quét sạch toàn thân. Linh văn chê y chán Khương Phàm quấn quanh sen lẫn, trước đó giống như là đóa hoa sen vàng, giờ phút này lại dần dần triển khai, giống như nhụy hoa dơ lên cao. Nhìn kỹ lại, thứ nâng lên kia cũng không phải là nhụy hoa, mà là đầu của một mãnh cầm. Linh văn chỉnh thể thay đổi bộ dáng. Giống như là một đầu sẻ nhỏ vừa hung lệ lại uy nghiêm. Khương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, tiếng gào thét biến thành tiếng rít lên chói tai, hỏa diễm sôi trào nổ tung toàn thân, cuồn cuộn trùng thiên. Khương Phàm không có một khắc nào dừng lại, ngưng tụ lại hỏa dực, xông lên trời. Phàm công tử, chạy tới nơi này. Đội huyền giáp vệ kia hô to, Khương Phàm cũng đã biến mất ở phương xa. Khương Phàm điên cuồng sát phạt không chỉ hấp dẫn lượng lớn học viên võ viện, cũng hấp dẫn những cường giả vương phủ khác, bọn hắn đều bỏ lại huyền giáp vệ và cự linh vệ, không còn tụ tập về phía Khương Vương Phủ, mà đuổi theo lùng bắt Khương Phàm. Xem ra ngươi không chỉ có thánh linh văn, còn có không ít bí mật. Một thiếu niên tà khí ngăn ở nóc nhà trước mặt, chính là thiếu niên duy nhất trong đội ngũ cửu tiêu cung lần này. Khương Phàm cũng mặc kệ hắn là ai,
chấn động hỏa dực, ngang nhiên giết tới. Thiếu niên kia không vội vã ca Iota siết hoạt linh văn, nhưng theo linh lực ngưng tụ, hai bên trái phải hắn phân biệt bày ra năng lượng khác biệt. Tay trái lôi chiều bạo động, tay trái liệt diễm cuồn cuộn. Hắn từ từ giơ hai tay lên, bỗng nhiên đánh ra, lôi hỏa xen lẫn, khí thế ngất trời. Lửa mượn lôi nhanh, lôi mượn lửa nóng, trong chớp mắt đánh về phía Khương Phàm. Song linh văn. Khương Phàm hơi biến sắc, nhưng vẫn vung mạnh đao chém tới. Bá đao thức cuốn lên hỏa diễm mãnh liệt, tinh chuẩn đối ca Iota siết. Trong tiếng vang ầm ầm, lôi hỏa lao nhanh chấn động tàn đao, đụng Khương Phàm bay ra ngoài. Nếu như nuốt hỏa văn của ngươi, có lẽ ta cũng có cơ hội tiến vào thánh văn. Thiếu niên thả người nhảy xuống, giết tới Khương Phàm nơi đó. Nơi này, Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất, bên cạnh đường đi bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Đừng ca Iota siết động. Ta không phải tới giết ngươi. Trong tay Chu Thanh Thọ triệu ra cái bao tải, chào hỏi Khương Phàm. Mau vào, ta đưa ngươi ra thành Bạch Hổ. Khương Phàm lạnh lùng liếc qua, nhưng không có để ý tới, mang theo tàn đao thẳng hướng thiếu niên tà khí phía trước. Ta đã nói ngươi thế này không được, một cái bao tải, đổi lại là ai cũng sẽ không chui vào trong. Tiêu Phượng Ngô ở phía sau trợn trắng mắt, con mẹ ngươi chứ, kiếm một thứ nào hoàn hảo hơn một chút không được à? Bao tải rách này vừa mở ra, ai cũng hiểu là ngươi đến bắt người. Ta hiền hòa. Chu Thanh Thọ lắc lắc bao tải, im lặng lắc đầu. Đây thật là bảo bối, bên trong là một không gian, nói không chừng có thể lặng lẽ đưa tiễn Khương Phàm. Khương Phàm là linh văn gì? Tiêu Phượng Ngô nhìn qua Khương Phàm đang ác chiến chê y bầu trời. Mắt ngươi mù sao, hỏa diễm linh văn. Không, đó là thú linh văn. Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, biết mình đã không nhìn lầm. Cái gì? Đó là thánh phẩm thú linh văn. Khương Phàm đang kịch liệt giao phong cùng thiếu niên Cửu Tiêu Cung, hắn hiện tại mặc dù đã trở nên cường đại dị thường, nhưng thiếu niên kia đã đến linh nguyên cảnh, lôi hỏa song linh văn được vận dụng xuất thần nhập hóa, võ pháp càng cao thâm, ngoan cường chặn đánh Khương Phàm. Kịch liệt đánh nhau cấp tốc gây nên sự chú ý ở các nơi, ngay cả cường giả đang lùng bắt phương phủ. Và các học viên võ viện đều liên tiếp hội tụ về hướng bên này. Đương nhiên còn có rất nhiều cự linh vệ và huyền giáp vệ. Ngươi không đi nổi. Thiếu niên không nghĩ tới Khương Phàm lại khó chơi như vậy. Tin tức nói hắn biết cảnh giới đối phương cũng không đến linh anh cảnh cửu trọng thiên. Dù không nhờ thánh linh văn thì hoàn toàn có thể thoải mái đánh giết Bạch Hoa. Nhưng Khương Phàm có thể đối kháng cửu trọng thiên, cũng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến linh nguyên cảnh. Thế nhưng Khương Phàm giờ phút này cho thấy bộ dáng hung tàn, mang ý nghĩa hắn có bí mật càng kinh người hơn. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm hét giận dữ, oanh ra mãnh hổ cũng triển khai hỏa dực, càng thêm uy mãnh, càng khủng bố hơn. Lùi lại cho ta. Thiếu niên hét giận dữ, thiên lôi oanh minh, liệt diễm sôi trào, kinh khủng hội tụ vào bàn tay, vén nát mặt đất, đánh vào bên chê y mãnh hổ, lập tức nổ lên lôi hỏa đầy trời. Không đợi năng lượng tản ra, thiếu niên triệu ra một thanh trường thương, ngang nhiên đâm tới Khương Phàm. Nhưng mà, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên từ chê y cao rơi xuống, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, 30 đạo cường quang phá không mà tới, đều là chút phù văn huyền diệu, ngay lập tức nổ tung. Phù văn cũng không phải một loại duy nhất, mà là các loại thủy hỏa lôi thổ, các loại năng lượng đan vào lẫn nhau, trong phút chốc hình thành thế công băng sơn liệt địa, nuốt sống thiếu niên. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, bụi bay ngập trời, tường cao cùng trạch viện bên trong phương viên mấy trăm mét đều bị hủy diệt, Khương Phàm bị khí lãng mãnh liệt chân bay ra ngoài hơn trăm mét. Đứng dậy, mắt nhìn phế tích trước mặt, không có chút do dự nào đứng dậy lần nữa triển khai hỏa dực, phóng tới không trung, há miệng hô to. Ta ở đây, kẻ muốn giết ta, cứ đến a a a. Hắn điên rồi, thật vất vả mới cứu ra. Cạnh góc xa xa, một thiếu nữ thanh tú tức giận dậm chân. Dạ An Nhiên khẽ nói. Hắn muốn cứu Khương gia, thêm một người xông về hắn nơi này, Khương gia nơi đó sẽ thiếu đi một phần áp lực. Hắn nghĩ tình huống hiện tại là gì? Vậy mà có thể ngưng tụ hỏa dực, còn có thể đối kháng linh nguyên cảnh, không lẽ năng lượng dùng không hết? Hỏa diễm toàn thân hắn tự thành vòng xoáy, thôn vệ năng lượng thiên địa, tình huống rất thần kỳ, nhưng... Dạ An Nhiên cũng nói không rõ ràng tình huống hiện tại của Khương Phàm, quá khác thường. Nhất là cỗ lệ khí hung liệt kia, cách rất xa đều có thể cảm nhận được,
hắn như đã không còn là một nhân loại mà là một đầu viễn cổ hung cầm nuốt sống vạn vật. Chúng ta còn phải tiếp tục giúp hắn sao? Hôm nay là hoàng tử chủ đạo hành động, ta không tiện hiện thân. Nhưng chỉ cần hắn có thể chạy ra khỏi thành Bạch Hổ, ta có thể dẫn hắn rời khỏi. Võ viện và cường giả vương phủ lần lượt xông phá chặn đánh bọn người cự linh vệ, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh Khương Phàm, chính hắn không trốn thoát được. Ta hình như thấy được Lãnh Văn Thanh. Một trong 9 vị trưởng lão thượng cung Kim Dương Cung, Lãnh Văn Thanh. Yến Khinh Vũ lại mời nàng đến. Khương Phàm thống khổ đâm vào chê y mặt đất, liệt diễm sôi trào toàn thân, càng ngày càng mãnh liệt, đã mất đi khống chế. Ta ở đây. Đến đây, đều đến đây. Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rớm máu, diện mục dữ tợn, một tiếng bạo hống phóng lên tận trời, tiếp tục hướng về phương hướng cứ điểm thứ 5 vọt mạnh. Ầm ầm. Thủy triều cuồn cuộn nơi xa đẩy lui cự linh vệ chặn đánh, nuốt hết mấy chục tòa đình viện. Một vị trưởng lão võ viện nhanh chóng bay lượn, đuổi về phía Khương Phàm, tóc trắng loạn vũ, ánh mắt hừng hực. Hắn lăng không xoay chuyển, trọng quyền vọt tới trước, thủy triều bành trướng phá thể mà ra, hóa thành một trọng quyền to như phòng ốc, khí lãng ngập trời đánh về phía Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp từ chê y trời giáng xuống, đưa tay lăng không ấn xuống, vô tận phong nhận trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát xoắn nát trọng quyền. Lập tức hướng về phía trước một chút, phong nhận đầy trời ngưng tụ giống như hàng vạn mũi tên bạo Kaiota siết thiên địa. Người nào? Vị trưởng lão kia chật vật rơi xuống, vừa muốn ngẩng đầu, phong nhận tản mát các nơi liên tiếp bạo động, hóa thành gió lốc mãnh liệt, cưỡng ép cuốn hắn bay ra ngoài. Sư tôn, nơi đó. Một tiếng quát la lên ở phía xa, bóng người xinh xắn chặn đường kia xoay tròn lao lên, thẳng đến phía chính nam. Nơi đó đang có một vị trưởng lão võ viện xông phá ngăn trở, ở chê y không trải rộng ra bức tranh thật lớn, bên trong ánh sáng ngập trời cấp tốc sinh trưởng ra đại thụ che trời, vung lên lít nha lít nhít chạc cây. Hướng về phía Khương Phàm trước mặt khởi xướng công Kaiota siết. Khương Phàm nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị một sợi đằng hung hăng đánh vào người, liệt diễm toàn thân tán loạn, hỏa dực vỡ nát, phun máu tươi nhào xuống con đường trước mặt. Ngươi trốn không thoát. Vị trưởng lão kia kéo lấy bức tranh, bỗng nhiên hướng về phía dưới vung lên, đại thụ sinh trưởng tốt, ánh sáng lam chiếu thiên khung, sợi đằng tráng kiện cấp tốc xen lẫn thành lồng giam vài trăm mét, bao phủ về phía Khương Phàm. Bóng người xinh xắn kia lần nữa xuất hiện, một tay chỉ thiên, một đạo phong kiếm lăng lệ to lớn lực phách trời cao, trong nháy mắt xé nát lồng giam đang rơi xuống, bay thẳng đến bức tranh kia. Sắc mặt trưởng lão hơi biến, vội vàng thu nạp bức tranh, nhưng vẫn bị xé mở, năng lượng phong ấn bên trong lập tức mất khống chế mà bạo tẩu, xông ra không trung mấy ngàn thước. Ai đang thủ hộ Khương Phàm? Ba vị cường giả vương phủ từ đằng xa đuổi tới, đang muốn triển khai chặn đánh. Bóng người xinh xắn kia mở hai tay ra, thành hình cung tiễn vô hình sau lưng, ngưng tụ thành phong nhận sắc bén, lại liên tục không ngừng bắn ra. Ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, ba vị cường giả vương phủ đang sống sờ sờ bị xuyên thủng. Khương Phàm ho ra đầy máu, toàn thân thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn điên cuồng giằng co, liệt diễm sôi trào chiếu sáng trời cao, xong về phía cứ điểm. Khương Phàm, dừng lại! Yến Khinh Vũ ở phía xa la lên, đuổi theo Khương Phàm đang nổi điên. Theo ta đi, cùng ta về Kim Dương Cung. Đại Hoang không gánh nổi ngươi, chỉ có Kim Dương Cung mới có thể hộ ngươi chu toàn. Thanh âm của Yến Khinh Vũ truyền vào ý thức Khương Phàm, não hải đang hỗn loạn thoáng bình tĩnh. Ta không trở về được. Khương Phàm quay đầu nhìn Yến Khinh Vũ đang lo lắng đuổi theo phía xa, lớn tiếng nói. Xin mời Yến Tranh đem quân bảo hộ Khương ra rời khỏi Bạch Hổ Quan. Ngày khác Yến gia gặp nạn, Khương Phàm ta, muôn lần chết tất về. Khương Phàm, Yến Khinh Vũ lo lắng hô to, ý thức Khương Phàm lại lần nữa bị hỗn loạn nuốt hết, lướt qua không trung, phóng tới cứ điểm thứ 5 không có một ai. Sư tôn, bắt lấy Khương Phàm, bắt hắn về Kim Dương Cung. Yến Khinh Vũ la lên gọi sư tôn Lãnh Văn Thanh, hôm nay nhất định phải mang Khương Phàm đi, nếu không tình huống sẽ bị hắn hỗn loạn, rất có thể sống không qua đêm nay. Huống chi tam hoàng tử càng không có khả năng để thánh linh văn Khương Phàm này còn sống mà đào tẩu. Lãnh Văn Thanh nhanh như cầu vồng, lướt qua trời cao, rơi xuống chê y tường thành cứ điểm nguy nga. Sư tôn, cứu hắn, nhanh đi. Yến Khinh Vũ lo lắng thúc giục. Lãnh Văn Thanh tiếc nuối lắc đầu, nếu như Khương Hồng võ thủ vững vương phủ,
nàng còn có thể lấy danh nghĩa Kim Dương Cung trực tiếp nhúng tay. Nhưng hiện tại Khương Hồng Võ đã quyết định đi, triệt để quyết liệt cùng Hoàng Thất, đừng nói là nàng, xem như cung chủ đến cũng không thể trực tiếp nhúng tay. Ngăn Khương Phàm lại, đừng cho hắn chạy đến Đại Hoang. Nhanh nhanh nhanh, Khương Phàm đang chạy trốn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt nếu để hắn trốn. Lượng lớn cường giả Vương Phủ cùng võ viện điên cuồng đột phá huyền giáp vệ cùng cự linh vệ vây bắt, liên tiếp xông vào cứ điểm. Ta chỉ có thể tranh thủ cho hắn chút thời gian. Lãnh Văn Thanh đứng trên y tường thành, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt trong trẻo cảnh giác đám đông cường giả đang nhanh chóng giết tới. Lúc này, hư không nơi xa đột nhiên oanh minh lôi điện, một đầu bôn lôi điêu đang tạo ra lôi chiều sôi trào cấp tốc tới gần cứ điểm thứ 5. Lãnh Văn Thanh đang muốn ngăn cản, hơn 10 vị cường giả Vương Phủ toàn bộ giết tới tường thành, đánh về phía nàng. Khương Phàm điên cuồng bạo tẩu thành công hấp dẫn rất nhiều cường giả bên ngoài, đến mức cường giả Vương Phủ và võ viện không thể kịp thời tiếp viện bọn người Khương Hồng Dương. Người của Khương gia dưới sự thủ hộ của huyết ngục, liều lĩnh xông tới cứ điểm. Tiếng kêu, giết, sầm trời, oanh động hỗn loạn. Năng lượng cuồn cuộn giống như dòng lũ mãnh liệt nuốt hết hơn 10 dặm khu ngã tư. Thành Bạch Hổ triệt để náo nhiệt, số lượng lớn cư dân hốt hoảng chạy trốn, lại có rất nhiều tán tu từ các nơi hội tụ, chứng kiến lấy thời khắc hỗn loạn lại bi thương này. Khương Vương Phủ đạt được Thánh Linh Văn, vốn hẳn nên thừa cơ quật khởi, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới tai họa ngập đầu. Hoàng thất quá độc ác, lại hoàn toàn không để ý gì đến nguy hiểm của Bạch Hổ Quan. Hiện tại trời sắp tối, nếu như đến lúc đó không ai trấn thủ cứ điểm, mãnh thú ác linh đại hoang sẽ vô tình nuốt hết nơi này, tàn phá bừa bãi Thương Châu. Đám tán tu mặc dù đều là hung đồ Liota máu chê y lưỡi đao, nhưng cũng không phải không có tình cảm, bọn hắn có thể quanh năm an toàn đi tới đi lui trong đại hoang đều bởi vì là được Khương Vương Phủ liều mạng trấn thủ 20 năm qua. Bọn hắn không thể nói là kính sợ Khương Vương Phủ, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Vương Phủ rơi xuống kết cục như thế này, càng hy vọng cứ điểm có thể mau chóng trở về tường thành. Cho nên, theo một vị tán tu nào đó thừa dịp loạn đánh lén, càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu tham dự vào. Không phải chặn đánh quấy nhiễu bọn người Khương Hồng Dương thì chính là quấy nhiễu đạo sư và các học viên Thương Châu Võ Viện. Những thị vệ và cung phụng rút lui kia của Khương gia ở bên trong trợ giúp, không chỉ cao giọng ủng hộ, càng dẫn dắt bầu không khí chủ động khởi xướng tập ca Iota CS. Mặc dù đều không thể trực tiếp giúp đỡ lớn nhưng vẫn tạo cho Khương gia rất nhiều cơ hội, để bọn hắn có thể đột phá vòng vây, lao tới gần cứ điểm. Dừng tay cho ta. Một tiếng bạo hống, chấn động phố dài. Yến Tranh hoành đao mà đứng, cuồng phong sôi trào hội tụ ở xung quanh ngưng tụ thành một đầu mãnh thú màu xanh, hướng lên bầu trời gào thét. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề lại nặng nề, hơn một vạn huyền giáp vệ hất lên trọng giáp, cầm ô cương cung trong tay, nhanh chóng gạt ra. Hơn 3.000 cự linh vệ hất lên chiến bào, chỉnh tề đứng ở phía trước nhất, bọn hắn Kaiota CS hoạt lấy linh văn, phóng thích ra võ pháp cường thịnh. Huyền giáp vệ, lên mũi tên. Cự linh vệ, tử chiến. Hai vị phó tướng phân biệt thống lĩnh huyền giáp vệ cùng cự linh vệ, chỉ vào phía cường giả Tam Đại Vương Phủ đang hỗn chiến ở phía xa. Triệu Nguyên Bá thấy Yến Tranh đã từng là phó tướng của mình, lập tức hô to. Tới thật đúng lúc, ngăn người của Khương Vương Phủ lại, một tên cũng không được thả. Triệu Nguyên Bá, Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Dương, lui ra. Yến Tranh uy nghiêm hô to, linh văn phát sáng, sát khí tràn ngập. Hồ đồ rồi sao? Triệu Nguyên Bá cau chặt lông mày. Khương Hồng Võ phản bội chạy trốn, Bạch Hổ Quan từ hôm nay trở đi sẽ do Hoàng Thất tiếp quản. Người bây giờ chính thức cho thấy thái độ đi. Lùi xuống cho ta. Yến Tranh, người không muốn sống nữa sao? Hiện tại còn duy trì giúp Khương Hồng Võ, sau này Tam Hoàng tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta nói lại một lần cuối cùng, lui ra. Lúc này, Khương Hồng Võ liên tiếp đột phá Tống Thiên Hùng chặn đánh, mang theo huyết ngục cùng các trưởng lão giết tới nơi này. Phàm Nhi đâu? Toàn thân Khương Hồng Võ đẫm máu, lại không lo được chuyện khác. Tìm kiếm Khương Phàm khắp nơi. Đã chạy. Uyển Nhi đâu? Đuổi theo. Rất nhiều huyết ngục cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Khương Vương. Tam Hoàng tử từ đằng xa theo sát tới, chỉ Yến Tranh phía xa, uy nghiêm nhắc nhở. Yến Tranh, mũi tên của ngươi không nên hướng chúng ta. Nhưng đáp lại Tam Hoàng tử chính là một tiếng bạo hống của Yến Tranh. Chuẩn bị.
10.000 huyền giáp vệ cùng kêu giống, dùng sức kéo mở ô cương cung nặng nề, toàn bộ mũi tên sắc bén hướng đội ngũ Cửu Tiêu cung và các phương phủ. Chỉ bằng những binh vệ này của các ngươi, cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta. Tống Thiên Hùng đưa tay chỉ lên trời, lôi vân giữa không trung mãnh liệt, hắc ám thiên địa, lôi quang dữ dằn như ngàn vạn lôi xà đang bốc lên. Phó tướng nâng tay phải lập tức hướng Tống Thiên Hùng, hơn 1.000 ô cương tiễn lập tức chuyển hướng, đồng loạt khóa chặt hắn. Bọn hắn không đủ, còn có chúng ta. Chê y đường phố xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề lại chỉnh tề, võ tướng tân nhiệm cứ điểm thứ 3, Hùng Chiêm Nguyên, võ tướng Côn Bắc cứ điểm thứ 6 đều mang huyền giáp vệ, cự linh vệ dưới trướng mình đuổi tới. Tam đại cứ điểm, hơn 30.000 huyền giáp vệ, gần 10.000 cự linh vệ, lập tức trấn trụ tràng diện. Các ngươi muốn làm phản sao? Khương Hồng Dương chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đều đến lúc này, bọn người Yến Tranh lại còn công nhiên đứng ở bên cạnh Khương gia, không chỉ không muốn sống, càng đang đánh vào mặt Khương Hồng Dương hắn. Khương Vương phủ trấn thủ Bạch Hổ Quan 20 năm, có công. Bọn hắn muốn đi, ai cũng không được ngăn cản. Côn Bác trợn mắt trừng trừng, khí thế như biển, dùng sức nắm chặt lấy chiến đao tùy thời có thể bạo khởi giết người. 20 năm trước, Khương Vương biết rõ mục đích hoàng thất nên dứt khoát từ bỏ Thương Châu, trấn thủ Bạch Hổ Quan. 20 năm qua, Khương Vương chưa từng lui lại một bước, chưa từng bởi vì oán niệm mà từ bỏ Bạch Hổ Quan. Ta, kính trọng Khương Vương. Hùng Chiêm Nguyên cao giọng hô to, hô cho Tam Hoàng tử nghe, càng hô cho các tướng sĩ cứ điểm sau lưng nghe. Một vị phó tướng cũng lên tiếng hô to. Khương Vương phủ thủ hộ Thương Châu 200 năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn, có tư cách lựa chọn rời khỏi. Yến Tranh hít một hơi thật sâu, nhìn Khương Hồng Võ trước mặt. Trong thành có phụ mẫu vợ con chúng ta, Thương Châu có thân nhân của chúng ta đi không được, nhưng chúng ta có thể bảo chứng Khương Vương phủ an toàn rời khỏi Bạch Hổ Quan. Ai dám ngăn cản, chúng ta sẽ liều chết một trận. Côn Bác dùng sức ôm quyền. Mãnh thú ác linh đại hoang hung tàn, uy hát yêu ta Thương Châu, thèm thuồng nhìn Bắc Cương, chúng ta không thể lui, còn xin Vương gia thông cảm. Vương gia, ta xưng ngài một tiếng Vương gia cuối cùng, một trận chiến cuối cùng vì ngài. Hôm nay, chúng ta chỉ nhận Khương Vương phủ, huyền giáp vệ, cự linh vệ, chuẩn bị. Cảm xúc trong lòng Khương Hồng Võ chập trùng, ngàn vạn lời nói lại bị nghẹn ở yết hầu, hắn rất muốn hô một tiếng nói lời cảm tạ. Nhưng lúc này lại không thể cổ động bọn hắn, nếu không sau này hoàng thất khẳng định sẽ tìm bọn hắn thanh toán. Lui! Bọn người Khương Hồng Võ tập hợp đến cùng một chỗ, cảnh giác Cửu Tiêu cung và các phương phủ đội ngũ, dần dần lui tiến vào trong đội ngũ huyền giáp vệ. 30.000 huyền giáp vệ, 10.000 cự linh vệ tựa như thủy triều mãnh liệt, đảo mắt nuốt hết bọn hắn, trùng điệp vần quanh. Một vị phó tướng cứ điểm báo cáo. Khương Vương, vừa nhận được tin tức. Phàm công tử từ cứ điểm thứ 5 trốn vào đại hoang, một người thần bí ở cứ điểm chặn đánh cường giả vương phủ cùng võ viện, nhưng có một bôn lôi điêu không thể ngăn lại. Khương Hồng Võ thoáng thở phào, chỉ cần Khương Phàm còn sống, bọn hắn có thể an tâm rời đi. Không bao lâu, Khương Uyển Nhi cũng mang theo huyết ngục gấp gáp trở về, được huyền giáp vệ bảo vệ. Tam hoàng tử muốn ngăn cản, bọn người Yến Tranh cùng quát lên chói tai. Ai dám? Điện hạ! Làm sao bây giờ? Sắc mặt Tống Thiên Hùng âm trầm như nước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Hồng Võ lại cường đại như thế, lại có thể áp chế vị phó cung chủ như hắn. Càng không nghĩ tới, đến thời khắc thế này, bọn người võ tướng Bạch Hổ Quan đều liều mạng đắc tội hoàng thất cũng muốn bảo vệ Khương Hồng Võ. Đội ngũ cứ điểm khác đâu? Tam hoàng tử cũng thật bất ngờ với thực lực Khương Hồng Võ hôm nay hiện ra, so với thời điểm lúc trước vây quét hắn mạnh hơn rất nhiều. Tới. Nhưng đều không có tới. Nữ tỳ chú ý tới nơi xa cũng có rất nhiều binh vệ tập kết, nhưng tất cả đều ngừng. Bọn hắn xem ra không muốn trực tiếp đối kháng hoàng thất, nhưng cũng không nguyện ý chặn đánh Khương Vương phủ. Tam hoàng tử chau mày, nếu quả thật muốn đứng lên đánh, không phải không có nắm chắc, chỉ cần xử trí đám người Yến Tranh, huyền giáp vệ và cự linh vệ sẽ dao động, nhưng cũng sẽ gây nên hỗn loạn cho cứ điểm, đêm nay Bạch Hổ Quan nhất định sẽ thất thủ. Hôm nay là hắn tự tiện chủ trương hành động, nếu như thuận lợi, là công, nếu như gây ra nhiễu loạn, thì là tội. Mấy người đại hoàng tử khẳng định sẽ thừa cơ giẫm hắn dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không thể vươn mình. Các cường giả Cửu Tiêu cung chau mày, ai cũng không ngờ tới sẽ là dạng cục diện như hiện tại.
Rất nhiều cư dân cùng đám tán trong thành Bạch Hổ nhìn một màn này, cũng cảm xúc chập trùng, nói không nên lời là cảm động hay là khổ sở. Khương Hồng Võ cấp tốc thối lui đến cứ điểm thứ 5, bọn người Yến Tranh mang theo huyền giáp vệ cùng cự linh vệ cũng đều hộ vệ cho đám người Khương gia thối lui đến nơi này. Bên cạnh đó, Lãnh Văn Thanh đã mang theo Yến Khinh Vũ lặng lẽ rút đi, để tránh bại lộ thân phận, mang đến phiền toái không cần thiết cho Kim Dương Cung. Không bao lâu sau, các võ tướng cứ điểm đầu tiên, cứ điểm thứ 2 và các cứ điểm khác cũng mang theo đội ngũ đuổi tới gần. Bọn hắn xác thực không nguyện ý ở trong tình hình này trực tiếp xung đột cùng hoàng tử, nhưng nhìn thấy Khương Vương Phủ rơi xuống tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Tại thời điểm mấy người Khương Hồng Võ đang muốn thông qua cửa đá cứ điểm thứ 5, ở cứ điểm đầu tiên xa xa, võ tướng trấn thủ nơi ấy đột nhiên hô to. Khương gia, không thẹn với Thương Châu. Chúng ta, hổ thẹn với Khương Vương Phủ. Võ tướng trấn thủ cứ điểm thứ 2 dùng sức ôm quyền. Vương gia không ở đây, Thương Châu cũng không còn Khương Vương Phủ. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Mấy vạn huyền giáp vệ cùng cự linh vệ liên tiếp động thân, âm thanh rung động trời cao. Thương Châu không còn Khương Vương Phủ. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Bọn người Yến Tranh bị cảm nhiễm, cảm xúc chập trùng. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Chê y đường phố xa xa. Rất nhiều tán tu và rất nhiều dân chúng đều hướng mặt về cứ điểm thứ 5, ôm quyền hô to. Cung tiễn Khương Vương Phủ. Sắc mặt Tam Hoàng tử càng khó coi. Khuôn mặt Khương Hồng Dương càng tức giận đến trắng bệch. Cái gì gọi là Thương Châu không còn Khương Vương Phủ, ta đây thì sao? Khương Vương mặc dù bá đạo, nhưng thủ vững Bạch Hổ quan dòng dã 20 năm, không để cho thành Bạch Hổ thậm chí Thương Châu một lần nguy hiểm nào, xác thực đáng tôn trọng. Khương Vương Phủ mặc dù xuống dốc trong tay Khương Hồng Võ, nhưng Khương Hồng Võ không có nhục uy danh Khương gia. Dạ An Nhiên cũng xúc động, con người hơi rung nhẹ. Khương Hồng Võ rời khỏi cứ điểm, cảm xúc một mực kéo căng, lại nhìn lại tường thành sụp đổ trong một khắc này, trong ánh mắt quật cường vậy mà tuôn ra một tầng y gờ lung. Đi lần này, bọn hắn không có khả năng trở về. Hắn lại có chút không bỏ xuống được tòa thành Bạch Hổ này. Không bỏ xuống được những tướng sĩ cùng hắn huyết chiến 20 năm nay. Các huynh đệ Bạch Hổ Quan, vĩnh biệt. Khương Hồng Võ lên tiếng hô to. Khương Hồng Võ ta cuối cùng lấy danh nghĩa trấn thủ Bạch Hổ Quan, xin mời chư vị, bất luận tình thế như thế nào, cần phải thủ vững đêm nay, không được để mãnh thú ác linh đại hoang xông vào Bạch Hổ Quan. Tối nay, không thể cùng chư vị kề vai chiến đấu, tối nay, Bạch Hổ Quan giao cho các ngươi. Cách tường thành nặng nề. 100.000 huyền giáp vệ, 30.000 cự linh vệ lên tiếng hô to. Xin Khương Vương yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ Bạch Hổ Quan, thề sống chết thủ hộ Thương Châu. Cảm xúc Khương Hồng Võ chập trùng, vung tay lên. Đi! Huyết ngục Khương gia cấp tốc tản ra, bảo hộ lấy đám người Khương gia may mắn còn sống sót xông vào rừng hoang. Vô luận như thế nào, phải tìm được Phàm Nhi. Khương Hồng Võ thu liếm cảm xúc, cao giọng thét lên ra lệnh. Khương Hồng Võ. Sắc mặt Tam Hoàng tử âm trầm đến dọa người, chủ quan, quá bất cẩn. Trước đó bắt được Khương Hồng Võ, an bài Khương Hồng Dương khống chế Bạch Hổ Quan, Bạch Hổ Quan bình tĩnh cho hắn một loại giả tưởng, chính là uy tín Khương Hồng Võ ở Bạch Hổ Quan đã hạ xuống đến thấp nhất. Hiện tại xem ra, tình thế lúc ấy bọn hắn chỉ là bức bách bởi vì bốn chữ Khương Vương đã chết, không thể không thỏa hiệp mà thôi. Điện hạ, chúng ta thỉnh tội. Bạch Ngao Thương. Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương liên tiếp đi tới, chủ động thỉnh tội. Bọn hắn cũng không nghĩ tới võ tướng cứ điểm Bạch Hổ Quan sẽ ở thời khắc sống còn không để ý hậu quả mà bảo hộ Khương Vương Phủ. Tam Hoàng tử khôi phục tỉnh táo, hạ lệnh. Tam Đại Vương Phủ lưu thủ Bạch Hổ Quan, hiệp phòng cứ điểm, đêm nay tuyệt đối không thể để mãnh thú ác linh đại hoang xông phá cứ điểm. Đám người Khương Vương Phủ kia, không cần các ngươi quản, cần phải giữ vững Bạch Hổ Quan. Tuyệt đối không thể để mãnh thú ác linh đại hoàng uy hát yêu ta Thương Châu. Còn nữa, tạm thời không nên động đến bọn người Yến Tranh, hết thảy do phụ hoàng tự mình quyết định. Lĩnh mệnh, cửu tiêu cung, các trưởng lão võ viện, từ những phương hướng khác vòng vào đại hoang, đuổi theo cho ta. Điện hạ, trời sắp tối rồi. Đuổi, Tam Hoàng tử mang theo cường giả cửu tiêu cung và trưởng lão võ viện cấp tốc rời khỏi. Hành động hôm nay là chính mình tự tiện làm chủ. Cũng là chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như Khương Vương Phủ không có lưu lại, Khương Phàm lại chạy,
hắn thực sự không có cách nào bàn giao với phụ hoàng. Không thể ngừng, hiện tại còn không thể ngừng, lực lượng cho ta. Khương Phàm không biết mình đã chạy bao lâu, linh văn bắt đầu ảm đạm, liệt diễm toàn thân đều giống như như thủy triều dần biến mất. À, Khương Phàm đột nhiên ôm lấy đầu kêu thảm, hỏa dực biến mất, đầu cúi xuống, đập ầm ầm chê y mặt đất. Trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nứt, toàn thân càng giống như muốn tan rã. Đây là di chứng sao? Tiêu hao quá độ không phải hẳn là suy yếu hôn mê sao? Đây là thế nào? Khương Phàm chợt nhớ tới viên đan dược trước kia khi mà phụ thân cho hắn lúc khiêu chiến Bạch Hoa, hắn lập tức nuốt vào. Viên đan dược kia là bảo dược kéo dài tính mạng, là lúc trước Thiên Hoa Điện vì muốn hợp tác sâu sắc cùng Khương Vương Phủ đã đặc biệt đưa cho Khương Hồng Võ. Nghe nói là do luyện đan sư cao cấp tự mình luyện chế, giá trị liên thành. Sau khi Khương Phàm nuốt vào không đợi luyện hóa, đan dược đã tự động hóa làm năng lượng minh y gờ cấp tốc quét sạch kinh mạch, đánh thẳng vào mạch máu, càng bốc hơi lên khí tức thanh lương, tu dưỡng linh hồn. Trong lúc nhất thời, toàn thân Khương Phàm đều bị năng lượng thần kỳ bao phủ, từ huyết nhục đến hải cốt, từ linh văn đến khí hải đều được nhanh chóng điều dưỡng. Khương Phàm thở phào một cái, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng, thân thể bắt đầu khôi phục mà ý thức vẫn là hôn mê và hỗn loạn. Tràng cảnh ác mộng trước đó nhìn thấy trong thành Bạch Hổ lần nữa hiển hiện. Tất cả đều năng lượng bạo động phô thiên cái địa, bốn phương tám hướng đều là tiếng gào thét thê lương. Thiên địa lờ mờ, sát khí ngút trời, huyết hà tung hoành, thây ngang khắp đồng. Đây là một mảnh chiến trường tử vong kinh khủng. Đây là một mảnh tu la tràng vô biên vô tận. Nơi xa xôi cuối cùng, đạo thân ảnh mơ hồ kia lại lần nữa xuất hiện, xa không thể chạm, lại như là gần ngay trước mắt, uy nghiêm cường thịnh, lại thê lương và bi thương. Khương Phàm muốn la lên, muốn hỏi thăm, lại không thể phát ra được âm thanh nào. Sau một lát, thân ảnh ầm vang sụp đổ, ngọn lửa màu vàng óng cuồn cuộn vô tận thương thiên rọi khắp nơi chê y chiến trường tu la. Thiên băng địa liệt, chúng sinh kêu dê y. Thế giới giống như ác mộng này hóa thành mảnh vỡ vô tận, giống như như mưa to chui vào trong ý thức Khương Phàm, hội tụ thành một đạo tiếng nỉ non phiêu miểu. Móc lửng, ta trở về. A, à, thống khổ vừa mới bớt lại đột nhiên tăng lên, cảm giác linh hồn mình đều sắp bị hòa tan, đau đớn không cách nào nói rõ từ trong ra ngoài giày vò hắn. Hắn mạnh mẽ đâm tới trong rừng cây, cuối cùng lại lao vào trong sông lớn đang lao nhanh. Nước sông mãnh liệt vòng quanh hắn xuôi theo dòng. Khương Phàm cực lực muốn ổn định ý thức của mình, lại càng ngày càng đau nhức, giãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Ngươi là ai, ta là ai? Theo một tiếng thống khổ, Khương Phàm đang lao nhanh trong sông lớn đã lâm vào hôn mê. Ở phía trước, tốc độ rất nhanh. Trong rừng rậm, hai bóng người như kinh hồng lướt qua rừng cây rậm rạp, đuổi tới bên cạnh sông lớn đang lao nhanh. Hắn nhảy vào trong sông rồi. Một thiếu nữ dương lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhanh đuổi theo. Dạ An Nhiên thuận đường sông phía trước mà đuổi, một mực xuôi dòng xuống hơn 3.000 mét mới nhìn thấy được Khương Phàm ở giữa hà triều chập trùng lên xuống, phía sau lưng có ánh sáng yếu ớt đang lóe lên. Đây là phù chú trước đó nàng dùng cho Khương Phàm để giải vây, ở chê y người hắn lưu lại vết tích phù văn. Mặc dù bị đốt đi còn rất yếu, nhưng còn có thể chỉ dẫn cho nàng. Thanh văn, nơi đó. Dạ An Nhiên chỉ hướng phía trước. Thiếu nữ Kaiota siết hoạt linh văn, đánh ra hai cỗ linh vụ, bên trong thủy triều lao nhanh lập tức kịch liệt dâng lên ba cỗ bọt nước, vòng quanh Khương Phàm quăng về phía bãi sông. Chỉ là, Khương Phàm mới vừa ra tới, thanh văn rít lên một tiếng, cuống quýt nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn xấu hổ đỏ bừng. Nguyên lai thời điểm Khương Phàm thiêu đốt toàn thân đã đốt sạch sẽ y phục. Giờ khắc này đột nhiên vớt đi từ trong sông, toàn thân chê y dưới không có nửa điểm che giấu. Dạ An Nhiên vội vàng đánh ra mấy đạo phù văn, dẫn dắt cây rừng xung quanh quấn qua, che thân thể Khương Phàm lại. Y phục hắn đâu? Thanh văn nhanh chóng quay đầu trở về, sau khi xác định Khương Phàm an toàn mới xấu hổ đi tới. Muội có y phục sao, trước tiên mặc vào cho hắn. Dạ An Nhiên cũng không nghĩ tới hình ảnh kinh tâm động phách này. Ta nào có y phục của nam tử? Nữ y cũng được. Ta không thay y phục cho hắn, mắc cỡ chết người ta rồi. Tỷ tỷ, trước tiên dùng lá cây cuốn lấy, chờ hắn tỉnh lại hẳn nói. Dạ An Nhiên ngưng tụ ra mấy đạo phù văn, dẫn dắt lá cây xung quanh bao trùm Khương Phàm, giống như cái bánh trưng, cực kỳ chặt chẽ. Tỷ tỷ,
là mang hắn rời khỏi, là giao cho Khương Vương Phủ. Mục tiêu Khương Vương Phủ quá lớn, Cửu Tiêu Cung nhất định sẽ đuổi kịp bọn hắn, tránh không được một trận loạn chiến, bọn hắn có thể còn sống chạy ra vạn dặm đại hoang này hay không đều là vấn đề. Chúng ta có thể bảo đảm Khương Phàm, không bảo vệ được Khương Vương Phủ. Thế nhưng, nếu như Cửu Tiêu Cung phát hiện trong đội ngũ Khương Vương Phủ không có Khương Phàm, chắc chắn sẽ phân ra một số người đến tìm kiếm, dạng này cũng có thể giảm bớt áp lực cho Khương Vương Phủ. Dạ An Nhiên tự mình cõng Khương Phàm lên, rời khỏi khu rừng này. Giải thích thế này, quá gượng ép, chúng ta là đến tị nạn, trước khi đi còn dẫn theo một nam tử, trở về để cho người ta nghĩ như thế nào. Thanh Văn lẩm bẩm một câu. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ cảm thấy hứng thú đối với nam tử như vậy, còn tự mình cõng, chuyện này nếu để cho người trong tông nhìn thấy, không biết sẽ thành phong ba dạng gì. Một tia chớp lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, nhưng chỉ sau chốc lát lôi chiều lại vòng vo trở về. Tỷ tỷ, là Bôn Lôi Điêu. Thanh Văn vừa mới nhắc nhở, Dạ An Nhiên đã vung Khương Phàm lên, ném tới chê y đại thụ bên cạnh. Phù văn phát sáng, xảo diệu hòa Khương Phàm vào trong. Ầm ầm, lôi đình từ chê y trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt bọn họ. Dạ An Nhiên, các ngươi làm sao lại ở đây? Thiếu niên Cửu Tiêu Cung ngồi xổm chê y Bôn Lôi Điêu, ánh mắt âm trầm nhìn hai thiếu nữ thanh tú mỹ lệ trước mặt. Chúng ta không nên ở đây sao, ngược lại là phiền kiệt ngươi ngăn chúng ta lại làm cái gì? Ngữ khí Dạ An Nhiên đạm mạc ứng phó. Phụng mệnh của điện hạ, đuổi bắt Khương Phàm. Thiếu niên nhìn rừng rậm xung quanh, không có phát hiện cái gì dị thường. Khương Vương Phủ thay Lang Gia Quốc trấn thủ Bắc Cương 200 năm, lao khổ công cao, cuối cùng đổi lấy kết quả như vậy, không sợ lạnh trái tim người trong thiên hạ. Cửu Tiêu Cung các ngươi là đệ nhất cung Bắc Cương, hẳn là nên thủ hộ các châu Bắc Cương, vậy mà lại làm ra sự kiện ác liệt như vậy, không sợ hoàng thất nghiêm trị. Dạ An Nhiên chuyển sự chú ý. Phiền kiệt sẽ không theo ngoại nhân phàm luận về hoàng thất. Các ngươi nhìn thấy Khương Phàm không? Nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng ta cũng sẽ không trộn lẫn sự tình Lang Gia Quốc các ngươi. Phiền kiệt cũng không lại nói nhiều, cưỡi Bôn Lôi Điêu bay lên trời, nhưng không đợi hai người Dạ An Nhiên thở phào, lôi chiều lần nữa từ chê y trời giáng xuống. Trước đó phục ca Iota Sieta, có phải ngươi hay không? Ánh mắt phiền kiệt âm trầm trở nên lăng lệ. Lúc ấy kém chút đã bắt được Khương Phàm, bầu trời đột nhiên rơi xuống rất nhiều phù văn, kém chút đánh chết hắn. Chúng ta và Khương Phàm không có quan hệ, càng sẽ không xen vào chuyện của các ngươi. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi, không xứng để ta xuất thủ. Dạ An Nhiên, đừng phách lối, người khác không biết tình huống của ngươi, nhưng phiền kiệt ta rất rõ ràng. Đi ra lánh 3 năm, còn không phải sắp trở về. Phiền kiệt lại nhìn xung quanh một chút, yên lặng cảm thụ được linh lực ba động trong rừng cây. Thanh Văn âm thầm khẩn trương, nếu như bị phát hiện, không chỉ không gánh nổi Khương Phàm, còn có thể rước lấy phiền phức cho tông môn bọn họ. Ngay thời điểm ánh mắt phiền kiệt đang muốn quét về phía đại thụ sau lưng mình, Dạ An Nhiên bỗng nhiên nói.